Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Sát thủ tái sinh, tiểu thư bị ruồng bỏ nổi dậy. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn, Mạnh Bích Quỳnh bị Mạnh Vân Tuyết dùng dây từ đằng tấn công, khiến những kẻ hầu sợ hãi không dám can thiệp. Trong khi đó, Hương Lan hoảng sợ vì thái độ hống hách trước đó với Vân Tuyết, ả ta vội kêu cứu khi thấy Mạnh Quang Hạo và Mạnh Văn Thừa đến gần. Cả hai người đàn ông đều ngạc nhiên khi nghe tin Vân Tuyết đánh Mạnh Bích Quỳnh, đặc biệt Mạnh Quang Hạo càng sửng sốt khi thấy Vân Tuyết, người vốn không có tu vi lại có thể làm hại được Mạnh Bích Quỳnh. Ông bắt đầu nghi ngờ rằng Vân Tuyết đang sở hữu một bảo vật quý giá từ Tô Diệp Vân. Lòng tham trong ông ta nổi lên, toan tính chiếm lấy bảo vật đó. Tiếp theo Vân Tuyết sẽ xử lý tình huống bị cả nhà họ Mạnh quay lại bắt nạt như thế nào. Mọi người cùng nghe tiếp chuyện để biết thêm chi tiết nhé. Tập 17. Hương Lan vừa dùng khăn tay lau nước mắt, vừa lắp ba lắp bắp kể lại. Nô tỳ phụng mệnh thiếu gia đưa Tam tiểu thư đến tiền sảnh bái kiến lão gia và phu nhân. Trên đường đi trùng hợp gặp phải Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư có lòng tốt tiến đến chào hỏi Tam tiểu thư, ai ngờ Tam tiểu thư không cảm kích, lại còn buông lời độc địa với Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư nhịn mãi không được mới lên tiếng phản bác với Tam tiểu thư vài câu. Không ngờ, Tam tiểu thư đột nhiên vung roi lên, vừa đánh đập vừa mắng nhiếc Nhị tiểu thư không ngớt. Chúng nô tỳ tiến đến khuyên ngăn, Tam tiểu thư chẳng những không nghe, ngược lại còn đánh cả chúng nô tỳ. Hu hu hu. Nô tỳ nào dám mạo phạm Tam tiểu thư, thật sự là nếu nô tỳ không đi cầu cứu, Nhị tiểu thư sẽ bị Tam tiểu thư đánh chết mất. Lúc này có Mạnh Quang Hạo và Mạnh Văn Thừa ở đây, Hương Lan chẳng phải sợ hãi ai hết. Dù sao đi nữa, ả cũng đã đắc tội với Vân Tuyết, lại thêm việc thiếu gia không thích vị Tam tỷ tỷ này, chi bằng cứ giết ả Vân Tuyết này sớm cho xong chuyện. Liệu Mạnh Vân Tuyết gánh nổi tội danh ra tay đánh tỷ tỷ của mình không? Trong mắt Mạnh Văn Thừa ánh lên sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Nhìn về phía đám tôi tớ của Mạnh Bích Quỳnh, có phải sự tình đúng như lời Hương Lan kể không? Đám tôi tớ này là người của Mạnh Bích Quỳnh, làm sao có thể phủ nhận được? Bọn chúng mồm năm miệng mười nhanh nhẩu thêm mắm dặm muối kể lại tội lỗi của Vân Tuyết. Mạnh Văn Thừa giấu đi nụ cười đắc ý bên khóe miệng, nhìn về phía Vân Tuyết với vẻ mặt đau khổ. Tam tỷ tỷ, dù cho tỷ có không thích Nhị tỷ tỷ đi nữa, làm sao mới ngày đầu tiên đặt chân vào phủ đã ra tay đánh Nhị tỷ tỷ kia chứ? Tỷ tùy ý làm bậy như vậy, sao cha có thể cho tỷ ở lại phủ họ Mạnh đây? Vân Tuyết như cười như không nhìn màn diễn kịch xuất sắc của hắn, vẫn một mực giữ im lặng. Mạnh Quang Hạo cau mày, nói, Vân Tuyết, sự việc có phải giống như những gì bọn chúng nói hay không? Vân Tuyết không trả lời câu hỏi của Mạnh Quang Hạo, mà nhìn về phía vị tỷ tỷ Mạnh Bích Quỳnh đang nằm trên mặt đất khe khẽ rên rỉ kia. Cô bật cười chế giễu, Nhị tỷ tỷ, tỷ đừng giả vờ nữa. Nếu như tỷ không thích muội ở lại phủ họ Mạnh thì muội đi là được chứ gì? Hà cớ gì tỷ phải để bản thân chịu oan ức mà diễn nên một màn kịch thế này chứ? Dứt lời, ánh mắt bình tĩnh của cô nhìn về phía Mạnh Quang Hạo, cô chậm rãi nói, thưa cha, chắc hẳn cha phải hiểu rõ hơn những người khác chứ nhỉ? Con chỉ là một kẻ bỏ đi đến trói gà không chặt, làm sao có thể đánh Nhị tỷ tỷ được đây? Nếu như tất cả mọi người đều khẳng định Nhị tỷ tỷ bị con dùng roi đánh, vậy cha có thể để con xem rốt cuộc Nhị tỷ tỷ bị thương ở đâu, trên người tỷ tỷ lưu lại vết roi đánh như thế nào không? Giọng điệu và thái độ nói chuyện của Vân Tuyết bây giờ khác nhau một trời một vực so với bộ dạng yếu đuối hèn mọn lúc trước. Vẻ mặt cô hiện tại bình tĩnh kiên định, không mảy may sợ sệt kinh hãi. Điều này khiến trong lòng Mạnh Quang Hạo dấy lên hoài nghi. Ông ta ngồi xổm xuống kiểm tra thân thể của Mạnh Bích Quỳnh, phát hiện trên người ả ta quả thật không hề có bất kỳ vết roi quất nào. Hơn nữa sau khi dùng linh lực kiểm tra xong cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Đây rõ ràng là một thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào cả. Vân Tuyết cười chế giễu, nếu cha, đệ đệ và Nhị tỷ tỷ đều không thích con ở lại phủ họ Mạnh, con nghĩ con nên sớm rời khỏi nơi này thôi. Tránh việc hôm nay thì nói con đánh Nhị tỷ tỷ bị thương, ngày mai lại lấy tội danh ngỗ nghịch bất hiếu đổ lên đầu con. Sắc mặt Mạnh Quang Hạo xa sầm, hung ác nhìn về phía Mạnh Bích Quỳnh và Hương Lan, rốt cuộc là chuyện gì hả? Trên người Nhị tiểu thư không có bất kỳ thương tích nào cả. Các ngươi hùa nhau lừa gạt ta, cứ tưởng ta dễ bị sỏ mũi lừa gạt lắm sao? Hương Lan vừa nghe thấy câu này lập tức ngẩn người, ả bỏ qua nâng cánh tay của Mạnh Bích Quỳnh, run giọng nói, không thể nào. Vừa rồi nô tỳ tận mắt chứng kiến roi của Tam tiểu thư quất lên cánh tay của Nhị tiểu thư, ở đây chắc chắn phải có vết hằn mới phải, lão gia người xem. Ống tay áo của Mạnh Bích Quỳnh bị vén lên, thế nhưng chỉ nhìn thấy làn da nhẵn mịn trắng nõn như tuyết, chẳng hề có chút thương tích nào do bị roi đánh hằn lại. Hương Lan mướt mát mồ hôi, đôi mắt ngập tràn nỗi hoảng sợ và bất ngờ. Không, không thể nào. Rõ ràng nô tỳ đã tận mắt nhìn thấy kia mà,
mọi người cũng tận mắt nhìn thấy phải không? Lúc này khắp toàn thân Mạnh Bích Quỳnh vẫn đau đến thấu xương y hệt như ban nãy, cả khuôn mặt ràn rụa nước mắt, níu lấy áo của Mạnh Quang Hạo. Cha ơi, cứu con với, con đau quá đi mất. Đều tại ả tiện nhân kia đánh con, cha ả, cha phải lấy lại công bằng cho con. Ả ta khóc lóc thê thảm muôn phần, thế nhưng sắc mặt lại hồng hào, dao động linh khí vẫn ổn định, trên người lại chẳng có lấy một vết thương nào, đâu giống dáng vẻ của một người đang bị thương nặng đâu. Mạnh Quang Hạo là một thầy thuốc tứ phẩm, trên người bệnh nhân có vết thương hay không chẳng lẽ ông ta còn có thể nhìn nhầm được sao? Lúc này nhận ra được mình đã bị lừa, ông ta giận quá hóa thẹn, tức tối hất tay Mạnh Bích Quỳnh ra, im mồm, mày lừa cha thấy vui lắm hay sao? Nói rồi chỉ về phía mấy tên tôi tớ của Mạnh Bích Quỳnh, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đưa tiểu thư về đi, chẳng nhẽ còn sợ chưa đủ xấu mặt mà ở lại đây à? Vẻ mặt mấy tên tôi tớ kinh hoàng bất an, nào dám lề mề thêm nữa, vội vàng đỡ Mạnh Bích Quỳnh vẫn đang khóc lóc kêu than quay về. Mạch Hương liếc nhìn Hương Lan đang ngây dại, cô nàng mếu máo nói, tiểu thư, nô tỳ thấy chúng ta vẫn nên quay về đi thôi. Mặc dù biệt viện cũ nát đơn sơ, nhưng mà ít nhất cũng không có ai khiến cho tiểu thư phải chịu bực tức. Trong phủ này có biết bao nhiêu người ngứa mắt tiểu thư, đến cả một nha hoàn mà cũng có thể tùy tiện vu khống tiểu thư nữa là. Nô tỳ thấy tiểu thư ở lại nơi này thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mạnh Quang Hạo nghe vậy sắc mặt xa sầm, ánh mắt sắc bén quét về phía Hương Lan, trầm giọng quát, người đâu, lôi ả nha đầu vu khống chủ nhân này xuống, đập nát đan điền, sau đó đánh chết cho ta. Toàn thân Hương Lan lập tức run bắn cả người, không thể tin nổi ngẩng phát đầu lên. Đối diện với ánh mắt tàn bạo lạnh thấu xương của Mạnh Quang Hạo, nỗi khiếp đảm trong ả dâng trào như thủy triều. Lão gia, thiếu gia, xin tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Sau này nô tỳ sẽ không dám nữa, cầu xin lão gia và thiếu gia tha cho nô tỳ lần này thôi. Hương Lan nhào đến trước mặt Mạnh Văn Thừa cầu cứu hắn. Vẻ mặt của Mạnh Văn Thừa cũng có chút khó coi, nhưng đành bất đắc dĩ nói, người ngươi đắc tội là Tam tỷ tỷ, cầu xin ta cũng vô dụng. Có điều ta nghĩ Tam tỷ tỷ tấm lòng Bồ Tát, nhất định sẽ khoan dung tha thứ cho ngươi thôi. Hương Lan nghe vậy ngay lập tức hiểu ý, vội lao về phía Vân Tuyết, quỳ trước mặt cô và không ngừng giơ tay tự tát mặt mình. Vừa khóc lóc vừa cầu xin, Tam tiểu thư, nô tỳ bị ma xui quỷ khiến nên mới đi vu oan hãm hại Tam tiểu thư. Cầu xin Tam tiểu thư đại nhân đại lượng, tha thứ cho nô tỳ với, hu hu hu. Tam tiểu thư, xin hãy cứu mạng nô tỳ với. Vân Tuyết như cười như không nhìn về phía Mạnh Văn Thừa, chậm rãi nói, đệ đệ mới là tấm lòng Bồ Tát. Ngay cả một nha hoàn còn con mà cũng sẵn sàng cầu xin giúp cho ả. Có điều vừa nãy lúc tỷ tỷ bị vu oan, sao không thấy đệ nói đỡ câu nào giúp tỷ tỷ thế? Mạnh Văn Thừa còn chưa kịp nói gì, vẻ mặt của Mạnh Quang Hạo ngay lập tức trở nên khó coi hơn. Ông ta lạnh lùng ra lệnh, các ngươi còn ngây người ra đó làm gì thế? Còn không mau lôi con tiện tỳ này xuống cho ta. Đừng để Tam tiểu thư nhìn thấy ả lại thêm chán ghét. Chẳng mấy chốc đã có gã sai vặt của phủ họ Mạnh đi tới, lôi kéo Hương Lan đang kêu khóc chói tai xuống. Mạnh Văn Thừa nhìn theo hướng Hương Lan biến mất, ánh mắt tối sầm, nỗi oán hận với Vân Tuyết trong lòng càng sâu đậm thêm mấy phần. Mạnh Quang Hạo nhìn sang Vân Tuyết, ánh mắt lúc này đã trở nên hiền hòa. Vân Tuyết, nếu bây giờ con đã quay trở về phủ họ Mạnh, sau này đương nhiên sẽ là Tam tiểu thư của phủ họ Mạnh. Chỉ là một đứa nha hoàn không biết điều thôi mà, cha ắt sẽ trừng phạt nó giúp con không cần phải tức giận với Văn Thừa chỉ vì một đứa nha hoàn. Từ nhỏ tới giờ tính cách Văn Thừa mềm lòng giống hệt mẹ con. Hai đứa con là chị em ruột, sau này nhất định phải chung sống hòa thuận. Có như vậy, mẹ con ở nơi chín suối mới nhắm mắt yên lòng được. Vân Tuyết liếc nhìn Mạnh Văn Thừa, mỉm cười nói, cha yên tâm, con và Văn Thừa chắc chắn sẽ chung sống hòa thuận. Nghe vậy, vẻ mặt Mạnh Quang Hạo càng trở nên hiền hòa hơn, hôm nay xảy ra chuyện thế này, chắc con cũng sợ lắm rồi. Cứ để ngày mai hẵng đến bái kiến mẫu thân con cũng được. Giờ con hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt nhé. Đến khi bóng dáng Vân Tuyết biến mất ở chỗ rẽ, Mạnh Quang Hạo mới xa sầm mặt, nói với con trai ở phía sau, theo cha vào thư phòng. Vừa tiến vào thư phòng, Mạnh Quang Hạo đã ngồi xuống ghế, vỗ mạnh mấy cái rồi nghiêm nghị nói, Văn Thừa, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Con quên cha đã dặn dò con như thế nào sao? Cha dặn đi dặn lại con phải giữ quan hệ tốt với nó, nhưng cuối cùng con đã làm thế nào? Ngộ nhỡ khiến nó xa cách con thì làm sao bây giờ? Mạnh Văn Thừa sợ hãi đứng trước mặt Mạnh Quang Hạo, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tức giận và bất bình. Sau khi nghe thấy câu nói sau cùng của Mạnh Quang Hạo, hắn lập tức gân cổ lên, xa cách thì thôi, con không có người chị nào vô dụng như nó. Nghĩ đến sự chế giễu và nhục nhã mà mình từng đón nhận,
Khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Văn Thừa nhăn nhó vặn vẹo. Cũng vì có người chị vô dụng như thế nên dù đi đến đâu, con cũng bị người ta chê cười. Cha, con thật không hiểu, Mạnh Vân Tuyết chỉ là đứa vô dụng. Sự tồn tại của nó là nỗi nhục của nhà họ Mạnh. Tại sao cha còn muốn bảo vệ nó như thế chứ? Không phải nó chết còn tốt hơn là sống sao? Mạnh Quang Hạo nghe Mạnh Văn Thừa lên án, cau mày im lặng một lúc. Mãi lâu sau, ông ta mới thở dài nói, Văn Thừa, con là đứa con trai mà cha yêu thương nhất. Từ khi con còn nhỏ, cha đã để con vào cung trở thành thư đồng của thái tử, lại mất bao nhiêu tiền của để đưa con đến Thất Tinh cung học tập, con nghĩ xem cha sẽ hại con sao? Cha, con không có ý này. Mạnh Văn Thừa hết sức kinh sợ, vội nói, con chỉ không hiểu, Mạnh Vân Tuyết có khác gì đồ bỏ đi đâu, tại sao cha còn muốn che chở nó, thậm chí bắt con nịnh nọt nó, tiếp cận nó. Con vừa nghĩ đến kẻ người trần mắt thịt rác rưởi đó là chị ruột mình, con chỉ hận không thể giết chết nó, khiến nó biến mất khỏi thế gian này. Ánh mắt Mạnh Quang Hạo trầm lắng, song ông ta không trách Mạnh Văn Thừa tàn nhẫn vô tình, ngược lại khóe miệng hơi mỉm cười. Văn Thừa, tính cách của con giống lúc cha còn trẻ đến 8, 9 phần đấy. Được rồi, nếu con đã cố chấp với thân phận Vân Tuyết như thế, vậy cha sẽ nói thật cho con biết. Nhưng con phải cam đoan, tất cả con nghe được hôm nay, tuyệt đối không thể kể cho người thứ ba, cho dù trưởng lão trong gia tộc cũng không thể. Mạnh Văn Thừa cảm thấy tim đập thình thịch, hắn linh cảm thấy bản thân sắp được nghe một bí mật động trời, ngay cả hít thở cũng bất giác nhẹ hơn. Hắn trịnh trọng hứa hẹn, cha yên tâm, Văn Thừa chắc chắn sẽ giữ mồm giữ miệng. Mạnh Quang Hạo khẽ gật đầu, lại trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói, Mạnh Vân Tuyết không phải chị ruột của con, em ruột của nó đã chết mười mấy năm trước rồi. Cái gì? Mạnh Văn Thừa bỗng nhiên mở to hai mắt, cha. Cha nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con không phải con ruột của người? Chuyện này sao có thể như thế chứ? Đừng sợ, Mạnh Quang Hạo đứng lên vỗ lưng Mạnh Văn Thừa, giọng dịu dàng, vẻ mặt hiền từ ấm áp, con là con trai hàng thật giá thật của ta, điều này không thể sai được. Nhưng mẹ con không phải là Tô Diệp Vân, hơn nữa. Giọng Mạnh Quang Hạo ngừng lại, trong đôi mắt nheo lại toát ra nỗi ghen ghét và oán hận sâu đậm, Mạnh Vân Tuyết cũng không phải máu mủ của cha. Mạnh Văn Thừa bỗng nhiên mở to hai mắt, Mạnh Vân Tuyết, nó không phải con của cha. Chẳng lẽ, lời của mẫu thân là sự thật? Có phải Tô Diệp Vân đúng là người phụ nữ lẳng lơ, không những không tuân thủ nữ tắc mà còn ngoại tình với người đàn ông khác sinh ra con hoang? Câm miệng, Mạnh Quang Hạo bỗng nhiên quát to một tiếng, dữ dằn đánh vào chiếc ghế gần đó. Ghế gỗ lim phát ra một tiếng két mạnh, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, vỡ thành hạt bụi. Mạnh Văn Thừa giật mình, sắc mặt trắng bệch, gã hoảng sợ nhìn chằm chằm Mạnh Quang Hạo. Gã không hiểu, tại sao cha mình đột nhiên lại nổi giận lớn như vậy? Mạnh Quang Hạo hít sâu một hơi, thật lâu sau mới bình phục, thở dốc nói, sau này không được phép nhắc lại người đàn bà đó và chuyện này nữa. Mạnh Văn Thừa vội vàng khom người đồng ý, nhưng ánh mắt hắn lại len lén liếc nhìn Mạnh Quang Hạo. Trông thấy khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của cha mình, tim hắn bỗng đập rộn lên. Trong mắt Mạnh Quang Hạo chất chứa quá nhiều cảm xúc, ham muốn, căm hận, khát vọng, không cam lòng và ghen ghét. Cuối cùng, tất cả đều biến thành tham lam. Mạnh Văn Thừa nhanh chóng cụp mắt, khẽ nói, cha, nếu Mạnh Vân Tuyết đã không phải là máu mủ của cha, sao cha còn phải che chở nó? Để nó chết không phải tốt hơn sao? Mạnh Quang Hạo lau mặt, lúc hạ tay xuống, vẻ mặt đã khôi phục bình thường. Ông ta nghe vậy, cất giọng nặng nề, bởi vì Mạnh Vân Tuyết đang nắm giữ di vật của Tô Diệp Vân. Bây giờ, con cần phải tạo quan hệ tốt với Mạnh Vân Tuyết, để nó coi con là em trai thật sự. Sau đó con hãy nghĩ cách đoạt lấy di vật của Tô Diệp Vân. Di vật gì? Mạnh Văn Thừa cau mày nói, nếu đúng là có di vật, sao không trực tiếp bắt Mạnh Vân Tuyết nôn ra? Con không tin nó dám không lấy. Mạnh Quang Hạo cau mày nói, cha không rõ cụ thể là di vật gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến y thuật và luyện đan. Cha đã thăm dò Mạnh Vân Tuyết nhiều lần, nó chắc chắn là không biết sự tồn tại của những thứ này, hoặc trước đó nó chắc là không biết. Nhưng bây giờ thì chưa chắc, cha nói vậy là có ý gì? Ánh mắt Mạnh Quang Hạo phức tạp, xa xăm, giọng nói đầy buồn bã, Tô Diệp Vân rất tài năng, thông minh cơ trí, chắc chắn bà ta không thể bỏ mặc con gái mình tầm thường như thế. Chắc chắn bà ta đã dùng một phương pháp bí mật lưu lại những cuốn sách quý kia, sau đó phong ấn trên người Mạnh Vân Tuyết, trong một điều kiện nhất định nào đó mới có thể mở phong ấn đó. Chẳng lẽ con không phát hiện, bây giờ Mạnh Vân Tuyết như biến thành người khác sao? Cha nghĩ có thể phong ấn trên người nó đã bị mở ra rồi. Trước kia Mạnh Văn Thừa chưa từng gặp Mạnh Vân Tuyết, chỉ nghe đồn đại nên không cảm nhận được sự khác biệt này lắm. Nghe vậy, gã cau mày nói, cho dù không còn yếu đuối nữa,
thì Vân Tuyết cũng vẫn chỉ là người bình thường. Con chắc chắn trên người nó không có bất kỳ dao động linh lực nào. Nếu Tô Diệp Vân thật để lại đồ đề phòng cho nó, làm sao nó vẫn là kẻ vô dụng? Mạnh Quang Hạo đột nhiên lấy ra một viên đan dược, nói với Mạnh Văn Thừa, đan dược này, chắc con phải biết chứ. Mạnh Văn Thừa nhận lấy đan dược, vẻ mặt trở nên nặng nề nghiêm túc, đây là bổ linh đan cực phẩm của Minh Đức Đường. Bây giờ bổ linh đan cực phẩm này đã được đẩy lên với giá thành trên trời. Mặc dù mỗi ngày Minh Đức Đường bán ra đan dược, nhưng lại bán rất ít đan dược cực phẩm, mỗi lần vừa bán ra là lại bị người ta tranh giành vỡ đầu chảy máu. Mạnh Quang Hạo gật đầu nói, cha nghi ngờ di vật của Tô Diệp Vân đã được mở ra cũng là vì loại đan dược này. Những đan dược này mang đến cho cha cảm giác rất giống đan dược Tô Diệp Vân từng luyện chế. Cha hoài nghi người phía sau Minh Đức Đường đã lấy được di vật của Tô Diệp Vân. Mạc Hạ Vân, Mạnh Văn Thừa bỗng nhiên thốt lên kinh hãi. Mạnh Quang Hạo giật nảy mình, Mạc Hạ Vân. Mạnh Văn Thừa vô cùng kích động nói, cha, Mạc Hạ Vân chính là một trong những chủ nhân đứng sau Minh Đức Đường. Nghe nói người luyện chế đan dược cực phẩm chính là sư phụ của Mạc Hạ Vân. Hơn nữa hắn còn từng chữa khỏi bệnh đứt kinh mạch của Trần Minh Dương, nghiên cứu ra thuốc giải huyết túy ở trong bí cảnh vực Phong Long. Quan trọng nhất là con từng chạm mặt hắn trên núi Đoạn Hồn, hắn có hỏi con về Mạnh Vân Tuyết. Con ngươi Mạnh Quang Hạo bỗng nhiên co lại, giọng nói hơi run rẩy, Mạc Hạ Vân. Mạc Hạ Vân, thì ra thiếu niên thần y biết nối kinh mạch là hắn. Hơn nữa, hắn còn quen biết Mạnh Vân Tuyết. Xem ra cha đoán đúng rồi, quả nhiên có người đã lấy được di vật của Tô Diệp Vân, học được phương pháp luyện đan thần kỳ. Vừa nói, khuôn mặt của ông ta vừa vặn vẹo, Mạnh Quang Hạo siết chặt nắm đấm, những thứ đó, những phương pháp luyện đan đó và những lời ca tụng và mỹ danh thần y đó đáng lẽ phải là của cha, là của nhà họ Mạnh chúng ta. Tiện nhân đáng chết, cha nuôi nó nhiều năm như vậy, nó tìm thấy di vật, vậy mà không giao cho cha mà cho một người ngoài không liên quan. Đúng là nuôi con hoang đều phí công, tiện nhân, vẻ mặt Mạnh Văn Thừa cũng méo mó vặn vẹo. Thì ra là thế, thì ra Mạc Hạ Vân có thể giành được những ca tụng đó, phô trương đó cũng nhờ việc giành được di vật từ Mạnh Vân Tuyết. Ở trong đó có y thuật kỳ lạ, phương pháp luyện đan thần kỳ, biết đâu được nó còn có sách quý hỗ trợ tu luyện nhanh chóng và mạnh mẽ thì sao? Nếu Mạnh Văn Thừa giành được, gã cũng có thể ở vị thế cao quý giống như Mạc Hạ Vân, được người ngưỡng mộ. Không, có lẽ gã còn giỏi hơn Mạc Hạ Vân, khiến Hạ Thiệu Dương và Yến Trường Kỳ phải kính cẩn lễ phép với gã, nhìn gã với ánh mắt khác xưa. Thế nhưng, rõ ràng thứ thuộc về gã lại bị Mạnh Vân Tuyết đưa cho Mạc Hạ Vân mất rồi. Tiện nhân này, đồ bỏ đi này, khó trách bên người ả còn có con nô tỳ sức mạnh khó lường, nhất định là Mạc Hạ Vân đưa con nô tỳ đó cho ả rồi. Chắc chắn tên công tử bột Mạc Hạ Vân này đã dụ dỗ Mạnh Vân Tuyết, mới khiến người chị vô dụng của gã quyết một lòng giao ra di vật của Tô Diệp Vân để lại. Nghĩ tới đây, Mạnh Văn Thừa càng khẳng định suy đoán của bản thân. Gã còn kể về việc nô tỳ bên cạnh Mạnh Vân Tuyết với Mạnh Quang Hạo. Mạnh Quang Hạo cũng càng thêm chắc chắn, nghiến răng nghiến lợi nói, con tiện nhân ăn cây táo rào cây sung, vong ân phụ nghĩa này. Chờ lấy được di vật, cha nhất định phải cho nó sống không bằng chết. Mạnh Văn Thừa cũng hít sâu một hơi, cha, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là giành lại di vật từ Mạc Hạ Vân. Hoặc cũng có khả năng một phần di vật vẫn còn trên tay Vân Tuyết. Mạnh Quang Hạo gật đầu nói, mấy ngày này, con dẫn Mạnh Vân Tuyết đi dạo quanh Minh Đức Đường, thăm dò ý tứ của chúng một chút. Tốt nhất là gặp Mạc Hạ Vân, nghĩ cách để Mạnh Vân Tuyết cầm tất cả di vật về. Ta sẽ đi kiểm tra Mạnh Vân Tuyết xem có thể tìm được manh mối gì từ nó không. Chúng ta nhất định phải nắm được di vật của Tô Diệp Vân, đây là hy vọng để vực dậy phủ họ Mạnh chúng ta. Mạnh Văn Thừa trịnh trọng gật đầu hứa hẹn, khóe miệng vẽ nên một nụ cười đầy tham lam và hy vọng. Chỉ cần có được số sách luyện đan và võ công quý giá kia thì một ngày nào đó, gã có thể trà đạp Mạc Hạ Vân dưới chân mình. Đến lúc đó xem hắn còn vinh váo đến mức nào ở trước mặt mình. Hai cha con nhìn nhau cười, vẻ mặt đầy sự tham lam và phấn khích. Bọn họ không hề phát hiện ra, trong góc phòng có một con thằn lằn nhỏ đang nằm yên lặng nghe hết cuộc đối thoại của hai người một cách rõ ràng. Sau một nén nhang, khi người trong thư phòng đã rời đi hết, con thằn lằn nhỏ mới cẩn thận từng ly từng tí bò dọc theo góc tường để rời đi. Con thằn lằn nhỏ nhanh chóng trở về phòng của Vân Tuyết ở Tâm Vân Cư. Vừa vào phòng nó lắc lắc đầu, ngay lập tức biến thành hình dáng của một chú khủng long nhỏ đáng yêu. Nó reo lên, lão đại nghe ta kể này, ta vừa nghe được tin tức giật gân lắm. Lúc này Vân Tuyết đang ở trong phòng uống trà do A Đinh pha. Tính cách A Đinh lạnh lùng, cũng chẳng giỏi nấu nướng nhưng tay nghề pha trà thật sự không tệ. Nghe tiểu kim long la hét không ngừng, cô không nhịn được mà bật cười, tin tức giật gân gì vậy? Ví dụ như ta không phải là con gái ruột của Mạnh Quang Hạo sao?
Lời Tiểu Kim Long vốn muốn nói ra liền nghẹn lại trong cổ họng, một lát sau nó mới lắp bắp, lão đại, thì ra lão đại đã biết từ trước rồi à, nhưng mà, làm sao lão đại biết được vậy? Vân Tuyết hơi nhếch miệng, thờ ơ đáp, đoán thôi. Hai người họ nói những gì, ngươi kể chi tiết cho ta nghe đi. Tiểu Kim Long không hề giấu giếm, lập tức thuật lại một lượt cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Nói xong, Tiểu Kim Long bật cười sung sướng, lão đại nói xem bọn họ có buồn cười không cơ chứ. Lúc cuối ta còn nghe tên Mạnh Văn Thừa đó bảo, nhờ dụ dỗ Mạnh Vân Tuyết nên Mạc Hạ Vân mới lấy được di vật của Tô Diệp Vân. Bọn họ nói lão đại tự mình dụ dỗ mình chứ, ha ha ha. Vân Tuyết không cười, vẻ mặt phút chốc trở nên nghiêm trọng. Tiểu Kim Long cười một hồi mới phát hiện tình hình không ổn. Nó nghiêm mặt, hỏi, lão đại sao vậy? Vân Tuyết nhíu mày, hỏi, bọn họ nói, em trai ruột của ta thật sự đã chết rồi hả? Tiểu Kim Long gật gật đầu, thấy ánh mắt của Vân Tuyết âm u, nó vội vàng nói, lão đại đừng đau lòng, cứ cho là em trai của lão đại chết rồi thì lão đại vẫn còn bọn ta mà. Vân Tuyết nhoẻn miệng cười, gật đầu nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nghe tin em trai của Mạnh Vân Tuyết đã chết, cô cảm thấy như có tảng đá khổng lồ đè nén trong lòng. Đè nén đến mức cô không thở nổi, trong khi đó rõ ràng người ấy chỉ là một người xa lạ cô chưa gặp bao giờ. Nhưng mà em trai ruột của Mạnh Vân Tuyết chết thật rồi ư. Vân Tuyết nhớ lúc ở vườn Bách Thảo Dược, Mạnh Điền Minh đã nhận nhầm cô thành em trai. Rõ ràng ông ta nói em trai Vân Tuyết mất tích chứ không phải đã chết. Tiểu Kim Long lượn vòng trên không một lúc, chợt nhớ ra điều gì, nó vội vàng nói, đúng rồi lão đại, còn có một chuyện cực kỳ khó hiểu. Trong góc hẻo lánh của thư phòng Mạnh Quang Hạo có bố trí một trận pháp cấm chế rất lợi hại, ta chỉ cần lại gần một chút đã cảm nhận được một luồng sức mạnh rất khủng khiếp. Hơn nữa, chỉ cần đến gần đó là Mạnh Quang Hạo đã phát hiện ra rồi, ông ta còn ngoái đầu lại kiểm tra nữa. Ta nghĩ trong thư phòng của ông ta chắc chắn đang giấu thứ gì đó không thể cho người khác biết. Vân Tuyết nheo mắt, tu vi của ngươi bây giờ đã sắp ngang kim đan sơ kỳ mà trận pháp đó vẫn khiến cho ngươi cảm thấy sợ hãi cơ à. Nếu cô nhớ không nhầm thì Mạnh Quang Hạo cũng chỉ là kim đan kỳ thôi. Tiểu Kim Long gật đầu liên tục, bởi vậy nên ta mới không dám thăm dò nữa, ngay lập tức trở về. Lão đại, nếu lão đại muốn thì buổi tối ta có thể quay lại đó thám thính một chút, không cần đâu. Vân Tuyết lập tức lắc đầu, dù sao ta cũng còn ở trong nhà họ Mạnh một khoảng thời gian nữa, bọn họ muốn tìm được di vật từ trên người ta thì cuối cùng cái đuôi hồ ly cũng sẽ lộ ra thôi. Còn về thư phòng đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm hiểu đến tận cùng, nhưng tạm thời không vội, tránh đánh rắn động cỏ. Nói đến đây, Vân Tuyết cau mày, ta luôn cảm thấy trong tay Mạnh Quang Hạo vẫn còn con át chủ bài nào đó mà ta không biết được, khiến ông ta chắc chắn di vật của Tô Diệp Vân cuối cùng sẽ rơi vào tay của ông ta. Trước khi con át chủ bài này được lật mở thì chúng ta tuyệt đối không manh động. Phủ họ Mạnh, trong phòng ngủ của Mạnh Bích Quỳnh. Lúc này, Mạnh Bích Quỳnh vẫn còn nằm trên giường, mái tóc bù xù, sắc mặt tiều tụy, lông mày cau lại, không ngừng phát ra tiếng rên đầy đau đớn. Tiểu thư, nếu tiểu thư thật sự khó chịu thì ăn mấy viên đan dược bổ khí này đi. Cút, cút ngay. Mạnh Bích Quỳnh hất bay viên đan dược mà người hầu đưa cho, gào lên như phát điên. Tại sao cha không tin ta? Rõ ràng con tiện nhân đó đánh ta, tại sao cha tin nó mà không tin ta? Ta muốn giết chết con tiện nhân đó, ta muốn bán nó vào chợ heo để nó trở về kiếp nô lệ một lần nữa. Lúc Mạnh Bích Quỳnh đang điên cuồng mắng người thì cửa phòng bị đẩy ra, Mạnh phu nhân mặt mày căng thẳng bước vào. Bích Quỳnh, mẹ nghe nói con bị thương à? Rốt cuộc là tên nô tài nào to gan lớn mật dám làm con bị thương như vậy, mẹ nhất định dạy dỗ nó giúp con. Mẹ, nhìn thấy Mạnh phu nhân, Mạnh Bích Quỳnh òa khóc nức nở, mẹ. Tất cả là do con tiện nhân Mạnh Vân Tuyết, là con tiện nhân đó hại con. Nó dùng roi ra đánh con chửi bới nhục mạ con nhưng mà cha không tin con. Mẹ nhất định phải lấy lại công bằng cho con, lại là con tiện nhân đó. Nghe đến tên Mạnh Vân Tuyết, Mạnh phu nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bà ta nhớ lại quãng thời gian điên dại đó của mình, lúc tỉnh lại thường đột nhiên phát hiện bản thân đang làm những hành động kỳ quái. Có lúc nằm bò bên cạnh hố xí, phân và nước tiểu bắn tung tóe lên mặt còn ruồi nhặng thì bay vo ve bên tai. Có lúc thì xé rách quần áo, ngồi xổm giữa sân, tóc tai bù xù vừa cười vừa hát. Có lúc lại trốn trong chuồng chó, bắt chước theo chó sủa gâu gâu, còn dùng tay đào bới đất liên tục. Mỗi khi tỉnh lại, nhớ đến dáng vẻ mất mặt đó của bản thân, Mạnh phu nhân hận không thể đập đầu chết ngay tức khắc. Thể diện của bà ta đều mất sạch cả rồi. Ánh mắt bọn người hầu nhìn bà ta không còn sự kính nể như trước nữa mà ngược lại bọn họ cười trộm, chỉ trỏ trỏ bà.
Mạnh Quang Hạo đã nghĩ rất nhiều cách để chữa trị cho bà ta nhưng hoàn toàn không tìm ra được bà ta bị bệnh gì, càng không tìm ra dấu hiệu trúng độc nào cả. Cuối cùng, Mạnh Quang Hạo đành phải kết luận rằng bà ta tức giận quá độ đến mức tinh thần bất ổn vì chuyện hôn sự của Mạnh Bích Quỳnh. Để bà ta không bị mất mặt, Mạnh Quang Hạo nhốt bà ta ở hành phương uyển, không cho bà ta bước ra khỏi cửa, hằng ngày sai người hầu kẻ hạ đưa cơm nước tới. Thời gian dần dần qua đi, bệnh tình của Mạnh phu nhân ngày càng nghiêm trọng, trong lòng của bà ta tràn ngập sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Sau cùng, thậm chí bà ta còn phải lén lút bảo người đưa thư đến nhà mẹ đẻ là phủ họ Quách, hy vọng bọn họ sẽ phái thầy thuốc đắc lực tới chữa bệnh cho mình. Mạnh phu nhân vốn tên là Quách Nhã Như, là đích nữ của nhà họ Quách. Ở thành Long Ngự này, nhà họ Mạnh và nhà họ Quách cùng nằm trong bốn thế gia lớn, địa vị của hai nhà có thể nói là ngang bằng nhau. Mạnh phu nhân tin rằng chỉ cần cha mẹ của bà ta biết tình huống nước sôi lửa bỏng hiện tại của bà ta thì đương nhiên sẽ cứu bà ta. Nhưng mà có ai ngờ, người truyền tin lại mang một tin tức động trời trở về. Phủ họ Quách bị diệt môn, huynh trưởng và cha mẹ của bà ta bị giết sạch không còn một ai cả. Lúc đấy Mạnh phu nhân đau đớn khôn nguôi, phun ra một ngụm máu lớn, từ đó về sau bệnh điên của bà ta ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tình huống tồi tệ như vậy vẫn luôn kéo dài cho đến khi con gái lớn đang đi học ở bên ngoài nghe được tình hình của bà ta liền sai người mang cho bà ta một viên đan dược. Sau khi uống đan dược xong, Mạnh phu nhân liền cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu, bệnh điên của bà ta cũng không còn tái phát nữa. Mạnh phu nhân trải qua mấy tháng với dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ cũng tin rằng mình tức giận đến phát điên bởi chuyện hôn sự của Mạnh Bích Quỳnh. Đương nhiên càng hận thấu xương đối với tên đầu sỏ gây tội là Vân Tuyết rồi. Lúc này nghe được con gái nhắc đến tên của con danh kia, bà ta nhịn không được nghiến răng, hung tợn nói, con tiện nhân, nếu như không phải nó vu oan hãm hại con gian díu với cái tên mập chết tiệt nhà họ Đinh kia, con cài bẫy khiến con phải gả cho hắn, sao mẹ có thể vì quá tức giận đau lòng mà bị bệnh được? Mấy tháng này mẹ trải qua những ngày tháng sống không bằng heo chó, đều tại con tiện nhân kia hãm hại. Nếu như không phải chị của con thông minh giỏi giang, cầu xin sư phụ của nó cho đan dược cứu mạng mẹ, không biết mẹ sẽ còn rơi vào kết cục như thế nào nữa. Ai mà ngờ con tiện nhân hại mẹ con của chúng ta đến như vậy mà vẫn chưa cam lòng, lần này nó còn dám đánh con, mẹ. Mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho con tiện nhân đó đâu. Mạnh Bích Quỳnh nghe Mạnh phu nhân nói vậy thì kinh hãi vô cùng, thất thanh nói, mẹ, mẹ nói Mạnh Vân Tuyết gài bẫy gả con cho ai cơ? Cái tên mập chết tiệt nhà họ Đinh là ai? Mạnh Bích Quỳnh vừa mới trở về thành Long Ngự, hơn nữa vật đổi sao rời. Những lời đồn đại lúc trước đã sớm tan biến mất rồi. À ta hoàn toàn không biết sự thật là chính mình đã được đính hôn cùng với Đinh Dương Hưng. Mạnh phu nhân hết cách, đành kể từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra và việc hôn nhân mà Mạnh Quang Hạo và nhà họ Đinh đã thống nhất với nhau cho Mạnh Bích Quỳnh. Mạnh Bích Quỳnh cảm thấy giống như sấm sét đánh giữa trời quang vậy, cả người đều ngây ngẩn. Sau khi phản ứng lại, à ta lập tức khóc lóc kêu gào, mẹ, con không muốn gả cho tên mập chết tiệt kia đâu. Con có chết cũng không muốn gả cho tên mập chết sẫm đó. Con đâu bị ai bán vào thiên hạ quán, càng không gian díu gì với tên Đinh mập kia cả. Tất cả những chuyện này đều do Vân Tuyết làm ra. Mẹ, mẹ nhất định phải giúp cho con với. Mạnh phu nhân ôm đứa con gái đang khóc lóc đến thở hổn hển trong lòng, liên tục an ủi. Bích Quỳnh, con cứ yên tâm đi, con là đứa con gái bảo bối của mẹ. Lại có tư chất trời ban, tuổi còn trẻ đã thành công lên đến tu vi trúc cơ kỳ. Tên mập chết tiệt nhà họ Đinh kia sao xứng đôi với con được chứ? Nếu như phải gả thì để cho con tiện nhân Vân Tuyết kia gả đi là được rồi. Nhưng mà cha, Mạnh Bích Quỳnh vừa khóc vừa căm hờn đánh vào giường. Rốt cuộc vì sao cha lại bênh vực cho con tiện nhân kia? Rõ ràng nó chỉ là thứ vô dụng, xấu xí không chút tu vi. Hu hu hu, nhưng lỡ mà nếu như cha không đồng ý thì làm sao đây? Con cứ yên tâm đi, mẹ đã truyền tin cho đại tỷ của con mau chóng trở về để phân xử cho con rồi. Mạnh phu nhân nheo mắt lại, cười lạnh nói, từ sau khi nhà họ Quách bị diệt môn, cha của con đã không tôn trọng mẹ như trước đây nữa. Nhưng mà chỉ cần đại tỷ của con quay trở về, vậy thì hết thảy đều khác rồi. Nghĩ đến đứa con gái lớn của mình, gương mặt Mạnh phu nhân ánh lên niềm kiêu ngạo, con đừng quên, tỷ tỷ Mạnh Linh San của con chính là đệ tử của Đại sư Hư Không, trưởng lão của Hiệp hội Thầy Thuốc. Bây giờ trình độ y thuật và trình độ luyện đan của nó chắc cũng phải sánh vai ngang bằng cha của con. Đến cha con cũng phải coi trọng ý kiến của đại tỷ con đấy. Chỉ cần đại tỷ của con không đồng ý mối hôn sự này thì nhất định cha của con sẽ suy xét chuyện này thêm một lần nữa. Có thể nói Mạnh Linh San là nhân tài xuất sắc nhất, không gì sánh nổi trong thế hệ hiện tại của nhà họ Mạnh. Năm Mạnh Linh San 20 tuổi,
nhờ vào thiên phú xuất sắc cùng với một phương pháp luyện đan bí mật của nhà họ Mạnh mà được bái đại sư Hư Không, trưởng lão của Hiệp hội Thầy Thuốc làm sư phụ. Mặc dù đệ tử của đại sư Hư Không nhiều nhưng nữ đệ tử lại ít ỏi không có mấy người. Mạnh Linh San lại là một mỹ nhân hiếm có, cho nên được sư phụ và các sư huynh, sư đệ trong môn phái yêu thương chiều chuộng. Hơn nữa chính Mạnh Linh San cũng có chí tiến thủ. Sau khi bái đại sư Hư Không làm sư phụ, trong vòng 10 năm đã trở thành thầy thuốc tứ phẩm, trình độ luyện đan cũng đã đạt tới tam phẩm. Ngay cả tu vi cũng tăng không ngừng, hiện giờ đã lên tới ngưng mạch kỳ. Một tồn tại xuất sắc đến như vậy, khiến cho tất cả mọi người trong họ nhà họ Mạnh đều coi Mạnh Linh San là tương lai của gia tộc Mạnh. Ngay cả Mạnh Quang Hạo từ trước đến giờ vẫn luôn nghiêm khắc, khi nhắc đến đứa con gái lớn của mình cũng mang vẻ mặt kiêu ngạo. Ngay cả Mạnh Quang Hạo cũng đều bó tay không có biện pháp với bệnh điên của Mạnh phu nhân, nhưng mà Mạnh Linh San lại cầu xin một viên đan dược từ chỗ Hư Không đại sư liền trị hết bệnh. Nghĩ đến đứa con gái này, sao Mạnh phu nhân có thể không kiêu ngạo cho được? Cho dù nhà họ Quách có bị tiêu diệt đi chăng nữa, chỉ cần đứa con gái này vẫn còn ở đây thì địa vị của bà ta ở nhà họ Mạnh không bao giờ dao động. Mạnh Bích Quỳnh vui mừng quá đỗi, nắm lấy bàn tay của Mạnh phu nhân, liên tục nói, mẹ, mẹ nói thật sao? Đại tỷ thật sự sắp về hả? Tỷ ấy sẽ làm chủ cho con thật sao? Mẹ đã nhận được tin tức từ đại tỷ của con, mấy ngày nữa nó sẽ về tới nhà. Ánh mắt của Mạnh phu nhân sa sầm nặng nề, bà ta lạnh lùng nói, con cứ yên tâm đi, cứ để cho con tiện nhân kia kiêu ngạo thêm 2 ngày nữa, chờ đến khi đại tỷ của con vừa trở về, ngày tháng yên lành của nó cũng tận rồi. Mạnh Bích Quỳnh gật đầu lia lịa, đôi tay vặn xoắn chiếc chăn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng, giống như giờ phút này ả đang vặn gãy đầu của Vân Tuyết vậy. Đúng, ả phải nhẫn nhịn đến khi đại tỷ quay trở về. Có đại tỷ chống lưng cho ả, ả muốn xem con tiện nhân kia còn có thể kiêu ngạo đến thế nào. Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm tinh mơ Vân Tuyết đã đón đệ đệ thân yêu, Mạnh Văn Thừa của mình. Hôm nay thái độ của Mạnh Văn Thừa rõ ràng đã ôn hòa thân thiện hơn hôm qua vài phần. Đích thân gã đến đón cô đi bái kiến Mạnh phu nhân, trên đường đi còn ân cần hỏi han cô, còn nói với cô đã chuẩn bị nha hoàn hầu hạ bên cạnh cô. Tỷ tỷ, ngoại trừ cha ra, tỷ tỷ là người thân nhất với đệ, sau này chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau, đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ thật tốt, không để tỷ chịu khổ, chịu cực. Cho nên nếu tỷ tỷ có yêu cầu gì thì nhất định phải nói cho đệ biết. Vân Tuyết không tỏ rõ ý kiến chỉ ở một tiếng. Mạnh Văn Thừa cảm thấy sự nhiệt tình của mình như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, mặt nước chẳng hề lăn tăn gợn sóng. Gã tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng thân thiết, đôi mắt thỉnh thoảng lóe sáng nhìn Vân Tuyết, khuôn mặt mang dáng vẻ tỷ đệ tình thâm, quyến luyến tin cậy. Khi sắp tới hành phương uyển mà Mạnh phu nhân đang ở, Mạnh Văn Thừa vẫn không kìm được hỏi ra điều mà hắn đã chôn giấu trong lòng suốt cả đường đi. Tỷ tỷ, tối hôm qua đệ nằm mơ thấy mẹ của chúng ta. Ở trong mơ mẹ khóc với đệ, khóc đến mức lòng đệ đều tan nát, buổi sáng dậy nước mắt đều ướt đẫm gối. Mạnh Văn Thừa vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt khổ sở. Vân Tuyết nhướng mày nhìn gã biểu diễn trò hề, vẻ mặt như cười như không, lặng thinh không nói lời nào. Mạnh Văn Thừa bị cô nhìn đến sờn tóc gáy, không nhịn được cười lớn, chẳng lẽ tỷ không muốn biết vì sao mẹ của chúng ta khóc à? Vân Tuyết khẽ cười nói, dù sao cũng không phải vì con gái bất hiếu. Ít nhất ta chưa từng thấy mẹ khóc trong giấc mơ của ta. À nói vậy là đang ám chỉ gã là đứa con bất hiếu sao? Mạnh Văn Thừa cắn chặt răng, phớt lờ lời nói của cô, tiếp tục nói, ở trong mộng mẹ nói với đệ rằng, mẹ có y thuật có 102 từ cổ chí kim, vốn có thể lưu danh muôn đời, nhưng mà tiếc là mẹ lại chết sớm, còn chưa kịp nổi danh đã qua đời. Hiện giờ y thuật của nhà họ Mạnh ngày càng lụi tàn, mẹ muốn giúp đỡ, truyền tuyệt kỹ cho 2 tỷ đệ chúng ta, để chúng ta phát triển nó, nhưng mà lại không thể như ý nguyện. Tỷ tỷ, tỷ nói xem lời nói của mẹ là có ý gì chứ? Chẳng lẽ trước khi chết mẹ đã để lại thứ gì cần 2 tỷ đệ chúng ta giúp mẹ phát triển sao? Vân Tuyết mím môi, ung dung nói, trước khi chết có để lại đồ vật gì à? Có lẽ có, tim của Mạnh Văn Thừa giật thót lên, bật thốt hỏi, là cái gì? Vân Tuyết tiếp tục nói, có lẽ là không có, ta không nhớ rõ lắm. Chẳng lẽ đệ còn có ấn tượng gì sao? Ha ha, khi ấy 2 tỷ đệ chúng ta đều còn ở trong tã lót đấy. Vừa dứt lời, cô không quan tâm đến Mạnh Văn Thừa nữa, nhanh chân sải bước tiến vào trong hành phương uyển. Mạnh Văn Thừa bị bỏ lại phía sau, tâm trạng bị quay như trong chóng, tức đến nỗi máu chảy cuồn cuộn, răng nghiến ken két. Vân Tuyết vừa bước vào sảnh chính hành phương uyển liền cảm nhận được một ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Vân Tuyết vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mạnh phu nhân đang ngồi ở trên ghế chủ tọa.
Mạnh phu nhân lúc này trông già nua tiều tụy nhiều hơn so với lần đầu tiên cô gặp. Chân mày và khóe mắt có rất nhiều nếp nhăn, tóc bên thái dương đều đã trắng xóa một vùng. Khuôn mặt vốn đẫy đà giờ đây đã gầy đi rất nhiều, xương gò má cao nhô cả lên, nhìn sơ qua thì mặt mũi của bà ta khắc khổ già nua hơn nhiều. Bà ta đang ngồi ở phía trước, đăm đăm nhìn vào cô, ánh mắt âm u ác độc kia giống như muốn chém cô ra thành trăm nghìn mảnh. Bởi vì nhẫn nhịn quá mức mà gân xanh nơi huyệt thái dương của bà ta dần dật liên hồi. Vân Tuyết nhìn thấy bà ta thì nhịn không được mà khẽ nở nụ cười. Ồ, hóa ra cũng chỉ là như vậy thôi. Cô còn tưởng rằng Vô Ưu Tán ở trên người bà ta đã thật sự bị người khác giải được. Vô Ưu Tán này hoàn toàn là phương thuốc mà kiếp trước cô nghiên cứu ra, có thể kích thích não người, khiến cho kẻ trúng độc trở nên ngu dại điên khùng. Vốn dĩ Vân Tuyết còn nghĩ, không ngờ thế giới này có người có thể giải được độc Vô Ưu Tán của mình, đang hưng phấn muốn luận bàn cùng cao thủ kia. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Mạnh phu nhân thì cô liền biết, độc Vô Ưu Tán nào đã giải được chứ, chẳng qua là bị kìm hãm mà thôi. Nếu sử dụng phương pháp trị ngọn không trị gốc này, bề ngoài thì độc tố này được ngăn chặn trong một khoảng thời gian, nhưng mà thời gian càng dài, đến thời điểm bùng phát lại càng dữ dội. Một khi không áp chế được, lý trí của Mạnh phu nhân sẽ hoàn toàn biến mất, còn điên khùng hơn cả kẻ điên nữa. Ha ha, cô tò mò muốn xem biểu hiện lúc đó của Mạnh phu nhân quá. Mạnh phu nhân nhìn thấy ánh mắt bốt lạnh của Vân Tuyết nhìn mình, khóe miệng còn treo nụ cười chế giễu chẳng hề muốn che giấu. Ngay lập tức bà ta tức đến muốn hộc máu, nói, ngươi muốn làm phản à, nhìn thấy mẫu thân mà không biết chào hỏi hay sao? Người đâu, vả miệng thật mạnh con danh này cho ta, dạy dỗ cho nghiệt nữ này quy củ lễ phép ở trong phủ. Mama đã được căn dặn chuẩn bị trước nghe vậy, lập tức tiến về phía Vân Tuyết như hổ rình mồi. Chỉ có điều Mama đó còn chưa đến bên cạnh Vân Tuyết, Mạnh Văn Thừa vội vã lao tới dùng một tay đẩy Mama kia ra, lớn tiếng quát tháo, ai dám làm tỉ tỉ của ta bị thương thì hãy bước qua xác Mạnh Văn Thừa ta đi. Dứt lời, gã vội vàng xoay người, ân cần quan tâm nhìn về phía Vân Tuyết, tỉ tỉ, tỉ không sao chứ? Tỉ đừng sợ, đã có đệ bảo vệ tỉ rồi, không có ai có thể làm tỉ bị thương nữa đâu. Lúc này, Vân Tuyết cũng muốn vỗ tay khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp và kỹ thuật diễn xuất sắc của Mạnh Văn Thừa. Sau khi tên này biết thân phận và giá trị lợi dụng của cô thì thái độ của hắn đã quay ngoắt 180 độ. Có những lời cô nghe xong còn nổi da gà nhưng hắn lại có thể thoải mái nói ra không biết ngượng. Mạnh phu nhân bị Mạnh Văn Thừa chọc tức run người, đột nhiên bà ta quát lớn, làm càn, Mạnh Văn Thừa, ngươi, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ai cho ngươi lá gan ra tay với người của ta? Tôi cho nó lá gan đó đấy. Ngoài cửa truyền đến giọng nói uy nghiêm của Mạnh Quang Hạo, thấy Mạnh Văn Thừa bảo vệ trước mặt Mạnh Vân Tuyết, vẻ mặt ông ta rất hài lòng, ánh mắt trầm tĩnh. Lúc nhìn sang phía Mạnh phu nhân, ánh mắt đó đã tràn ngập vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn, ầm ĩ cái gì đấy, còn dáng vẻ người chủ mẫu không? Vân Tuyết và Văn Thừa đều là con cháu của nhà họ Mạnh ta, thân là mẫu thân thì bà phải chăm sóc chúng nó, bây giờ bà làm như vậy là đang chăm sóc chúng nó đấy à? Mạnh phu nhân còn định nói gì đó nhưng đối mặt với ánh mắt sắc bén của Mạnh Quang Hạo, nhất thời vẻ mặt bà ta cứng đờ, không dám nói thêm gì nữa. Mạnh Quang Hạo phất tay, được rồi, đã thăm hỏi xong thì Vân Tuyết có thể trở về, nếu ở Tâm Vân Cư có gì không quen thì cứ nói với Văn Thừa. Ở trong phủ có ai dám bắt nạt con, cha và Văn Thừa sẽ đứng ra bảo vệ con. Nói xong, ông ta liếc mắt cảnh cáo Mạnh phu nhân, nếu bà còn để Vân Tuyết phải chịu ấm ức nữa thì đừng trách tôi nhốt bà trong hành phương uyển, để bà vĩnh viễn không được gặp người khác. Hiện giờ nhà họ Quách đã bị tiêu diệt, Quách Nhã Như cũng chỉ còn là một người không có giá trị lợi dụng trong mắt Mạnh Quang Hạo mà thôi. Hơn nữa từng chứng kiến dáng vẻ điên dại của người phụ nữ này, bây giờ ngay cả nghĩ tới việc lại gần bà ta thôi, Mạnh Quang Hạo cũng không muốn, bởi hễ trông thấy Quách Nhã Như là ông ta đã cảm thấy ghê tởm lắm rồi. Cho nên sau khi dặn dò xong, ông ta không đủ kiên nhẫn đối đáp nữa, cứ thế rời đi. Mạnh Văn Thừa nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy với Vân Tuyết cũng vội vã đuổi theo cha mình. Trong phòng chỉ còn lại Vân Tuyết và Mạnh phu nhân cùng mấy người hầu kẻ hạ. Một lúc lâu sau Mạnh phu nhân vẫn chưa lấy lại được tinh thần, đáy mắt bà ta ngập tràn vẻ tuyệt vọng và đau lòng khiếp sợ. Khi nhìn thấy Vân Tuyết, nỗi oán hận điên cuồng chỉ muốn xé nát cô trào dâng trong lòng bà ta. Tiện nhân, rốt cuộc ngươi nói gì đầu độc lão ra thế hả? Thứ con hoang ti tiện nhà ngươi đừng tưởng có thể diễu võ dương oai ở phủ họ Mạnh này. Ta nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, không được chết tử tế giống mẹ ngươi. Mạnh phu nhân còn chưa dứt lời đã thấy tầm mắt đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt bà ta. Thanh Loan đánh xong thì quay trở về, đứng bên cạnh Vân Tuyết, lạnh lùng nói, miệng quá bẩn,
thuộc hạ để bà ta im lặng một chút. Vân Tuyết cười cười, tặng cho Thanh Loan một ánh mắt tán thưởng. Cô nhìn Mạnh phu nhân. Bà ta đang ôm mặt, khó tin nhìn cô gái có gương mặt tầm thường trước mắt. Bà ta thấy mình càng ngày càng không hiểu Vân Tuyết. Đây vẫn là đứa con gái yếu đuối nhu nhược, hèn nhát đáng thương, chỉ biết khúng núm quỳ gối khóc lóc trước mặt bà ta ngày trước phải không? Sao ánh mắt của nó lại sắc bén như vậy? Sao nụ cười của nó lại đáng sợ như thế? Thấy Vân Tuyết từ từ tiến lại gần mình, Mạnh phu nhân hoảng sợ chống tay lùi về phía sau. Bà ta run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm bậy thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Bà ta kinh hoàng nhìn đám người hầu bên cạnh, bọn họ đã bị nữ hộ vệ bên cạnh Vân Tuyết đánh bất tỉnh. Vân Tuyết chậm rãi đi đến bên cạnh Mạnh phu nhân, cô ngồi xổm xuống trước mặt bà ta, nhẹ nhàng vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo bà ta. Mạnh phu nhân lại càng run rẩy, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Lúc này, giọng thiếu nữ trong trẻo chậm rãi truyền vào tai bà ta, Quách Nhã Như, ngươi tưởng ta vẫn còn là Mạnh Vân Tuyết trước kia để các người tùy ý bắt nạt hay sao? Cô ghé sát vào tai Mạnh phu nhân, thấp giọng nói cho ngươi biết một bí mật nhé. Mạnh Vân Tuyết trước kia đã chết rồi, chết trong tay cô con gái bảo bối Mạnh Bích Quỳnh của ngươi đấy. Bây giờ người đang đứng trước mặt ngươi là Vân Tuyết trở về từ địa ngục. Ngươi nói xem, ta nên trả thù những người đã từng hành hạ làm nhục mình như thế nào đây? Ngươi, ta. Đồng tử Mạnh phu nhân co lại, cơ thể bà ta liên tục co giật, vẻ sợ hãi trên mặt đã biến thành hỗn loạn điên cuồng. Vân Tuyết vừa lòng đứng lên, cô không thèm liếc mắt nhìn Mạnh phu nhân thêm lần nào nữa, cứ thế thản nhiên rời khỏi Hành Phương Uyển. Một lát sau, trong Hành Phương Uyển truyền ra tiếng hét điên loạn của Mạnh phu nhân. Ma, nó là ma, nó tới đòi mạng ta. Không, nó chính là yêu quái, nó là con yêu quái đáng sợ. Cứu ta, người đâu mau tới cứu ta với. Tiếng hét thảm thiết vang khắp các ngõ ngách trong phủ họ Mạnh, làm mọi người vô cùng hoảng loạn. Đến chiều, tin tức Mạnh phu nhân tái phát bệnh điên được truyền đến tai Vân Tuyết, cô cúi đầu nở nụ cười khe khẽ. Như thế làm sao gọi là tái phát được chứ? Đó mới chỉ là món khai vị nho nhỏ thôi mà, trò vui vẫn còn ở phía sau. Cô đã nói rồi, sẽ có ngày cô đòi lại tất cả những gì mà bọn chúng nợ Mạnh Vân Tuyết. Nô tỳ là Thúy Trúc, nô tỳ là Hà Hương. Chúng nô tỳ được thiếu gia đặc biệt lựa chọn để đến đây hầu hạ tiểu thư. Hai nha hoàn ăn mặc tinh tế, mặt mũi xinh đẹp đứng trước mặt Vân Tuyết, cung kính hành lễ với cô. Cử chỉ của hai người đều rất kính cẩn, hoàn toàn không có vẻ ngạo mạn như Hương Lan. Bọn họ mặc áo gấm vải lụa nhưng người nào người nấy không hề kiêu căng, lời nói và hành động của họ đều thể hiện mình là người hầu của các thế gia được huấn luyện hẳn hoi. Càng ngạc nhiên hơn là bọn họ còn là người có tu vi luyện khí kỳ cấp 5, cấp 6. Thực lực ngần ấy mà làm người hầu hay quản gia thì khá hiếm gặp. Hà Hương bước lên một bước, dịu dàng cười nói, hai chúng tỷ vốn là đại nha hoàn nhất đẳng hầu hạ bên cạnh thiếu gia. Trước khi đến đây thiếu gia đã đặc biệt dặn dò chúng nô tỳ rằng tiểu thư là tỷ tỷ ruột của thiếu gia, cho nên chúng nô tỳ phải hầu hạ tiểu thư thật tốt. Thúy Trúc cũng khom người, tiểu thư có cần gì cứ nói với chúng nô tỳ nhất định sẽ làm cho tiểu thư. Hai người thay nhau nói nhưng Vân Tuyết và Thanh Loan không phản ứng gì. Mạch Hương cũng cảm thấy mối đe dọa đang rình rập. Dáng dấp hai người này đẹp hơn cô, tu vi cũng tương đương, vậy nhỡ may. Nếu tiểu thư thật sự coi bọn họ thành người hầu thân cận thì mình phải làm sao bây giờ? Thấy Hà Hương định bước lên đỡ Vân Tuyết, Mạch Hương lập tức tiến lên hất Hà Hương ra, tiểu thư không thích người lạ chạm vào. Hà Hương khẽ lảo đảo, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ tủi thân. Hai mắt cô ta ẩn ực nước, nhìn Vân Tuyết như muốn nói lại thôi. Vân Tuyết dí tay vào trán Mạch Hương, nhưng chỉ cười không nói gì. Cô không liếc mắt nhìn Hà Hương điềm đạm đáng yêu lấy một cái, sau đó bước ra ngoài sân ngắm Tâm Vân Cư. Ngày hôm qua đến đây lúc trời đã tối nên chưa nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện, Tâm Vân Cư này lại cho cô một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Không, phải nói rằng đó là cảm giác thân thuộc đã lưu lại trong ký ức của chủ cũ cơ thể này. Dường như trước mắt cô xuất hiện một hình ảnh mơ hồ xa xăm. Hai đứa trẻ hồn nhiên nô đùa, đuổi bắt nhau, một cô gái trẻ nhẹ nhàng ngồi dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt dịu dàng nhìn bọn nhóc trong sân. Vẻ mặt dịu dàng cưng chiều như chỉ muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian cho hai đứa con mình. Hình ảnh đó rất mơ hồ, cô không nhìn rõ gương mặt của hai đứa bé kia nhưng cô cảm thấy cảnh tượng này vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức khiến cô phải khao khát, đó chính là mẹ và em trai của Mạnh Vân Tuyết, phải không? Bọn họ thực sự đã chết cả rồi ư? Thúy Trúc thấy Vân Tuyết ngẩn người thì vội vàng nhẹ giọng nói, Tam tiểu thư, chắc tiểu thư không biết rồi, Tâm Vân Cư là nơi tốt nhất trong phủ họ Mạnh. Lúc Tô Diệp phu nhân còn sống,
lão gia vô cùng yêu thương phu nhân, vì thế đặc biệt cho sửa sang lại Tâm Vân Cư này. Sau khi Tô Diệp phu nhân qua đời, lão gia đau lòng khôn nguôi. Lão gia sợ nhìn vật nhớ người nên mới cho đóng cửa nơi này lại, không ai được phép ra vào. Bây giờ lão gia lại để tiểu thư đến đây ở, như vậy đủ biết lão gia yêu thương tiểu thư thế nào. Vân Tuyết lấy lại tinh thần, như cười như không hỏi ngược là, à, vậy sao? Đối mặt với cặp mắt như có thể nhìn thấu mọi chuyện của Vân Tuyết, nhất thời Thúy Trúc không nói được câu gì nữa. Mạch Hương không nhịn được mà cất lời châm chọc, nếu yêu thương như vậy sao lại để tiểu thư sống mười mấy năm ở biệt viện, chẳng thèm đoái hoài quan tâm gì. Hừ, giả mèo khóc chuột gì chứ, chẳng biết các người có ý gì đâu. Các cô có thể đi được rồi đấy, đã nói là tiểu thư nhà ta không thích người lạ, các cô tránh xa tiểu thư một chút đi. Hà Hương và Thúy Trúc cúi đầu che giấu cảm xúc thật trên mặt, hai người họ làm như không nghe thấy lời Mạch Hương, vẫn cứ nhắm mắt đi sau lưng Vân Tuyết. Vân Tuyết nhàn nhã đi dạo nửa vòng trong sân rồi quay về phòng. Thực tế là không cần ra ngoài cô cũng biết có rất nhiều tai mắt quanh đây. Nhiều đến nỗi ba bước một tốp canh, năm bước một chạm gác. Xem ra Mạnh Quang Hạo và Mạnh Văn Thừa thèm muốn di vật của Tô Diệp Vân đến sắp phát điên rồi. Nếu không phải bọn họ không biết nơi giấu di vật của Tô Diệp Vân thì chỉ sợ đã xé xác cô thành trăm mảnh từ lâu. Nhưng mà mất kiên nhẫn thế này rồi, xem ra bọn họ không chờ lâu được nữa đâu. Quả nhiên, đến lúc ăn cơm tối Vân Tuyết ngửi thấy đồ ăn của mình có vị lạ, cô không khỏi nở nụ cười giễu. Người nhà họ Mạnh quả không hổ là thế gia có truyền thống y dược. Ngoại trừ hạ độc, dường như bọn họ không tìm ra thủ đoạn khác để đối phó với người ta. À, tuy rằng thủ đoạn chủ yếu của cô cũng là dùng độc dược. Hà Hương mang thức ăn lên cho Vân Tuyết một lúc rồi mà vẫn chưa thấy cô động đũa, nôn nóng thúc giục, Tam tiểu thư. Đồ ăn này đều do nhà bếp chế biến từ những nguyên liệu tốt nhất, bây giờ nhân lúc còn nóng, tiểu thư hãy ăn thử một chút đi. Nếu không hợp khẩu vị thì nô tỳ lập tức bảo bọn họ nấu lại. Vân Tuyết ngước mắt nhìn ta thấy chắc ngươi thích đồ ăn này lắm, chi bằng ta thưởng cho ngươi một bát, ngươi nếm thử trước xem sao. Sắc mặt Hà Hương lập tức trắng bệch, lo lắng đến mức hai tay run cầm cập, không, không cần đâu. Nô tỳ không dám, sao nô tỳ có thể tùy tiện ăn đồ ăn của chủ nhân được, xin chủ nhân đừng trêu đùa nô tỳ nữa. Không muốn thì thôi, làm gì mà sợ vậy. Vân Tuyết khẽ cười nói, nếu đã thế thì tự ta ăn vậy. Trông thấy Vân Tuyết đều nếm mỗi món một lần, trái tim đang treo lơ lửng của Hà Hương tức khắc thả lỏng. Rũ hàng mi, len lén liếc nhìn dáng vẻ thong thả, ung dung thưởng thức món ngon của Vân Tuyết qua khóe mắt, trên mặt rộ lên nụ cười thương hại và khinh thường. Vị Tam tiểu thư này thật sự coi bản thân là tiểu thư hàng thật giá thật của nhà họ Mạnh mà chẳng hề hay biết rằng chính mình đã dạo một vòng đến Quỷ Môn Quan rồi. Nhìn Hà Hương cầm hộp thức ăn bước ra khỏi phòng, Thanh Loan mới căng thẳng trông sang Vân Tuyết, tiểu thư, có phải trong mấy món ăn này có độc không? Nô tỳ thấy ánh mắt né tránh của con danh kia, hiển nhiên mấy món ăn này có vấn đề, tại sao tiểu thư còn ăn chứ? Vân Tuyết bưng tách trà lên uống một ngụm rồi mới cười mỉa mai nói, chỉ dùng loại độc Đoạn Trường Tán còn con này mà muốn khiến ta trúng độc. Thanh Loan, ngươi quá coi thường ta rồi, ngươi yên tâm đi, ta không sao đâu. Nhớ đến Thanh Long từng nói y thuật của Vương Phi vô cùng diệu kỳ, Thanh Loan ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười thầm bản thân đã lo bỏ trắng răng. Đúng là hàn độc của chủ nhân chẳng có ai chữa được, vậy mà Vương Phi còn có thể khống chế hàn độc phát tác cho chủ nhân, chút độc này của nhà họ Mạnh thì có đáng là gì chứ? Vân Tuyết ngước mắt hỏi, các ngươi điều tra như thế nào rồi? Thanh Loan nghe vậy thì vội vàng nghiêm mặt nói, thuộc hạ đã nhận được tin tức mà Hư Tâm truyền đến, quả đúng là vào khoảng 16 năm trước nhà họ Mạnh đột ngột vùng dậy. Dựa vào mấy phương pháp luyện chế đan dược hiếm có khó tìm, danh vọng thầy thuốc của Mạnh Quang Hạo thuận lợi tăng cao, sau cùng được phong làm thầy thuốc tam phẩm. Nhưng trên thực tế, thời điểm đó Mạnh Quang Hạo chẳng hề có tư cách gia nhập vào hiệp hội thầy thuốc, địa vị của nhà họ Mạnh trong bốn gia tộc lớn cũng không hề vững chắc, bất cứ lúc nào cũng dễ bị đẩy xuống. Nhưng vào khoảng 11, 12 năm trước, Mạnh Quang Hạo đột nhiên lấy ra một loại đan dược gọi là Cửu Khúc Linh Tham Đan. Dường như loại đan dược này có thể cứu sống người chết, tóm lại là vô cùng thần kỳ và mạnh mẽ. Mạnh Quang Hạo đã dựa vào loại đan dược này mới trở thành hội viên của Hiệp hội Thầy Thuốc, còn gửi con gái của mình là Mạnh Linh San đến sư môn của Đại sư Hư Không làm đệ tử. Vân Tuyết đã từng nghe nói về Cửu Khúc Linh Tham Đan, ban đầu cô chẳng để ý, song lúc này nghe Thanh Loan kể thì trong lòng lại dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ. 11, 12 năm trước, đó chẳng phải là khoảng thời gian Mạnh Vân Tuyết đột ngột bị đưa đến biệt viện hay sao? Thanh Long tiếp tục kể, nhưng điều khiến người ta khó hiểu là không ai điều tra ra được dược liệu chủ yếu của Cửu Khúc Linh Tham Đan là cái gì và chẳng có ai từng nhìn thấy phương pháp luyện chế.
Hơn nữa trong quá trình chế tạo cửu khúc linh tham đan, Mạnh Quang Hạo không nhờ bất cứ ai hỗ trợ. Mỗi một viên cửu khúc linh tham đan đều do ông ta một mình luyện chế bên trong thư phòng. Không có người thứ hai nhìn thấy quá trình chế tạo cửu khúc linh tham đan ư? A Đinh lắc đầu như trống bỏi, không có một ai cả. Vân Tuyết chau mày, rơi vào trầm tư. Xem ra muốn cởi bỏ thắc mắc thì nhất thiết phải đột nhập vào thư phòng của Mạnh Quang Hạo. Bất thình lình, Tử Minh U La mai phục dưới nền đất phát ra một trận rung chấn rất nhỏ và nhắc nhở khe khẽ. Tử Minh U La nhắc nhở Vân Tuyết, ở xung quanh căn phòng của cô có không ít người mặc đồ đen che mặt đang ẩn nấp, mỗi kẻ đều có tu vi ngưng mạch kỳ. Vân Tuyết không kìm được bật cười ha ha, cô lại cảm nhận được cha con nhà họ Mạnh nóng vội đến bao nhiêu. Quả nhiên, khi màn đêm buông xuống, một luồng khói thuốc mê len lỏi vào từ khe cửa và cửa sổ. Ngay sau đó, mấy gã mặc đồ đen lặng lẽ tiến vào phòng lục soát. Thế nhưng, vào lúc vừa tiến vào phòng, tầm mắt bọn chúng tối sầm, sau đó liền mất đi tri giác. Vân Tuyết xuất hiện từ trong màn đêm, đá một gã trong mấy gã mặc đồ đen, để Thanh Loan đút thuốc cho gã. Đến khi gã mặc vừa đồ đen đó tỉnh lại, vừa trông thấy Vân Tuyết thì ngay lập tức định hét lên. Thanh Loan bóp chặt cổ họng của gã, trong mắt lóe lên ánh sáng hung tợn. Gã mặc đồ đen ấy lộ ra vẻ kinh hoàng, há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Vân Tuyết từ trên cao nhìn xuống gã, thấp giọng nói, ta hỏi ngươi trả lời, không được có một câu thừa thãi nào, nếu không ta đành phải sử dụng thuật săn hồn. Là ai phái các ngươi tới đây? Gã mặc đồ đen há hốc mồm, thế nhưng lại phát hiện mình không thể nói được tiếng nào, chỉ có thể cố gắng dùng khẩu hình chắp vá ra ba chữ, là lão gia. Quả nhiên là Mạnh Quang Hạo, ông ta sai các ngươi tới làm cái gì? Lúc này Thanh Loan buông cổ họng gã mặc áo đen kia ra, xong lại kề một con dao găm lên cổ gã. Gã mặc áo đen run giọng nói, lão gia sai bọn tôi kiểm tra tất cả đồ vật tiểu thư từng chạm vào ban sáng, và xử lý gọn gẽ hai ả nha hoàn bên cạnh mà tiểu thư dẫn theo nữa. Vân Tuyết chậm rãi gật đầu, cười nói, ta hiểu cả rồi, vậy thì xử lý đi. Thanh Loan nghe vậy, ánh mắt không hề dao động, con dao găm vốn kề trên cổ gã mặc đồ đen hung hãn cắt một đường. Gã mặc đồ đen kia chưa kịp kêu lên tiếng nào đã lập tức mất đi mạng sống. Vân Tuyết ngửi thấy mùi máu tươi gây mũi trong căn phòng liền cau mày, ngăn động tác của Thanh Loan lại. Tử Minh U La lặng lẽ chui từ trong ống tay áo của cô ra, hưng phấn đung đưa cành lá. Ngay sau đó, Thanh Loan khiếp sợ mà nhìn thấy dây tử đằng kia quấn lấy mấy gã mặc đồ đen dưới nền đất, nhai bọn chúng rào rào. Khoảng chừng sau hai nén nhang, mấy thi thể trên mặt đất đã biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ có máu thịt, mà ngay cả quần áo lẫn xương cốt và da tóc cũng giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, không để lại bất cứ dấu vết nào. Vân Tuyết thu Tử Minh U La lại, vuốt ve khúc đuôi run run của nó, nửa cưng chiều nửa trách cứ nói, lần này là ngoại lệ, sau này không được ăn đồ sống chết lẫn lộn, đồ linh tinh gì cũng ăn cả, cẩn thận hỏng bụng đấy. Thanh Loan dùng mình một cái, đột ngột cô nhận ra, Vương Phi có thể được chủ nhân nhà cô yêu thích, quả nhiên không phải là người bình thường mà. Mạnh Quang Hạo sốt ruột đi đi lại lại ở trong thư phòng cả ngày trời, thế nhưng không có cách khiến ông ta bình tĩnh lại. Cửa thư phòng bị gõ vang, Mạnh Văn Thừa vội vã bước vào. Mạnh Quang Hạo gấp gáp hỏi, thế nào rồi, tìm được tung tích của đám tử sĩ đó chưa? Vẫn chưa ạ. Mạnh Văn Thừa lắc đầu, cha, phải chăng cha nghĩ sai rồi? Mạnh Vân Tuyết đúng là chẳng có chút tu vi nào, nha hoàn bên cạnh ả cũng chỉ là luyện khí kỳ, đâu giống người có bản lĩnh giết chết 7-8 tên cao thủ ngưng mạch kỳ. Với lại hôm nay con đã lục soát từng ngóc ngách trong ngoài xung quanh căn phòng của ả một lần rồi, chẳng những không có dấu vết giao đấu, mà cũng không có vết máu nào. Cho dù như thế nào cũng không nhìn ra dấu vết có người đã chết ở đó. Hàng mày của Mạnh Quang Hạo vẫn cau chặt, ông ta càng buồn bực, bất an hơn. Nhưng rõ ràng cha đã phái mấy gã tử sĩ đó âm thầm điều tra Mạnh Vân Tuyết cơ mà, sao đột nhiên lại mất liên lạc được chứ? Có khi nào có người nào đó đang giúp đỡ con danh con kia không? Có khi nào là gã Mạc Hạ Vân mà con nói đến không? Gã đã giết sạch tử sĩ mà cha phái đi cả rồi sao? Mạnh Văn Thừa lắc đầu, hừ lạnh nói, mặc dù tên Mạc Hạ Vân kia y thuật cao siêu, nhưng tu vi cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Người cha phái đi chính là 7 tên cao thủ ngưng mạch kỳ, cho dù Mạc Hạ Vân có đến cứu giúp thì làm sao chiếm thế thượng phong được chứ? Hơn nữa hôm nay con đã dẫn Mạnh Vân Tuyết đi dạo một vòng quanh Minh Đức Đường. Trong Minh Đức Đường căn bản chẳng có ai quen biết Mạnh Vân Tuyết, còn hại con bị đám nô tài mắt chó kia nhìn với ánh mắt chế giễu. Ừ. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, cả người Mạnh Văn Thừa liền cảm thấy bức bối. Hôm nay gã dẫn Mạnh Vân Tuyết đến Minh Đức Đường, muốn gặp Mạc Hạ Vân, còn đặc biệt để bọn chúng thông báo cái tên Mạnh Vân Tuyết ra.
ấy vậy mà gã sai vặt của Minh Đức Đường lại chế nhạo gã thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn mua thuốc mà không muốn xếp hàng, khiến cho đám võ giả vốn đang xếp hàng cười nhạo gã một hồi, khiến gã xấu hổ không ngóc đầu lên được. Mạnh Văn Thừa nghiến răng ken két nói, cha, con thấy chúng ta không cần phải tốn thời gian với ả tiện nhân Mạnh Vân Tuyết này nữa. Ả ta đã giao di vật của Tô Diệp Vân cho Mạc Hạ Vân, đã chẳng còn giá trị lợi dụng nào nữa rồi. Cái thứ vô dụng vừa xấu xí, còn chẳng có chút tu vi nào kia ấy ả, chẳng lẽ Mạc Hạ Vân lại coi trọng ả ta sao? Nói không chừng, Mạc Hạ Vân lấy được di vật của Tô Diệp Vân xong là vứt bỏ ả ta, chỉ để lại hai đứa nha hoàn vô dụng cho ả. Con thấy thay vì bỏ công sức tìm kiếm ở Mạnh Vân Tuyết, trái lại không bằng nghĩ cách cướp di vật của Tô Diệp Vân từ Mạc Hạ Vân còn hơn. Sắc mặt của Mạnh Quang Hạo thay đổi, nhưng cuối cùng ông ta vẫn cắn răng nói, tiếp tục chờ đã. Trên người ả tiện nhân này nhất định còn giấu bí mật gì đó, ha ha. Ả những tưởng có thể đối đầu với ta, đừng có nằm mơ. Tiện nhân, không biết điều hệt như mẹ của ả, đúng là thứ vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần ta còn nắm giữ có con át chủ bài kia, rồi sẽ có một ngày tất cả những gì Tô Diệp Vân để lại đều sẽ là của ta, ha ha ha. Mạnh Văn Thừa liếc nhìn nụ cười có chút điên loạn của Mạnh Quang Hạo, trong con ngươi thoáng vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc thì con át chủ bài mà cha đang nắm giữ là cái gì thế? Mấy ngày nay sinh hoạt của Vân Tuyết ở trong phủ họ Mạnh cũng tạm coi là thoải mái. Cô đã đến thế giới xa lạ này một thời gian dài rồi nhưng vẫn luôn tu luyện, luyện đan không ngừng nghỉ, nếu không thì cũng bôn ba khắp nơi. Trái lại trong khoảng thời gian này mới được nghỉ ngơi một chút. Ban ngày uống trà, xem cha con Mạnh Văn Thừa và Mạnh Quang Hạo diễn cảnh máu mủ tình thâm. Đêm đến thì thi thoảng chơi đùa với tử sĩ mà Mạnh Quang Hạo phái đến. Có đôi khi sẽ khiến bọn chúng tay trắng quay về, song có lúc thì giết bọn chúng không còn một mống. Hôm sau được xem biểu cảm vừa hoài nghi vừa khủng hoảng lại đè nén của Mạnh Quang Hạo cũng là một thú vui tao nhã. Đương nhiên, không thể thiếu được tiếng giết gào của Mạnh phu nhân bị điên và cả những lời mắng mỏ của Mạnh Bích Quỳnh nữa. Ồ, nói tóm lại, ngày tháng gà bay chó sủa loạn cào cào này vô cùng thú vị. Chuyện duy nhất mà Vân Tuyết tiếc nuối đó là vẫn không vào được thư phòng của Mạnh Quang Hạo. Cô cũng từng nghĩ cách thâm nhập, song Tử Minh U La vừa tiếp cận thư phòng, cô liền cảm nhận được một sự nguy hiểm, thế là ngay lập tức bảo Tử Minh U La quay lại. Vân Tuyết đang lo nghĩ làm sao để vào thư phòng đó thì Hà Hương đi vào bẩm báo, Tam tiểu thư, lão gia cho mời tiểu thư, đi đâu? Lão gia và thiếu gia ở thư phòng đợi tiểu thư ạ. Vân Tuyết ngay lập tức mừng rỡ, đúng là buồn ngủ có ngay người đưa gối mà. Thư phòng của Mạnh Quang Hạo rất lớn, hơn nữa lúc Vân Tuyết vừa đi vào trong thư phòng liền cảm nhận được một loại cảm giác khó chịu mãnh liệt. Như thể không gian trong này vặn xoắn quái lạ vậy. Lúc này Mạnh Quang Hạo ngồi trước bàn đọc sách, trong tay cầm một bức tranh, đang tập trung tinh thần ngắm nhìn. Trước bàn đọc sách, Mạnh Văn Thừa đã đứng sẵn ở đó, vẻ mặt cung kính mang theo chút đau thương nhạt nhòa. Mạnh Quang Hạo chậm rãi đặt bức tranh trong tay lên trên bàn rồi mở về phía Vân Tuyết và Mạnh Văn Thừa. Trên mặt ông ta là biểu cảm đong đầy đau thương, giọng nói luyến lưu khôn tả. Văn Thừa, Vân Tuyết, hai con qua đây, nhìn cho kỹ, đây chính là mẹ của các con, Tô Diệp Vân. Đây không phải là lần đầu tiên Vân Tuyết nhìn thấy bức tranh chân dung của Tô Diệp Vân. Bức tranh này của Tô Diệp Vân hơi khác so với bức tranh mà Mạnh Điền Minh đưa cô xem, nhưng người trong tranh vẫn mang dung mạo quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Người phụ nữ trong tranh mang biểu cảm lạnh lùng, mặt mày thờ ơ, vẻ mặt nhìn về phía trước của bà ấy giống như một vị công chúa cao quý, hoặc là tiên nữ trên 9 tầng mây. Nét mặt của Tô Diệp Vân trong tranh và Vân Tuyết na ná nhau, nhưng biểu cảm trên mặt lại khác hoàn toàn so với trong ấn tượng của Vân Tuyết. Người phụ nữ dựa vào song cửa sổ nhìn về phía Mạnh Vân Tuyết có một đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp đến mức ngay cả trăng sao cũng mê say. Còn ánh mắt của Tô Diệp Vân trong tranh lại vô cùng lạnh lùng, sắc bén như một lưỡi đao. Hơn nữa, Vân Tuyết liếc mắt nhìn Mạnh Văn Thừa ở bên cạnh mình một cái, mặc dù cô và Tô Diệp Vân trông rất giống nhau, nhưng Mạnh Văn Thừa lại chẳng hề giống bọn họ chút nào. Đương nhiên, đây là hàng giả, không giống là điều dĩ nhiên. Ngón tay Mạnh Quang Hạo nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, trong giọng nói trầm thấp xen lẫn đau thương, mẹ của các con lúc còn sống là thiên tài xuất sắc, tài hoa hơn người. Cũng bởi vì có sự giúp đỡ của mẹ các con mà phủ họ Mạnh của chúng ta mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nhưng đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, sau khi mẹ các con sinh các con ra thì thân thể vẫn luôn kém, mấy năm sau liền giã từ trần gian. Mỗi khi cha nhớ đến mẹ của các con là lại đau khổ đến mức ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, càng sợ nhìn thấy các con lại nhớ đến những chuyện đau buồn. Cho nên từ khi các con còn nhỏ, cha đã tách hai đứa ra, một đứa đưa đến biệt viện, đứa còn lại thì đưa đến Thất Tinh Cung. Văn Thừa, Vân Tuyết, các con sẽ không trách cha chứ?
Mạnh Văn Thừa vội vàng nói, cha đừng nói như vậy, cha đưa chúng con đi cũng là vì quá yêu mẹ của chúng con thôi, sao chúng con nỡ trách cha được chứ? Vân Tuyết, tỷ nói có đúng không? Vân Tuyết cười khẽ nói, đệ đệ nói đúng thì dĩ nhiên là đúng rồi. Mạnh Quang Hạo thấy giọng điệu quái gở của Vân Tuyết thì hơi bất mãn, nhưng vẫn tiếp tục nói, Văn Thừa, Vân Tuyết, lúc mẹ của các con còn sống từng nói với cha, chờ bà ấy đi rồi, bà ấy sẽ đưa thứ quan trọng nhất cho các con bảo quản. Đến khi phủ họ Mạnh gặp khủng hoảng thì sẽ lấy ra, để cho phủ họ Mạnh lấy lại uy danh. Đương nhiên, công lao của các con thì phủ họ Mạnh cũng sẽ khắc ghi ở trong lòng. Sau này tất cả tài nguyên của phủ họ Mạnh cũng sẽ để các con sử dụng tùy ý. Ngay sau đó Mạnh Quang Hạo thở dài nói tiếp, không giấu các con, bây giờ chính là thời khắc nguy cấp của phủ họ Mạnh chúng ta. Ở trong thành Long Ngự này đang có một thế lực ngầm mạnh mẽ, mưu toan muốn thâu tóm bốn gia tộc lớn. Hiện giờ, phủ họ Quách và phủ họ Trần đã bị tiêu diệt rồi, kế tiếp rất có thể là sẽ đến lượt nhà họ Mạnh chúng ta. Vì phủ họ Mạnh, các con có bằng lòng đưa đồ vật mà mẹ các con để lại cho cha, cứu vớt nhà họ Mạnh không? Đương nhiên là chúng con bằng lòng rồi. Mạnh Văn Thừa vội vàng nói tiếp, chúng con là người của nhà họ Mạnh, trên người chảy dòng máu họ Mạnh, vinh nhục của nhà họ Mạnh có liên quan đến tương lai của chúng con. Nếu như di vật của mẹ có thể cứu giúp nhà họ Mạnh, con tin chắc rằng mẹ ở nơi chín suối chắc chắn sẽ bằng lòng thôi. Tỷ tỷ, tỷ nói xem có đúng không? Vân Tuyết chỉ cười mà không nói gì, để gã thỏa sức biểu diễn. Mạnh Văn Thừa lại vội vàng hô lên, nhưng mà thưa cha, di vật của mẹ không ở chỗ con, tỷ tỷ lớn tuổi hơn con, trước kia mẹ đã dặn dò tỷ tỷ phải chăm sóc cho con. Con nghĩ nhất định mẹ đã đưa di vật cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ, bây giờ tình huống nguy cấp, tỷ hãy đưa đồ vật mà mẹ đã để lại ra đi. Đúng lúc này Vân Tuyết tỏ vẻ mờ mịt, thật xin lỗi, tỷ nghe mãi mà không hiểu cha và đệ đang nói gì. Đệ nói mẹ đã để lại di vật, vậy di vật này là cái gì? Quần áo mà tự tay mẹ may cho chúng ta có được tính không? Tỷ tỷ, đã tới thời điểm này rồi mà tỷ còn giả ngu nữa sao? Mạnh Văn Thừa tức giận đập lên bàn một cái, trên mặt tràn đầy phẫn nộ và nghi ngờ chất vấn Vân Tuyết, tỷ cũng là một thành viên trong nhà họ Mạnh. Nhà họ Mạnh sinh ra và nuôi dưỡng tỷ, cho tỷ thân phận tam tiểu thư, chẳng lẽ tỷ lại muốn vong ân phụ nghĩa, không màng sống chết của đệ và cha sao? Huống chi, di vật của mẹ cũng có một phần thuộc về đệ, tỷ tỷ nuốt riêng di vật của mẹ, lại còn đưa cho một tên nhãi danh không liên quan gì đến nhà họ Mạnh chúng ta nữa. Chẳng lẽ tỷ không sợ lúc xuống dưới suối vàng, mẹ sẽ trách cứ tỷ bất hiếu, bất nghĩa sao? Vân Tuyết khẽ chớp mắt, trên mặt lại lộ ra ý cười sâu xa, đệ đệ thân yêu của tỷ thật biết nói đùa. Nếu như tỷ thật sự lấy được di vật của mẹ thì sao mười mấy năm qua phải sống ở nơi như núi hùng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngay cả một người hầu cũng có thể tùy tiện quất roi, sỉ nhục tỷ. Nếu vậy tỷ đã không bị Mạnh Bích Quỳnh sai người bán đến chợ heo. Và lại, sao tỷ hoàn toàn không hiểu ý của đệ nhỉ? Để nói tỷ đưa di vật của mẹ cho một tên nhãi danh không liên quan là sao vậy? Cho tỷ hỏi tỷ đã đưa cho ai vậy? Tỷ có thể là tỷ không đưa cho ai khác phương thuốc luyện chế đan dược cực phẩm mà Minh Đức Đường đang bán không? Tỷ có thể nói tỷ không đưa di vật của mẹ cho tên nhãi danh Mạc Hạ Vân kia không? Mạnh Văn Thừa hung dữ nhìn chằm chằm cô, căm giận nói, đệ mới là đệ đệ ruột thịt của tỷ. Phủ họ Mạnh mới là nhà của tỷ, đệ và cha mới là người thân của tỷ, có ơn sinh ra và dưỡng dục tỷ. Vậy mà tỷ lại đưa di vật của mẹ cho một người xa lạ mà không phải là đưa cho đệ. Mạnh Vân Tuyết, tỷ nói xem tỷ có phụ lòng cha, phụ lòng đệ hay không hả? Vân Tuyết cười như không cười nhìn Mạnh Văn Thừa đang nổi cáu, phớt lờ lời chỉ trích của gã mà dạo bước quanh phòng. Khi cô đi đến một góc trong phòng, cô cảm nhận rất rõ ràng sức mạnh của cấm chế vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa cô nhìn thấy sắc mặt của Mạnh Quang Hạo trở nên căng thẳng. Mặc dù ông ta đã cực lực che giấu nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô giống như sợ cô phát hiện ra điều gì đó. Vân Tuyết dừng bước, nhìn về phía Mạnh Văn Thừa, giả bộ tủi thân nói, đệ đệ, tỷ không hiểu đệ đang nói cái gì. Muốn gán ghép tội thì sợ gì không có lý do, nếu đệ đã không thích tỷ đến vậy thì tỷ quay về biệt viện là được rồi. Mạnh Văn Thừa bị câu nói này của cô chẹn họng, nghẹn đến mức cả khuôn mặt của gã đỏ bừng, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Mạnh Quang Hạo lạnh lùng nhìn khuôn mặt vàng như nến, không mấy bắt mắt của Vân Tuyết, ánh mắt trở nên vừa thâm độc vừa ủ rột. Mấy ngày nay ông ta đã mất hết nhẫn nại với Mạnh Vân Tuyết. Từ sau khi Vân Tuyết vào ở Tâm Vân Cư, ông ta đã lật tung cả Tâm Vân Cư và biệt viện ở núi Hùng rồi, nhưng kết quả đương nhiên vẫn là không thu hoạch được gì. Hơn nữa đám tử sĩ được phái đi thì cứ cách một khoảng thời gian sẽ bị mất tích một đám, chẳng thể tìm thấy bóng dáng chúng đâu. Mạnh Văn Thừa cũng đã dùng mọi cách để lấy lòng Mạnh Vân Tuyết, nhưng lần này,
À, đàn bà trước đến giờ vẫn yếu đuối và nghe lời như biến thành người khác, mang thái độ ơ hờ lạnh nhạt như nước đổ lá khoai. Mang nó đến Minh Đức Đường, dường như người trong Minh Đức Đường không quen biết nó, còn khiến cho Văn Thừa năm lần bảy lượt bị người của Minh Đức Đường nhục mạ. Mạnh Quang Hạo cảm thấy, xem ra đứa con gái này của ông ta rất ngứa đòn, không dạy dỗ cho nó một trận thì nó không biết trời cao đất rộng là gì. Nghĩ đến đây, khóe miệng Mạnh Quang Hạo nhếch lên một nụ cười mỉa mai, lạnh lùng nói, Vân Tuyết, có khả năng con không rõ ràng lắm về hoàn cảnh hiện giờ của phủ họ Mạnh. Con có nhớ công tử nhà họ Đinh không? Ngày hôm qua bọn họ tới phủ của chúng ta chơi, quyết định thời gian đón dâu của mối hôn sự kia, tháng này sẽ cưới con gái nhà họ Mạnh chúng ta. Đúng lúc này Mạnh Văn Thừa lộ ra vẻ mặt căm giận, kinh ngạc kêu lên, cha, nhà họ Đinh chỉ là một gia đình thương nhân mà thôi. Diện mạo của tên thiếu gia nhà họ Đinh vừa xấu xí vừa béo ộp béo ịt, vậy mà còn muốn cưới con gái nhà họ Mạnh chúng ta, điều này há chẳng phải là bọn chúng không coi cha ra gì sao? Mạnh Quang Hạo thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ôi, Văn Thừa à, con không biết đó thôi. Hiện giờ thế lực của bốn gia tộc lớn rất yếu, phủ họ Mạnh chúng ta lại chịu đủ mọi uy hiếp, đã không còn những ngày hưng thịnh như trước kia nữa rồi. Nếu như có thể lấy được di vật mà mẹ của các con để lại, để cho nhà họ Mạnh lại vực dậy lớn mạnh, đương nhiên là chúng ta sẽ không sợ hãi sự uy hiếp và thế lực của nhà họ Đinh. Vân Tuyết, nếu như chúng ta không nghĩ ra cách, rất có thể ngay cả con cha cũng không bảo vệ được. Vì sự hưng thịnh và tương lai của gia tộc, cha cũng đành gả con cho nhà họ Đinh thôi. Mạnh Văn Thừa lập tức lo lắng mà lớn tiếng nói, cha, sao có thể vậy chứ? Cha không biết đâu, trong viện của cái tên Đinh Dương Hưng kia có bao nhiêu thê thiếp, đã vậy hắn còn chiếm đoạt biết bao dân nữ nhà lành. Hơn nữa con nghe nói hắn còn đặc biệt thích ngược đãi thị thiếp và người hầu. Nếu như tỷ tỷ gả qua đó, vậy cuộc sống sau này sẽ thê thảm đến cỡ nào đây? Mạnh Quang Hạo cũng giả vờ khổ sở không nỡ, Văn Thừa, cha cũng không còn cách nào khác. Chẳng lẽ con muốn cha trơ mắt nhìn nhà họ Mạnh suy tàn sao? Mạnh Văn Thừa vội vàng nhìn về phía Vân Tuyết nói, tam tỷ tỷ, tỷ còn ở đó mà do dự điều gì nữa? Chẳng lẽ di vật của mẹ còn quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của tỷ sao? Chỉ cần tỷ lấy di vật của mẹ ra, sao cha có thể gả tỷ cho cái tên Đinh Dương Hưng vừa ghê tởm vừa xấu xa kia được chứ? Vân Tuyết nhướng mày, cười hờ, sao tỷ lại nhớ rõ, người mà Đinh Dương Hưng muốn cưới chính là nhị tỷ tỷ nhỉ? Chuyện này có liên quan gì đến tỷ đâu? Mạnh Quang Hạo không tức giận mà nói sâu xa, Vân Tuyết, con còn chưa biết sao. Đại tỷ tỷ của con đã gửi thư, mấy ngày nữa nó sẽ về nhà. Con cũng biết thân phận đại tỷ tỷ của con đấy, con bé là thành viên của Hiệp hội Thầy Thuốc, còn là đệ tử chân truyền của trưởng lão Hư không nữa. Địa vị và tiếng nói của con bé ở nhà họ Mạnh chúng ta đứng số một số hai, cho dù có là cha cũng không thể phớt lờ ý kiến của đại tỷ tỷ của con được. Bích Quỳnh còn là muội muội ruột thịt của con bé nữa, nếu như nhị tỷ tỷ của con không muốn gả sang đó, cho dù nhà họ đi nhắm vào thân phận đại tỷ tỷ của con cũng không coi là với cao. Nhưng hôn sự của nhà họ Mạnh và nhà họ Đinh đã định sẵn, vì mặt mũi của hai nhà, cần phải có một người gả qua đó. Nếu mà như vậy, tính đi tính lại, người có thể thay thế Bích Quỳnh gả qua đó cũng chỉ có mỗi mình con thôi. Đương nhiên, nếu như con bằng lòng giao di vật của mẹ các con ra, thì nhà họ Mạnh chúng ta sẽ có sức mạnh, đương nhiên có thể thẳng lưng ưỡn ngực. Đến lúc đó, sao cha phải kiêng dè nhà họ Đinh chứ? Nếu có ngày ấy, nhất định cha sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt. Ngay cả con muốn gả vào hoàng thất thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nói tới đây, ánh mắt nóng rực của Mạnh Quang Hạo nhìn chằm chằm Vân Tuyết, ông ta chậm rãi nói, Vân Tuyết, con thông minh như vậy, chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, nên lựa chọn như thế nào, không phải rất rõ ràng sao? Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Vân Tuyết gần như sắp không nhịn được mà cười thành tiếng. Quả nhiên là cô đã ép hai cha con Mạnh quá rồi, khiến bọn họ chẳng còn kiên nhẫn mà đeo lớp mặt nạ dịu dàng. Cuối cùng lấy hôn sự ra uy hiếp trắng trợn cô. Nếu như giao di vật của Tô Diệp Vân ra, đương nhiên là dễ nói chuyện rồi. Nhưng nếu như không giao ra, nhất định bọn họ sẽ gả cô cho cái tên họ Đinh mập ú kia. Ha ha, thật là thú vị mà. Vân Tuyết giống như lơ đãng mà vuốt tóc mình, âm thầm lặng lẽ ném một hạt mầm Tử Minh U La vào trong trận pháp đáng sợ ở trong thư phòng. Hạt mầm của Tử Minh U La còn chưa trưởng thành nên không có tâm trí, cũng không có dao động linh lực, không khác gì một hạt đậu bình thường cả, đương nhiên trận pháp cấm chế sẽ không có phản ứng gì rồi. Vân Tuyết lại tỏ vẻ vô tội, nhưng mà cha à, con thật sự không biết mẹ đã để lại di vật gì, cha bảo con đưa cho cha như thế nào đây. Đột nhiên sắc mặt của Mạnh Quang Hạo và Mạnh Văn Thừa sa sầm, ánh mắt nhìn Vân Tuyết không còn vẻ dịu dàng ngụy trang như trước nữa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến thấu xương. Nếu đã như vậy rồi,
Mạnh Quang Hạo chậm rì rì nói, nếu như con cứ mãi không chịu tỉnh ngộ như thế, vậy thì đừng trách cha vô dụng, thật sự là tình thế rất cấp bách. Hai ngày nữa người của nhà họ Đinh sẽ tới đưa sính lễ, 7 ngày sau sẽ đem kiệu hoa đến rước dâu, những ngày sau này chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, ông ta đang muốn phất tay đuổi Mạnh Vân Tuyết ra khỏi thư phòng, đột nhiên phía ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Lão gia, Thái tử Điện Hạ đến chơi. Thái tử Điện Hạ. Mạnh Quang Hạo đuổi cả Mạnh Văn Thừa và Mạnh Vân Tuyết ra khỏi thư phòng. Sau đó lại cẩn thận khóa cửa thư phòng lại mới kinh ngạc hỏi gã sai vặt thở hồng hộc chạy tới. Sao Thái tử Điện Hạ lại hạ mình tới phủ họ Mạnh của chúng ta vậy? Sắc mặt của Mạnh Văn Thừa lại vẫn không thay đổi. Gã kiêu ngạo mà cười nói, cha đã quên rồi sao? Thái tử Điện Hạ chính là nhị sư huynh của con ở Thất Tinh Cung. Huynh ấy tới thăm con cũng là chuyện thường thôi mà. Trên mặt Mạnh Quang Hạo cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đang định dặn dò Mạnh Văn Thừa hai câu thì lại nghe gã sai vặt kia lắc đầu lia lịa. Không, không phải, nô tài nghe nói, lần này thái tử đến đây là tới cầu hôn. Cầu hôn sao? Mạnh Quang Hạo và Mạnh Văn Thừa đồng thời thốt lên đầy kinh hãi. Ngay sau đó, trên mặt Mạnh Quang Hạo nhanh chóng nở nụ cười sung sướng. Ông ta đã biết thái tử Yến Trường Kỳ đến là để cầu hôn ai rồi. Nhất định là đứa con gái thứ hai, Mạnh Bích Quỳnh của ông ta đây mà. Mạnh Quang Hạo không chỉ một lần nghe Mạnh Bích Quỳnh nhắc tới, lúc ả ta du lịch ở bên ngoài gặp được Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ dịu dàng che chở ả ta, vô cùng săn sóc ả ta. Đứa con gái lớn Mạnh Linh San của ông ta có thiên chất xuất sắc, thân phận tôn quý, không phải người mà một thái tử của nước Ngân Sơn còn con xứng đôi. Nhưng đứa con nhỏ lại không giống như vậy, nếu như có mối hôn sự với thái tử sẽ có ích rất lớn đối với nhà họ Mạnh của bọn họ. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt của Mạnh Quang Hạo cũng trở nên ôn hòa. Văn Thừa, con theo cha đi tiếp đón Thái tử Điện Hạ đi, bảo người hầu chuẩn bị trái cây và trà bánh tốt nhất. Sau đó lại nhìn về phía gã sai vặt, dặn dò, ngươi lập tức đi thông báo cho nhị tiểu thư, nói với con bé là Thái tử Điện Hạ đến cầu hôn. Bảo nó nhanh chân nhanh tay trang điểm trải chuốt, không được thất lễ ở trước mặt Thái tử Điện Hạ. Dứt lời, ông ta không thèm liếc mắt nhìn Vân Tuyết lấy một cái đã dẫn theo Mạnh Văn Thừa rời đi. Vân Tuyết khẽ nở nụ cười, không quan tâm đến thái tử mà chậm rãi đi về phía Tâm Vân cư của mình. Gã sai vặt đứng chôn chân tại chỗ, vừa luống cuống vừa lờ mờ gãi đầu mình, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, nhưng mà người mà thái tử điện hạ muốn cưới là tam tiểu thư mà, liên quan gì đến nhị tiểu thư chứ? Sau khi suy nghĩ một lúc, gã sai vặt vẫn đi về phía sương phòng của nhị tiểu thư. Mặc kệ mệnh lệnh của chủ nhân là đúng hay sai, gã chỉ cần tuân lệnh là đủ rồi. Cái gì? Ngươi nói Thái tử Điện Hạ đến cầu hôn sao? Đột nhiên Mạnh Bích Quỳnh nhảy từ trên giường xuống, bởi vì đụng chạm đến vết thương nên đau đến mức khiến ả ta nhe răng trợn mắt, tuy nhiên vẫn không thể che giấu sự vui mừng trên mặt ả ta. Trên mặt Mạnh phu nhân tươi cười như hoa, ngươi xác định người tới cầu hôn là Thái tử Điện Hạ, không phải là tên heo mập chết tiệt nhà họ Đinh sao? Gã sai vặt vội vàng nói, thưa phu nhân vô cùng chính xác ạ, Thái tử Điện Hạ còn mang theo mấy cái dương sính lễ lớn, còn đưa bái thiếp đến. Nói rõ là tới để cầu hôn mà. Ôi chao, sao huynh ấy lại không trao đổi gì với ta trước chứ? Mạnh Bích Quỳnh ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, thẹn thùng nói, ta chưa chuẩn bị tâm lý mà. Mạnh phu nhân đuổi gã sai vặt đi, mặt mày hớn hở nói, con gái ngốc này, Thái tử Điện Hạ chính là một người cao quý, mỗi ngày trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian trao đổi với con chứ? Hiện giờ Thái tử đã tự mình đến cửa cầu hôn, vậy chứng tỏ Thái tử rất coi trọng con đấy. Mẹ à, Mạnh Bích Quỳnh xấu hổ kêu lên một tiếng, ngay sau đó vội vàng nói, Tư Cầm, mau mang bộ váy loan phượng trăm bướm vờn quanh thêu tơ tằm ra đây, còn cả bộ trang sức bát bảo lưu ly nữa. Lúc này ở trong sảnh chính, Mạnh Văn Thừa và Mạnh Quang Hạo đang nhiệt tình tiếp đãi Thái tử Yến Trường Kỳ. Yến Trường Kỳ bưng ly trà trong tay lên, ngước mắt đánh giá phủ họ Mạnh, mặc dù trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng lại không giấu được chút ngạo mạn và kiêu căng trong mắt. Trong suy nghĩ của Yến Trường Kỳ, hắn chính là thái tử của nước Ngân Sơn. Ngoài trừ hoàng đế và minh vương điện hạ không người nào có thể động vào thì những người khác trong nước Ngân Sơn cũng chỉ là thần dân của hắn, cung kính quỳ dưới chân hắn là lẽ đương nhiên. Mà ngày hôm nay hắn hạ mình đến phủ họ Mạnh cầu hôn, hiển nhiên người trong phủ họ Mạnh phải kinh sợ rồi. Dù sao thì Mạnh Văn Thừa cũng là sư đệ đồng môn của hắn, cho nên thái độ có vẻ tùy ý. Thái tử điện hạ, huynh vừa ý nhị tỷ tỷ của đệ, vậy mà sao lúc trước ở núi Đoạn Hồn và lúc ở Thất Tinh Cung lại không nói ra vậy? Nghe nói hai người đã quen biết từ lâu, hai người quen biết nhau thế nào vậy? Yến Trường Kỳ sửng sốt,
Sao hắn nhớ là đã bảo rằng người mà hắn muốn cưới chính là tam tiểu thư của phủ họ Mạnh? Chẳng lẽ hắn nhớ nhầm sao? Hơn nữa hắn quen biết Mạnh Bích Quỳnh khi nào chứ? Yến Trường Kỳ đang muốn nói ra nghi hoặc của mình, liền nghe nha hoàn bẩm báo nói: "Lão gia, phu nhân và nhị tiểu thư đã tới rồi ạ." Vừa dứt lời, một cơn gió phảng phất hương thơm ùa vào phòng. Ngay sau đó, Mạnh Bích Quỳnh liền dắt tay Mạnh phu nhân, thướt tha bước vào sảnh chính. Vừa nhìn thấy Thái tử Điện Hạ đang ngồi phía bên tay trái, cả khuôn mặt của Mạnh Bích Quỳnh liền đỏ ửng, đôi mắt hạnh long lanh lấp lánh, e lệ ngượng ngùng, lại tựa như ẩn chứa tình ý miên man nhìn về phía hắn. Sau cùng ả cúi người hành lễ, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Mạnh Bích Quỳnh cũng được coi là một mỹ nhân yêu kiều, hai mắt Yến Trường Kỳ nhìn chằm chằm con ngươi đầy ẩn ý của ả ta. Phía dưới cổ là bộ ngực với đường cong là lướt, khiến ánh mắt hắn lộ ra vài phần kinh ngạc. Mạnh Bích Quỳnh trang điểm mất một lúc lâu, hiệu quả mà ả ta muốn chính là như thế này đây. Lúc này nhìn thấy vẻ si mê trong mắt Yến Trường Kỳ, ả ta tươi cười sán lạn: "Thái tử ca ca, kể từ lần chia tay ở núi Phạm Vân kia, đã lâu rồi muội không gặp huynh." Bích Quỳnh vẫn luôn nhớ mong Thái tử ca ca, nếu như lúc trước Thái tử ca ca không che chở cho Bích Quỳnh ở núi Phạm Vân thì không biết Bích Quỳnh còn phải chịu đựng bao nhiêu cực khổ nữa. Có điều muội không ngờ rằng, vậy mà hôm nay Thái tử ca ca sẽ đến phủ họ Mạnh của muội. Ả ta vừa nói đến đây, gương mặt cũng ửng hồng, ngượng ngùng xấu hổ cúi đầu xuống. Dáng vẻ ngoan ngoãn dịu hiền hiện tại của ả khác một trời một vực với dáng vẻ ngày thường điêu ngoa tùy hứng, ngang bướng ương ngạnh. Ả cứ như biến thành người khác vậy. Mạnh Quang Hạo cực kỳ vừa lòng. Ông ta đang muốn để Vân Tuyết thay thế cho Mạnh Bích Quỳnh gả cho Đinh Dương Hưng, bắt cô chịu đựng sự tra tấn của Đinh Dương Hưng. Đến lúc đó cô sẽ biết được chỗ tốt của nhà họ Mạnh. Chờ đến khi thời điểm cô đến đường cùng, ông ta và Văn Thừa lại đến giúp cô. Chẳng lẽ cô lại không mang di vật của Tô Diệp Vân giao cho ông ta sao? Chỉ có điều nhà họ Đinh ở thành Long Ngự này cũng có chút thế lực. Nếu như đổi Vân Tuyết thay cho Bích Quỳnh, ông ta còn sợ nhà họ Đinh sẽ không đồng ý. Dù sao Vân Tuyết xấu ma chê quỷ hờn như thế, làm sao bọn họ để mắt đến Vân Tuyết được chứ? Tới lúc đó, nếu như cha con nhà họ Đinh thật sự bất chấp tất cả, gây chuyện với nhà họ Mạnh, ông ta không biết phải xử lý thế nào nữa. Nhưng mà bây giờ đã không giống vậy nữa rồi. Thái tử Điện Hạ đã cầu hôn Bích Quỳnh, cho dù thế lực của nhà họ Đinh kia có lớn mạnh bao nhiêu đi chăng nữa, chẳng lẽ bọn họ dám đối đầu với Thái tử Điện Hạ sao? Chỉ cần Thái tử Điện Hạ lên tiếng, cho dù nhà họ Đinh không đồng ý thì cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Đến lúc đó ông ta lại nhắc đến việc để bọn họ cưới Vân Tuyết, chắc chắn rằng người nhà họ Đinh cũng sẽ đồng ý thôi. Nghĩ đến đây, trên mặt Mạnh Quang Hạo lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Yến Trường Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cơn say đắm sắc đẹp của Mạnh Bích Quỳnh, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn tới nơi này vì muốn cưới Mạnh Vân Tuyết, chứ không phải là Mạnh Bích Quỳnh. Yến Trường Kỳ còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy tiếng chiêng trống vang vọng đất trời, từ phía xa xa truyền lại gần. Ngay sau đó Đinh Gia Lão, Đinh Lâm Tường gân cổ gào to: "Cẩn thận một chút, đồ vật ở trong đó đều là những thứ tinh xảo quý báu, hỏng hết rồi thì lấy đầu của các ngươi cũng không đền bù nổi đâu." Vừa dứt lời, Đinh Lâm Tường dẫn theo Đinh Dương Hưng nghênh ngang tiến vào sảnh chính. Mới có mấy tháng không gặp mà Đinh Dương Hưng đã béo hơn bao nhiêu, song tu vi vẫn chưa đột phá trúc cơ kỳ, bước chân loạng choạng, mí mắt sưng vù như thể ham mê quá độ. Đặc biệt là cơ thể béo núc ních kia, lúc đi đường, phần thịt ở eo và mặt gã rung lên, vừa nhìn đã thấy buồn nôn. Đinh Lâm Tường vừa bước vào sảnh chính đã nhìn thấy Mạnh Quang Hạo, lập tức cười ha ha nói: "Quang Hạo huynh, sau này chúng ta là người một nhà rồi, huynh xét đến tình cảm thông gia của chúng ta, về sau phải cất nhắc đứa con trai này của tôi đấy." Dứt lời, ánh mắt của Đinh Lâm Tường đảo quanh, nhanh chóng dừng lại ở trên người Mạnh Bích Quỳnh đang ăn diện lộng lẫy. Chắc đây là nhị tiểu thư của nhà họ Mạnh hả? Ôi chao, quả nhiên đúng là mỹ nhân yêu kiều mà, tuổi còn trẻ đã là cao thủ trúc cơ kỳ. Dương Hưng nhà chúng tôi cưới được con bé, đúng là có phúc ba đời, ha ha ha. Đinh Dương Hưng vừa nhìn thấy Mạnh Bích Quỳnh thì hai mắt dại ra đầy mê say, thèm thuồng nhỏ dãi. Gã cất lời không rõ: "Bích Quỳnh muội muội, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, ai là người một nhà với ngươi hả?" Mạnh Bích Quỳnh đón nhận ánh mắt tục tĩu kia của Đinh Dương Hưng, chỉ cảm thấy ghê tởm muốn chết. Có điều sau khi nói xong câu kia, ả cúi đầu như thể ấm ức tủi thân lắm, nước mắt long lanh đong đầy khóe mi. Lúc này có Thái tử Điện Hạ ở đây, ả không thể biểu hiện quá mức thất lễ, vô duyên vô cớ khiến Thái tử có ấn tượng không tốt với ả. Mạnh Quang Hạo khẽ hắng giọng một tiếng, nhíu mày không vui nói: "Đinh lão gia, lúc ông nói chuyện thì xin chú ý, không nhìn lại xem hiện giờ ai đang ở đây." Đinh Lâm Tường sửng sốt,
Chờ đến khi liếc qua khóe mắt thấy Yến Trường Kỳ đang ở bên cạnh, ông ta lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ. Khi nhìn thấy Đinh Lâm Tường lôi kéo Đinh Dương Hưng quỳ xuống dập đầu, trên mặt Yến Trường Kỳ lộ ra biểu cảm hài lòng. Hắn thích xem người khác cung kính sợ hãi hắn. Sau khi Đinh Lâm Tường hành lễ xong thì đứng lên, trong mắt đảo quanh, lập tức tươi cười nói, nếu như Thái tử Điện Hạ đã ở đây, vậy thì chẳng còn gì tốt hơn. Việc hôn nhân đại sự hôm nay con trai của thần và nhị tiểu thư nhà họ Mạnh được Thái tử Điện Hạ chứng kiến thật là vinh hạnh to lớn cho hai nhà. Mạnh Quang Hạo còn chưa kịp nói gì thì Mạnh phu nhân đã lập tức kêu to, Đinh lão gia, chúng tôi không hề đồng ý gả Bích Quỳnh cho nhà họ Đinh của ông mà. Cái gì? Đinh Lâm Tường nghe vậy lập tức nhướng mày, tức đến tóe lửa, các người đường đường là phủ họ Mạnh, chẳng lẽ lại muốn lật lọng? Ngày đó cũng ở sảnh chính này, chính miệng Mạnh Quang Hạo đồng ý với tôi, Lục hoàng tử cũng ở đây chứng kiến. Sau khi trở về hoàng tử còn báo cáo hôn sự này với quý phi nương nương. Hiện giờ các người muốn nuốt lời, chẳng lẽ không sợ truyền ra ngoài sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng, không sợ quý phi nương nương trừng phạt hay sao? Mạnh phu nhân bị Đinh Lâm Tường quát, sợ rụt cả cổ. Có điều ngay sau đó, bà ta nhìn sang Thái tử Điện Hạ ngồi bên cạnh, bỗng dưng lại trở nên mạnh miệng. Lục hoàng tử thì sao? Ông không thấy Thái tử Điện Hạ đang ở đây à? Chẳng lẽ Lục hoàng tử và quý phi lại dám trách phạt Thái tử? Nói đoạn, vẻ mặt Mạnh phu nhân lập tức ngập tràn vẻ kiêu ngạo và đắc ý. Đinh lão gia, ông có biết hôm nay Thái tử Điện Hạ đến đây làm gì không? Thái tử tới đây để cầu hôn Bích Quỳnh nhà chúng tôi đấy. Chẳng lẽ ông muốn cướp dâu của Thái tử Điện Hạ? Đinh Lâm Tường sợ hãi khôn cùng, bà nói cái gì? Đinh Dương Hưng chưa hiểu tình hình, gã chỉ chăm chăm nhìn Mạnh Bích Quỳnh, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước dãi ở khóe miệng. Mạnh Quang Hạo khẽ hắng giọng, ôn tồn nói, Đinh lão gia, chúng tôi cũng không muốn ông khó xử. Nhưng mà ông cũng thấy đấy, Thái tử Điện Hạ có ý với Bích Quỳnh nhà tôi, còn đích thân mang xính lễ đến cầu hôn. Chắc Đinh lão gia cũng không muốn làm trái ý Thái tử Điện Hạ đâu nhỉ. Nhưng mà hôn sự của nhà họ Mạnh chúng tôi với nhà họ Đinh đã được định trước, nếu đã đồng ý rồi thì đương nhiên không thể thay đổi, càng không thể để Đinh lão gia chịu thiệt. Đinh lão gia, ông thấy thế này được không? Tôi gả con gái thứ ba Mạnh Vân Tuyết cho Lệnh Lang, như vậy nhà họ Đinh và nhà họ Mạnh vẫn là quan hệ thông gia như trước, còn Thái tử Điện Hạ lại vừa lòng đẹp ý, không biết ý Đinh lão gia thế nào. Vẻ mặt Đinh Lâm Tường thoát thay đổi, ông ta nhìn ánh mắt si mê của con trai mình dành cho Mạnh Bích Quỳnh và gương mặt xinh đẹp của Mạnh Bích Quỳnh, rồi lại nhớ đến sắc mặt vàng vọt như nến của Mạnh Vân Tuyết, cảm thấy rất không cam lòng. Càng nhìn càng thấy Mạnh Bích Quỳnh xuất sắc hơn Mạnh Vân Tuyết nhiều, cũng phù hợp với đứa con bảo bối của ông ta hơn. Chỉ là Thái tử Điện Hạ vẫn còn ngồi đấy, nếu làm trái ý Thái tử Điện Hạ thì chỉ sợ cả nhà họ Đinh sẽ gặp tai họa. Đinh Lâm Tường suy đi tính lại một hồi, cuối cùng đành phải nhượng bộ. Ông ta nghiến răng, vừa định đồng ý thì đột nhiên Thái tử Điện Hạ vẫn yên lặng từ nãy đến giờ bỗng đứng dậy nói, đợi đã. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Yến Trường Kỳ mỉm cười, chắp tay sau lưng, chậm rãi mở miệng, thầy thuốc Mạnh, có phải gia đình các vị đang hiểu lầm ý của bản vương không? Đúng là bản vương muốn cầu hôn với tiểu thư nhà họ Mạnh, nhưng người bản vương muốn cưới chính là tam tiểu thư, Mạnh Vân Tuyết. Nói xong, hắn cúi đầu với Mạnh Quang Hạo, biểu cảm như tự hạ thấp địa vị của mình, thầy thuốc Mạnh, bản vương muốn nạp tiểu thư Mạnh Vân Tuyết của quý phủ làm trắc phi, mong thầy thuốc Mạnh tác thành. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Bầu không khí trong sảnh chính rơi vào trạng thái yên tĩnh, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, giả vờ oan ức của Mạnh Bích Quỳnh cũng cứng đờ, trông ả chẳng khác gì một con hề. Mạnh phu nhân vừa rồi còn mạnh miệng là thế cũng vô cùng kinh ngạc, sắc mặt bà ta thoạt trắng thoạt xanh. Mạnh Quang Hạo kinh ngạc đến khiếp sợ, ông ta đã nghĩ ra một đống lời nói có tình có lý, nhưng lúc này lại giống như nuốt phải con ruồi, nhả ra không được mà nuốt vào cũng chẳng xong. Ngay cả Mạnh Văn Thừa đứng bên cạnh xem kịch vui cũng rất hoang mang, trong lòng gã dâng lên dự cảm không lành. Thái tử Điện Hạ chưa từng gặp Mạnh Vân Tuyết, sao tự nhiên lại muốn nạp ả làm trắc phi? Chẳng lẽ là do lần trước gã có nhắc đến thể chất lưu ly thuần âm của Mạnh Vân Tuyết với Thái tử Điện Hạ nên Thái tử mới để tâm? Nghĩ vậy, Mạnh Văn Thừa bắt đầu đứng ngồi không yên. Lúc ấy gã nhắc tới Mạnh Vân Tuyết với Thái tử chỉ vì muốn Mạnh Bích Quỳnh nổi cơn ghen rồi giết chết Vân Tuyết. Cái gì mà thể chất lưu ly thuần âm của Mạnh Vân Tuyết có thể giúp võ giả nhanh chóng thăng cấp chứ? Đều là chuyện hắn tự bịa ra mà thôi. Nếu Thái tử Điện Hạ lấy ả về rồi phát hiện Mạnh Vân Tuyết không những chẳng giúp gì được cho việc tu luyện mà còn là người vô cùng lập dị thì chắc sẽ giận cá chém thớt với gã mất thôi. Mạnh Văn Thừa thầm mắng Mạnh Vân Tuyết hàng trăm lần trong lòng, nhưng ngoài mặt gã vẫn phải gượng cười phá tan bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm khắp phòng. Thái tử Điện Hạ,
đệ nhớ là huynh chưa từng gặp tam tỷ tỷ của đệ cơ mà, sao giờ lại muốn cưới tỷ ấy làm phi? Nghe Mạnh Văn Thừa nói vậy, Mạnh Quang Hạo cũng như sực tỉnh, ông ta vội nói, thái tử, vi thần cũng thấy bất ngờ, sao thái tử lại muốn lấy Vân Tuyết? Chắc thái tử cũng biết cô con gái thứ ba này của thần chỉ là một người có thể chất bình thường, cho dù thái tử muốn nạp làm trắc phi thì cũng chỉ e nó không trèo cao được như vậy đâu. Yến Trường Kỳ liếc mắt nhìn Mạnh Văn Thừa, cười đầy ẩn ý, chắc là Văn Thừa hiểu nguyên nhân hơn bất cứ ai nhỉ. Hơn nữa ngay cả Mạc Hạ Vân cũng thấy hứng thú với tam tiểu thư Mạnh thì sao tam tiểu thư lại giống người bình thường được chứ? Nói xong, hắn buông thêm một câu như chém đinh chặt sắt, sao thế, thầy thuốc Mạnh? Chẳng lẽ bản vương còn không đủ tư cách nạp tam tiểu thư nhà họ Mạnh làm trắc phi hay sao? Không, không. Yến Trường Kỳ vừa dứt lời nói, sắc mặt Mạnh Văn Thừa và Mạnh Quang Hạo đã trở nên rất khó coi. Lúc này, Mạnh Bích Quỳnh mới sực tỉnh, vẻ đờ đẫn thay thế bằng khó tin, căm giận và hoảng sợ. À hét to, không, không thể nào. Thái tử ca ca, rõ ràng là huynh thích muội, sao huynh lại muốn lấy đứa quái dị Mạnh Vân Tuyết kia chứ? Lúc trước ở núi Phạm Vân, rõ ràng là huynh bảo vệ muội rất chu đáo, nhất định là huynh thích muội. Thái tử ca ca, huynh mau nói là huynh đến cầu hôn muội đi. Đinh Lâm Tường nhận ra tình hình không đúng lắm, ông ta bật cười vui sướng, thì ra là thế, hóa ra thái tử điện hạ muốn cầu thân với tam tiểu thư của phủ họ Mạnh. Vậy thì vừa hay, người đính hôn với nhà họ Đinh chúng tôi là tiểu thư Mạnh Bích Quỳnh, việc hôn sự này hai nhà đã định rồi, phủ họ Mạnh đúng là song hỷ lâm môn. Đinh Dương Hưng vui như mở cờ trong bụng, gã vừa vươn tay vừa nói với Mạnh Bích Quỳnh, Bích Quỳnh muội muội, từ nay muội chính là người của ta, không được động vào ta, con lợn béo này, cút ngay cho ta. Mạnh Bích Quỳnh hét lên thất thanh, ả vung lưỡi đao trong tay, nhằm thẳng về phía Đinh Dương Hưng. Đinh Dương Hưng không hề đề phòng, may mà hộ vệ đứng sau Đinh Lâm Tường kịp lao lên đỡ thay Đinh Dương Hưng một nhát đao. Đinh Lâm Tường sa sầm mặt mày, lạnh lùng nhìn Mạnh Quang Hạo, thầy thuốc Mạnh, thái tử điện hạ đã nói người mà thái tử muốn lấy là tam tiểu thư của phủ họ Mạnh, chẳng lẽ bây giờ ông vẫn còn muốn rũ bỏ hôn sự với nhà họ Đinh chúng tôi ư? Sắc mặt Mạnh Quang Hạo tái mét, một lúc lâu sau ông ta cũng không nói được gì. Đúng lúc này, Mạnh Văn Thừa bất ngờ mở miệng, thái tử điện hạ, chắc huynh cũng chưa gặp tam tỷ của đệ nhỉ. Chi bằng huynh gặp tam tỷ rồi hãy quyết định xem rốt cuộc muốn lấy vị tiểu thư nào nhà họ Mạnh nhé. Nghe Mạnh Văn Thừa nói vậy, Mạnh Bích Quỳnh và Mạnh phu nhân vui như mở cờ trong bụng. Mạnh Bích Quỳnh liên tục gật đầu, đúng, đúng. Thái tử ca ca, chỉ cần huynh gặp đồ quái dị kia thì chắc chắn không muốn lấy ả nữa đâu. Nói xong, ả hung dữ trừng mắt với nha hoàn bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh, còn không mau đi gọi Mạnh Vân Tuyết đến đây. Một lát sau, Vân Tuyết ăn vận giản dị được người hầu dẫn lên. Vân Tuyết vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, hầu hết bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Gương mặt của Mạnh Vân Tuyết thực sự xấu ma chê quỷ hờn, cô không có bộ ngực đồi núi nhấp nhô như Mạnh Bích Quỳnh, cũng không có làn da trắng nõn mịn màng, thay vào đó là khuôn mặt vàng vọt xanh xao, quầng mắt thâm đen, thậm chí mí mắt còn hơi sưng. Tuy nhiên, Đinh Dương Hưng chỉ liếc mắt nhìn Vân Tuyết một lần đã nhận ra cô. Gã đã từng bị Vân Tuyết dạy dỗ hai lần, đến giờ vẫn còn thấy sợ. Lúc này nhìn thấy Vân Tuyết, phản ứng đầu tiên của gã không phải là tức giận mà là vội rụt cổ, chỉ mong cô đừng nhìn thấy mình. Mặc dù đã qua khoảng thời gian bị khống chế, ấn ký nô lệ trong đầu Đinh Dương Hưng chỉ là tạm thời, không giữ lại lâu dài, nhưng sự sợ hãi đối với Vân Tuyết đã sớm ngấm vào tới tận xương tủy gã. Chưa kể, so với sự căm thù Vân Tuyết, bây giờ gã muốn lấy Mạnh Bích Quỳnh xinh đẹp mỹ miều này làm vợ hơn cả. Nếu không, chỉ cần tưởng tượng cảnh phải cưới đồ lập dị Mạnh Vân Tuyết này rồi ngày nào cũng bị ả thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Đinh Dương Hưng sợ đến dùng mình một cái. Yến Trường Kỳ nhìn thấy Mạnh Vân Tuyết cũng cau mày. Hắn thật sự không ngờ Mạnh Vân Tuyết lại xấu xí như vậy, cả người khô quắt như bông cúc héo, chẳng có lấy một điểm xinh đẹp và quyến rũ như Mạnh Bích Quỳnh. Ở tẩm cung thái tử, một cô gái như vậy còn không đủ tư cách làm người hầu vẩy nước quét nhà. Mạnh Văn Thừa thấy thái độ khinh thường và ghét bỏ của thái tử điện hạ thì tươi cười giới thiệu, thái tử điện hạ, đây là tam tỷ của đệ, Mạnh Vân Tuyết. Nói xong, gã ghé sát vào tai thái tử, thấp giọng nói, thái tử điện hạ, tam tỷ của đệ thực ra chỉ là một người trần mắt thịt. Chuyện thể chất đặc biệt lúc trước đệ kể với huynh là do chính miệng tỷ ấy nói với đệ. Sau này đệ mới biết tam tỷ đã nói dối để được cha thiên vị. Thật đấy, tam tỷ thực sự chỉ là một người bình thường. Hơn nữa chắc vì từ nhỏ đã sống ở biệt viện, không được dạy dỗ đàng hoàng nên cách cư xử của tỷ ấy có hơi lỗ mãng và thiếu lịch sự. Thái tử điện hạ nghe vậy thì mặt mày lại càng cau có.
Thật ra lúc trước Mạnh Văn Thừa nói với hắn rằng thể chất của Mạnh Vân Tuyết là lưu ly thuần âm, hắn đã âm thầm cho người đi điều tra. Tuy không tra được ra thể chất của cô đặc biệt thế nào, nhưng nghe thuộc hạ miêu tả dáng vẻ xấu xí và tính cách yếu đuối của cô thì cũng mất hứng. Thế nhưng lúc ở trên núi Đoạn Hồn, Yến Trường Kỳ vô tình nghe thấy thần y thiếu niên Mạc Hạ Vân cũng hỏi thăm tin tức của Mạnh Vân Tuyết thì bỗng dưng tò mò. Mạc Hạ Vân là ai cơ chứ? Đó là ngôi sao nổi bật nhất gần đây của Thành Long Ngự. Hắn trị được bệnh nan y của Trần Minh Dương, giải được chất kịch độc huyết túy trong bí cảnh vực Phong Long, còn nhận được sự ưu ái của Minh Vương Điện Hạ. Ngay cả tiểu công chúa Thẩm Lam Yên của nhà họ Thẩm và Hạ Thiệu Dương của Thất Tinh Cung cũng rất xem trọng hắn. Chưa kể nhắc tới nhà họ Nguyễn cao quý kia, nhà họ Nguyễn mà Hoàng Thất Ngân Sơn bọn họ chẳng dám đối nghịch dù chỉ là một chút ấy. Thế mà lại hết lần này đến lần khác thua thảm hại dưới tay Mạc Hạ Vân, không cách nào có thể gây khó dễ cho tên Mạc Hạ Vân đó. Từ những chuyện này đã có thể thấy rõ, hiện nay danh tiếng của Mạc Hạ Vân đã vang xa đến cỡ nào. Trước đến giờ chưa hề nghe qua việc Mạc Hạ Vân để mắt tới một cô gái nào, vậy thì tại sao một Mạnh Vân Tuyết khó coi như thế lại có thể lọt vào mắt xanh của Mạc Hạ Vân được kia chứ? Không lẽ Mạnh Vân Tuyết thực sự sở hữu thể chất lưu ly? Dù cho không có thể chất lưu ly thì đã sao? Chỉ cần có thể thông qua Vân Tuyết, tạo dựng mối quan hệ tốt với Mạc Hạ Vân thôi là đủ. Tới lúc đó hắn sẽ có vô số đan dược, nói không chừng đến cả Minh Đức Đường cũng sẽ rơi vào tay hắn. Nghĩ đến đây, con ngươi Yến Trường Kỳ trở nên sâu xa hơn mấy phần. Chẳng phải chỉ là vị trí trắc phi bé nhỏ thôi sao? Có xấu xí một chút thì đã là gì, cưới cô ta về sau đó quăng vào một xó, không nhìn không thấy thế là xong. Bây giờ, nâng cao sức mạnh và thâu tóm quyền lực mới là điều quan trọng nhất đối với Yến Trường Kỳ. Mạnh Văn Thừa vẫn còn thì thầm to nhỏ bên tai hắn, Thái tử Điện Hạ, huynh xem nhị tỷ tỷ nhà đệ một lòng cảm mến huynh. Tư chất tu luyện của tỷ ấy lại tốt nữa, thay vì cưới một con bé xấu xí vô vị vô dụng, thì chi bằng, Văn Thừa không cần phải nhiều lời nữa. Yến Trường Kỳ bỗng nhiên ngắt lời hắn bằng một giọng nói thật to và rõ ràng, đôi mắt như mang lòng thương hại và bố thí nhìn về phía Vân Tuyết. Bản vương ngưỡng mộ tài trí đoan trang của tam tiểu thư nhà họ Mạnh đã lâu, hoàn toàn không để ý tới ngoại hình hay tư chất của cô ấy. Người bản vương muốn lấy chính là tam tiểu thư Mạnh, không lẽ thầy thuốc Mạnh đây không bằng lòng gả chăng? Vẻ mặt Mạnh Quang Hạo càng thêm u ám khó chịu, ông ta đã định từ chối, thế nhưng quyền lực và uy nghiêm của thái tử vẫn còn đó, bức bách uy hiếp ông ta. Thái tử không giống như nhà họ Đinh, nếu như ông ta đồng ý, đến lúc ấy ngộ nhỡ con tiện nhân Mạnh Vân Tuyết kia lấy di vật của Tô Diệp Vân ra đưa cho thái tử, hòng mong thái tử yêu thương chiều chuộng, thế thì nhà họ Mạnh há chẳng phải là dã tràng xe cát biển đông hay sao? Mạnh Bích Quỳnh tức giận tới nỗi gần như ngang tàng, không suy nghĩ gì mà rít lên, thái tử ca ca, sao một thứ vô dụng xấu xí thế kia xứng với huynh được? Huynh làm sao có thể thực sự mà siêu lòng vì cô ta cơ chứ? Người mà huynh nên thích phải là muội đây mới phải. Mạnh Vân Tuyết là đồ xấu xí dung tục, nên ở chung với tên Đinh Dương Hưng mập như heo kia mới xứng đôi vừa lứa. Thái tử ca ca, huynh nhìn muội xem, muội là Mạnh Bích Quỳnh đây, muội mới là người xứng đáng được làm phi tử của huynh. Yến Trường Kỳ khẽ hừ lạnh một tiếng, vờ như không hề nghe thấy tiếng la ó ồn ào của Mạnh Bích Quỳnh. Hành vi sồn sồn vội vã của ả khiến lòng hắn nảy sinh thêm vài phần khinh bỉ. Mấy ả đàn bà muốn gả cho hắn, hắn đã thấy rất nhiều rồi, hơn nữa ở nhà hắn còn đầy phụ nữ xinh đẹp hơn Mạnh Bích Quỳnh. Đối với hắn tại thời điểm này, đương nhiên người con gái được Mạc Hạ Vân coi trọng là Mạnh Vân Tuyết quan trọng hơn hết thảy. Đinh Lâm Tường thì tức đến nỗi toàn thân run lên, Mạnh Bích Quỳnh thốt ra những lời này có phải là muốn chà đạp thể diện của nhà họ Đinh xuống bùn không? Vân Tuyết lắng tai nghe bọn người này nói chắc như đinh đóng cột, cô cũng bất ngờ vô cùng. Yến Trường Kỳ thật sự lại muốn nạp mình làm trắc phi sao? Đến cả ngoại hình xấu xí và thể chất vô dụng như củi mục này của mình cũng không bận tâm cơ à? Bọn chúng đang ấp ủ ý đồ gì đây? Sắc mặt của Thanh Loan bên cạnh Vân Tuyết lại càng khó coi hơn nữa. Vân Tuyết chính là vương phi tương lai của phủ Minh Vương bọn họ, là nàng thơ của chủ nhân. Tại sao bây giờ cứ hết người này đến người khác khao khát cướp đi vương phi của họ vậy? Chán sống phải không? A Đinh Sa sầm mặt, len lén bóp nát ngọc giản trong ngực áo mình. Yến Trường Kỳ chỉnh trang y phục, quay về phía Vân Tuyết, tỏ ra ta đây vô cùng hào phóng lỗi lạc, ôn hòa nói, tam tiểu thư, bản vương muốn nạp nàng làm trắc phi của bản vương, nàng có bằng lòng không? Yến Trường Kỳ vừa dứt câu, cứ ngỡ rằng Vân Tuyết sẽ òa khóc nức nở vì quá vui mừng, rồi gật đầu lia lịa van xin mình hãy cưới ả về làm vợ. Thế nhưng điều tiếp theo, hắn lại nghe thấy ba chữ được cô thốt ra chắc như đinh đóng cột, không bằng lòng. Yến Trường Kỳ thử ngoáy lỗ tai mình, khó tin đưa mắt nhìn Vân Tuyết, tam tiểu thư này,
có phải khi nãy nàng chưa nghe kỹ câu hỏi của bản vương hay không? Vân Tuyết chỉ thong thả mỉm cười. Rõ ràng ngũ quan cô gái này chẳng hề xuất chúng, nhưng khi cười lên, đôi mắt phượng bỗng nhiên trở nên rực rỡ chói lòa hơn cả những vì tinh tú, trong veo hơn cả thủy tinh, thế nhưng lại mang cơn rét lạnh như băng. Vân Tuyết thản nhiên đáp lời, thái tử điện hạ tuổi đời còn trẻ thế mà thính giác đã tệ vậy rồi. Ta nói, ta không bằng lòng làm trắc phi của thái tử, lần này thái tử đã nghe rõ ta nói gì chưa? Ngươi, nét mặt Yến Trường Kỳ liền trở nên u ám trong nháy mắt. Những người ở trong phòng thì kinh ngạc há hốc mồm, thật lâu sau cũng không thốt lên được câu nào. Yến Trường Kỳ cố dàn cơn nóng giận sắp sửa phun trào, hắn trầm giọng hỏi, Mạnh Vân Tuyết, nàng chỉ là một thứ nữ tầm thường của phủ họ Mạnh mà thôi. Bản vương chính là thái tử điện hạ của nước Ngân Sơn, là vị hoàng đế tương lai đấy, chẳng lẽ bản vương không xứng với nàng hay sao? Vân Tuyết bật cười, nhưng chỉ cười chứ không hề nói thêm lời nào. Thái tử điện hạ không nghe ra được ý tứ mỉa mai trong tiếng cười ấy của cô, lại còn nghĩ rằng cô có nỗi khổ tâm gì đó. Thái độ hắn liền trở nên hòa nhã nhẹ nhàng, Tam tiểu thư, nếu có chuyện gì khó nói, không dám nhận lời bản vương thì nàng cứ nói ra hết đi. Bản vương là thái tử một nước, chẳng lẽ không thể bảo vệ cho nàng hay sao? Vừa nói, Yến Trường Kỳ liếc ánh mắt mờ mịt u tối sang Mạnh Quang Hạo và Mạnh Bích Quỳnh. Chuyện khó nói ư? Vân Tuyết thờ ơ đáp, thà làm vợ ăn mày, chứ không làm thiếp đế vương. Lý do này có được tính không nhỉ? Câu nói này của Vân Tuyết vừa thốt lên, những người có mặt ở đó lập tức bàn tán xôn xao. Ánh mắt Yến Trường Kỳ nhìn cô tràn ngập khinh thường và chán ghét. Hóa ra là thế. Hóa ra ả đàn bà này từ chối mình là vì ả coi khinh vị trí trắc phi kia, muốn trở thành một thái tử phi thực thụ. Dựa vào vẻ bề ngoài xấu xí, thể chất kém cỏi của ả mà đòi làm thái tử phi, há chẳng phải sẽ làm mất hết thể diện của mình hay sao? Mình để ả ngồi lên vị trí trắc phi đã là ân huệ lớn nhất rồi. Không ngờ ả đàn bà này vẫn chưa chịu thỏa mãn, dã tâm lớn thật đấy. Những người khác không nhịn được mà cười nhạo Vân Tuyết. Một thứ nữ vô dụng tầm thường lại đi ôm ấp thứ chí hướng như vậy. Nói ra chẳng nhẽ không sợ bị người khác cười nhạo cho ê mặt. Mạnh Văn Thừa quan sát thấy vẻ mặt khó chịu của thái tử, trong lòng càng ngập tràn cảm giác hả hê khoái chí. Mạnh Vân Tuyết ngu xuẩn, tưởng dùng chiêu trò lạt mềm buộc chặt thì bản thân có thể giành được tiền đồ sán lạn ư. Ngươi không chịu nhìn lại xem bản thân mình có ra ngô ra khoai gì hay không, bây giờ đắc tội với thái tử điện hạ, xem ngươi sẽ có kết cục như thế nào. Vân Tuyết dường như không hề cảm nhận được bầu không khí khác thường bủa vây khắp xung quanh. Cô chỉ cười rồi nói, hôn sự đã từ chối rồi, nếu không còn chuyện gì khác nữa, ta xin cáo từ trước đây. Nói xong, cô cứ thế mà bỏ đi. Yến Trường Kỳ ở phía sau hổn hển quát lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Bước chân Vân Tuyết hơi khựng lại, nhưng cô không quay đầu mà chỉ hơi nhướng mày, nhìn về phía cánh cổng lớn. Cô thấy cánh cổng lớn kia bỗng nhiên được một người hầu mở ra, có người nào đó đang cực kỳ hào hứng kích động mà hô hào, lão gia, phu nhân, đại tiểu thư. Đại tiểu thư trở về rồi. Ngay sau đó, một cô gái mặc một chiếc áo thêu hoa mỏng màu vàng nhạt, bên ngoài khoác lên một chiếc áo lụa trắng đang chậm rãi bước từng bước vào sảnh chính. Nhìn bề ngoài, cô gái kia mới khoảng 20 mấy tuổi, vóc dáng cao gầy, ngũ quan tinh tế, mái tóc đen dài được búi cao, lộ ra vầng trán trơn bóng và gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Khắp người ả đều toát ra hơi thở lạnh nhạt và xa cách, nhưng như vậy không ảnh hưởng đến vẻ đẹp mỹ miều khiến người ta trầm trồ của ả. Vừa nhìn thấy cô gái kia bước vào cổng, Mạnh phu nhân đã không kìm được xúc động mà chạy vội tới, khóe miệng run rẩy reo lên, Linh San, con của mẹ, cuối cùng con cũng trở về rồi. Mạnh Bích Quỳnh cũng xả vào lòng Mạnh Linh San, tủi thân khóc òa, đại tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi, tỷ nhất định phải bảo vệ Bích Quỳnh. Người vừa mới đến chính là Mạnh Linh San, đứa con xuất sắc nhất thế hệ này của nhà họ Mạnh. Bất kể là về nhan sắc hay khí chất, ả đều đứng đầu trong tất cả các thành viên xuất sắc nhất của nhà họ Mạnh. Ả mới chỉ gần 30 tuổi đã là cao thủ ngưng mạch kỳ đỉnh phong, mà điều quan trọng nhất ở đây, ả còn là một thầy thuốc tứ phẩm, là đệ tử chân truyền của Đại sư Hư Không, trưởng lão của Hiệp hội Thầy Thuốc. Dẫu cho Mạnh Bích Quỳnh cũng sở hữu vẻ đẹp yêu kiều không khác biệt gì, cũng sở hữu tài năng xuất chúng trời ban. Nhưng khi đứng chung với Mạnh Linh San vẫn trở nên thật nhỏ bé tầm thường, hoàn toàn không đáng chú ý tới. Đây là lần đầu tiên Vân Tuyết gặp Mạnh Linh San. Cho dù trong ký ức của chủ nhân cũ cơ thể này, dường như cũng đã có lần gặp vị đại tiểu thư Mạnh Linh San kia. Mạnh Linh San bình tĩnh trấn an Mạnh phu nhân và Mạnh Bích Quỳnh, sau đó mới chậm rãi bước vào đại sảnh. Tất thảy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ả. Đinh Dương Hưng và Đinh Lâm Tường nhìn ả không chớp mắt, vẻ mặt ngẩn ngơ, không những thế nước bọt của Đinh Dương Hưng còn đang rơi tí tách.
Biểu cảm của Yến Trường Kỳ so với tên kia thì có vẻ tốt hơn một chút, nhưng đứng trước khí chất tuyệt vời hơn người và vẻ đẹp tinh tế của Mạnh Linh San, hắn vẫn si mê ra mặt. Mạnh Linh San đã quá quen thuộc với những biểu cảm mà đám đàn ông thể hiện ra khi họ thấy ả. Ả nhẹ nhàng nhún chào với Mạnh Quang Hạo. Cha, con gái đã trở về rồi đây. Tốt tốt, trở về là tốt rồi. Đôi mắt trước đến nay vẫn luôn vô cùng nghiêm nghị của Mạnh Quang Hạo cũng ánh lên nét cười thật hiền từ khi nhìn Mạnh Linh San. Cô con gái này chính là niềm tự hào của nhà họ Mạnh, cũng chính là niềm tự hào của ông ta. Mạnh Linh San lại quay sang Yến Trường Kỳ, chỉ khẽ gật đầu chứ không hành lễ với hắn, giọng nói lạnh lùng cất lên, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Yến Trường Kỳ chẳng cảm nhận được bản thân vừa mới bị Mạnh Linh San coi khinh, hắn chỉ vội vàng nói, đại tiểu thư đừng khách sáo. Mạnh Linh San chào Yến Trường Kỳ xong, bấy giờ ánh mắt lạnh lẽo của ả mới nhìn về phía Vân Tuyết, khóe miệng hơi cong lên, vị này có lẽ chính là tam muội, người đã làm loạn phủ họ Mạnh tới chó gà không yên đúng không? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Vân Tuyết còn chưa kịp lên tiếng trả lời, khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Linh San đã sa sầm xuống, lạnh lùng nói, ban nãy tỷ chưa vào cổng có nghe thấy tam muội thốt lên những lời lẽ hỗn xược, nói thà làm vợ tên ăn mày chứ không bằng lòng làm thê thiếp của đế vương gì đó. Có điều tam muội này, hình như muội đã quên mất thân phận của mình rồi thì phải. Chung quy lại, làm vợ ăn mày hay thiếp của đế vương, một người có thân phận như muội được phép tùy ý lựa chọn hay sao? Mạnh Linh San vừa thốt lên những lời này, vẻ mặt Mạnh Bích Quỳnh lập tức trở nên hớn hở, đại tỷ tỷ nói rất phải, chỉ là một đứa vô dụng ăn hại, còn nói gì mà không làm thiếp của đế vương chứ, đúng là nực cười chết đi được. Không lẽ ngươi nghĩ thái tử ca ca sẽ lấy một đứa xấu xí như ngươi về làm thái tử phi chân chính hay sao? Vân Tuyết nhìn Mạnh Linh San, trước sự áp bức kinh người của ả, ánh mắt của cô vẫn không chút gợn sóng, khóe môi vẫn mang một nụ cười nhàn nhạt xa cách, không thấp hèn cũng chẳng kiêu ngạo, đại tỷ tỷ nói những lời ấy là có ý gì thế ạ? Lượng thứ cho ta muội ngu dốt nghe không hiểu. Đại tỷ tỷ từ trước đến nay luôn luôn thanh cao, ngày trước Hàn sư huynh của phái Thủy Vân muốn cầu hôn đại tỷ tỷ có nói, cho dù phái Thủy Vân có quyền cao chức trọng cỡ nào, tỷ tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận gả cho người mà bản thân khinh thường. Phải không nào? Giờ đến lượt tam muội rồi, chẳng lẽ tam muội không thể xem thường vị trí chắc phi của thái tử hay sao? Đại tỷ tỷ hơi độc đoán rồi đấy nhỉ? Hay nói cách khác, nhà họ Mạnh bây giờ đã sa sút đến mức cần phải dùng chuyện cưới xin của con cái để đoạt lấy quyền thế địa vị cho mình rồi sao? Vậy đại tỷ tỷ cũng nên cẩn thận một chút, dù sao thì người có giá trị nhất, có khả năng dùng hôn nhân để đổi lấy quyền thế cho nhà họ Mạnh nhất chính là đại tỷ tỷ đấy. Câu nói của Vân Tuyết khiến Mạnh Linh San thẳng thốt, mất một lúc lâu sau ả vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần. Trong ấn tượng của ả, mặc dù chẳng gặp Mạnh Vân Tuyết được mấy lần, thế nhưng ả vẫn nhớ rõ Vân Tuyết là một đứa con gái bé nhỏ chỉ biết khóc lóc sướt mướt, hèn yếu vô dụng. Nhưng bây giờ, đứng trước sự áp bức của ả, không ngờ nó lại dám cất lời phản bác. Bao nhiêu năm nay, ở nhà họ Mạnh này, ngay cả cha cũng rất ít khi phản bác ả, chứ đừng nói đến những người khác. Giờ đây Mạnh Vân Tuyết này lại lấy đâu ra dũng khí có gan làm vậy? Mạnh Bích Quỳnh kéo ống tay áo của Mạnh Linh San, hừ lạnh, đại tỷ tỷ, dù sao thì tam muội muốn làm vợ ăn mày. Thế thì cứ để tam muội gả cho cái tên béo ục ịch Đinh Dương Hưng kia là phù hợp nhất đấy ạ. Suy cho cùng, làm vợ của Đinh Dương Hưng cũng tốt hơn so với làm vợ của một tên ăn mày, tam muội nên biết ơn chúng ta mới phải. Mạnh Linh San liếc nhìn Đinh Dương Hưng ở bên cạnh một cái, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Bích Quỳnh nói đúng đấy. Nếu tam muội đã không bằng lòng làm trắc phi của thái tử, thế thì cứ để muội ấy gả vào nhà họ Đinh làm vợ cả đi. Không biết ý của cha như thế nào. Mạnh Quang Hạo cực kỳ hài lòng, vừa cười rộ lên vừa gật đầu nói, như thế lại vừa khéo. Mạnh Linh San thật không hổ danh là đứa con gái mà ông ta cưng chiều nhất, vừa về đã ra tay giải quyết xong xuôi cục diện hai bên khiến ông ta khó xử. Vậy chi bằng hãy quyết định chuyện hôn sự của tam muội muội và nhà họ Đinh ngay ngày hôm nay đi, qua vài hôm nữa để tam muội muội gả sang làm vợ cho Đinh Dương Hưng. Mạnh Linh San khẽ mỉm cười, quả quyết chắc chắn nói tiếp, ngoài ra, thái tử điện hạ đến cầu hôn có lẽ cũng là muốn kết mối quan hệ gắn bó suốt đời với nhà họ Mạnh chúng ta. Tam muội đã không muốn gả cho thái tử làm thiếp, không bằng cứ để thái tử cưới nhị muội của ta đi. Nhị muội từ nhỏ đã có tư chất thông minh, ngoan ngoãn, lại là muội muội ruột thịt của ta, tương lai Bích Quỳnh gả cho thái tử làm chính phi, ta nhất định sẽ giúp đỡ một tay. Mạnh Linh San nhấn mạnh hai chữ chính phi kia. Mạnh Bích Quỳnh đúng là tiểu thư con vợ cả của phủ họ Mạnh, lại còn là muội muội ruột của Mạnh Linh San. Không giống với cái loại thứ nữ vô dụng như Mạnh Vân Tuyết kia. Nếu gả Mạnh Bích Quỳnh cho thái tử làm chính phi cũng không tính là trèo cao. Huống chi,
Mạnh Linh San căn bản chẳng coi thái tử của một đất nước Ngân Sơn bé nhỏ là cái thá gì. Hai hàng chân mày của Yến Trường Kỳ nhíu chặt lại, hắn liếc nhìn Vân Tuyết một cái. Hắn có suy nghĩ muốn cưới ả về, nhưng nhớ lại lời từ chối ban nãy của ả thực sự khiến hắn quá mức uất ức và mất mặt trước tất cả mọi người. Trong lòng cũng đã tràn ngập căm hận, không muốn phản bác thêm nữa. Và lại, thân phận của Mạnh Linh San cũng khá đặc biệt. Nếu như cưới Mạnh Bích Quỳnh về, sau này nếu được cô ta và Đại sư Hư Không hỗ trợ thật thì rất có lợi cho hắn. Thái tử Điện Hạ không lên tiếng coi như đã ngầm đồng ý rồi. Trong lòng Mạnh Quang Hạo vui mừng khôn xiết. Ông ta đang dự tính ấn định luôn chuyện hôn sự thì tên Đinh Dương Hưng vẫn luôn dùng ánh mắt đầy dục vọng mà nhìn chòng chọc vào Mạnh Bích Quỳnh và Mạnh Linh San đột nhiên bừng tỉnh lại. Vừa nghĩ đến người mình phải cưới là Mạnh Vân Tuyết, Đinh Dương Hưng sợ hãi gào hét hệt như con heo bị chọc tiết. Con không muốn cưới đứa con gái đó, con không muốn cưới ả Mạnh Vân Tuyết kia. Cha, con tuyệt đối không cưới một đứa con gái xấu xí đâu. Nếu như cưới ả ma nữ sao chổi ấy về nhà, chắc chắn gã không sống nổi qua đêm động phòng hoa trúc mất. Đinh Dương Hưng mốt hét lên câu nói này, thế nhưng đối diện với ánh mắt như cười như không của Vân Tuyết, gã hoảng sợ đến mức run như cầy sấy, không dám ăn nói linh tinh nữa. Sắc mặt của Đinh Lâm Tường cũng đã trở nên cực kỳ khó coi. Kiểu thái độ xem thường, hoàn toàn không coi nhà họ Đinh ra gì của đám người nhà họ Mạnh khiến lòng ông ta ngập tràn tức tối, nhưng lại không thể bộc lộ ra bên ngoài. Tiểu thư con vợ cả mà ban đầu con trai ông ta muốn cưới giờ lại biến thành thứ nữ, cô gái yêu kiều xinh đẹp biến thành một cô ả xấu xí, sao bọn họ có thể cam tâm cho được? Đinh Lâm Tường đội lên đầu áp lực to lớn, nghiến răng nói, thầy thuốc Mạnh, ông chớ có quên, nhị tiểu thư Mạnh và Dương Hưng nhà chúng tôi đã từng có thân mật xác thịt. Xin Đinh lão gia ăn nói cẩn thận. Mạnh Linh San lạnh lùng cắt ngang lời nói của Đinh Lâm Tường, giọng nói lạnh lùng rợn người vang lên. Đồng thời áp lực linh lực lặng lẽ tỏa ra, ta thấy hình như Đinh lão gia đây chắc hẳn là nhầm lẫn gì rồi chăng? Người mà Đinh Dương Hưng từng có thân mật xác thịt không phải là Bích Quỳnh mà là Vân Tuyết chứ nhỉ? Chỉ là Đinh thiếu gia lúc ấy đầu váng mắt hoa, cho nên đã nhận nhầm người. Đinh lão gia nói có đúng hay không? Mồ hôi trên trán Đinh Lâm Tường rơi xuống như mưa, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đinh Dương Hưng càng không chịu nổi, hai đùi run lẩy bẩy, mùi hôi thối của nước tiểu từ đũng quần của gã lan ra nồng nặc, trên mặt gã tràn ngập vẻ sợ hãi, hốt hoảng và hoang mang. Đinh Lâm Tường không chịu nổi áp lực linh lực, đành run giọng nói, đúng, đúng vậy, người nhà họ Đinh chúng tôi muốn cưới. Người chúng tôi muốn cưới là Tam Tiểu Thư, như vậy thì tốt quá rồi. Mạnh Linh San nở nụ cười mãn nguyện, thu hồi áp lực linh lực trong nháy mắt. Mạnh Bích Quỳnh tựa như một con bướm hoa bay đến bên cạnh Mạnh Linh San, kéo cánh tay của ả ra rồi cất giọng yêu kiều nói, đại tỷ tỷ, may mà tỷ đã về, nếu không thì muội và mẹ sẽ bị ả tiện nhân kia ức hiếp chết mất. Đúng là chỉ có đại tỷ tỷ tốt với muội nhất. Mạnh Linh San cười kiêu ngạo, ánh mắt liếc nhìn Vân Tuyết tràn ngập vẻ khinh thường, chẳng qua chỉ là một ả người phàm bé nhỏ, còn thật sự tưởng rằng bản thân có thể một tay che trời ư. Sau này nhị muội phải nhìn xa trông rộng một chút, sau khi gả cho thái tử điện hạ thì hãy chung sống thật hòa thuận với phu quân, còn về mấy con kiến hôi kia, cứ trực tiếp dẫm chết là xong. Mạnh Bích Quỳnh vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy phấn khởi và đắc ý, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn sang Yến Trường Kỳ lại thẹn thùng và hạnh phúc. Mạnh Quang Hạo thấy việc lớn đã xong, khẽ hắng giọng, tươi cười rạng rỡ nói, nếu Đinh lão gia và thái tử điện hạ đều đã đồng ý, vậy mối hôn sự. Lão gia, lão gia, lão gia, phu nhân, tiếng gọi thất thanh dồn dập truyền tới từ phía cổng chính. Gã hầu loạn choạng chạy vào, khuôn mặt dâng đầy vẻ hoảng loạn và bối rối, lúc bước qua ngưỡng cửa, suýt nữa bị vướng vào ngã sấp mặt. Chuyện gì mà hớt ha hớt hải, có còn ra cái thể thống gì hay không vậy? Mạnh Quang Hạo lập tức xa sầm mặt, không thấy trong phòng có bao nhiêu là khách quý à, không sợ bị người ta chê cười. Gã hầu kia như chẳng hề nghe thấy lời của trách của Mạnh Quang Hạo, tức khắc quỳ sụp xuống dưới nền đất, ngẩng đầu lắp ba lắp bắp bẩm báo, lão, lão gia, ngoài cửa có khách tới thăm ạ. Sao lại có người đến thăm hỏi nữa vậy? Sắc mặt của Mạnh Quang Hạo hơi sừng sốt. Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người lẫn mọi việc đều dồn lại với nhau thế. Mạnh Quang Hạo trầm giọng quát, người ở đâu đến thăm hỏi, bảo hắn đưa bái thiếp ra đây. Là Phủ Minh Vương, là quản gia của Phủ Minh Vương. Gã hầu đột ngột cất cao giọng nói, gần như là khẽ gào lên, Phủ Minh Vương cũng đến đề nghị kết thông gia ạ. Lại một người nữa đến đề nghị kết thông gia sao? Phản ứng đầu tiên của Mạnh Quang Hạo chính là, sao người muốn kết thông gia đều tập trung đến vào đúng ngày hôm nay vậy nhỉ? Thế nhưng ngay sau đó, ông ta chợt nhận thức ra được người mà gã hầu đang nói đến là ai. Ngươi nói ai cơ?
ai đến đề nghị kết thông gia hả? Mạnh Quang Hạo bất ngờ đứng bật dậy, run giọng hỏi lại gã hầu. Gã hầu nuốt nước miếng, bản thân cũng tưởng chừng như mình đang nằm mơ, là nam quản gia của phủ Minh Vương, nam quản gia. Nam quản gia nói là ngài ấy đại diện cho Minh Vương Điện Hạ, đến đây đề nghị kết thông gia. Sảnh chính của phủ họ Mạnh lại một nữa bị nhấn chìm bởi không khí trầm mặc khác thường. Hơn nữa lần này, ngoại trừ Vân Tuyết, trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều là biểu cảm kinh ngạc như không tài nào tưởng tượng nổi. Vân Tuyết lướt mắt qua Thanh Loan đang đứng bên cạnh mình, Thanh Loan lập tức tỏ vẻ thuộc hạ vô tội, thuộc hạ hoàn toàn không làm gì hết. Mạnh Quang Hạo đờ người thật lâu, mãi sau mới chợt bừng tỉnh ra, nhanh như chớp ra lệnh, nhanh, nhanh mời vào. Nhanh mời vào đây đi, không một ai là không biết đến nam quản gia của phủ Minh Vương ở chốn thành Long Ngự này. Ông ấy là cao thủ kim đan kỳ, hơn nữa còn phụ trách cả công việc đối ngoại cho phủ Minh Vương. Có thể nói, mỗi hành động của quản gia nam đồng nghĩa với đại diện cho ý nghĩ của Trác Thế Vũ. Gã hầu nọ chân nam đá chân chiêu chạy ra ngoài, ngay sau đó Mạnh Quang Hạo nghi ngờ thốt lên, sao Minh Vương Điện Hạ có thể tới tận đây đề nghị kết thông gia được chứ? Đến cả Yến Trường Kỳ cũng bất ngờ, người kia là Minh Vương đấy, đừng thấy họ đều là dòng họ thượng quan, hoàng tộc của nước Ngân Sơn mà nhầm. Nếu đem ra so sánh với Minh Vương Trác Thế Vũ thì chẳng thể nào đánh đồng được đâu. Đấy là cao thủ Nguyên Anh Kỳ độc nhất vô nhị của nước Ngân Sơn, một cao thủ Nguyên Anh Kỳ chỉ mới vỏn vẹn chưa đầy 20 tuổi đời. Đội quân Thiết Kỳ Lân trong tay hắn có thể ngăn chặn cả một đại quân ma thú hung hãn ở bên ngoài rừng rậm ma thú. Bốn môn phái lớn của Đại Lục Cát Thiên vô cùng xem thường nước Ngân Sơn, thế nhưng khi đối diện với Trác Thế Vũ thì không một môn phái nào dám cả gan coi khinh hắn cả. Không thấy tới cả nhà họ Nguyễn luôn vinh mặt với đời như thế mà lúc nào cũng nghĩ tới chuyện muốn kết thông gia với Trác Thế Vũ hay sao? Có điều là Trác Thế Vũ không thích Nguyễn Mai Liên mà thôi. Thế nhưng hôm nay, ngài Minh Vương cao quý ấy lại tới phủ họ Mạnh đề nghị kết thông gia à? Rốt cuộc nhà họ Mạnh là có ẩn chứa bí mật gì thu hút được cả sự chú ý của Trác Thế Vũ kia chứ? Ai ai cũng kinh ngạc, cũng hoang mang ngờ vực. Mạnh Linh San luôn mang bộ mặt lạnh lùng cao ngạo, song lúc này à hai má đỏ bừng, ngượng ngùng e thẹn. Đôi mắt sắc bén của Mạnh phu nhân nhanh chóng phát hiện dáng vẻ lạ lẫm khác hẳn ngày thường của con gái mình, tò mò hỏi han, Linh San, con làm sao thế? Mạnh Linh San cố gắng giữ biểu cảm lạnh lùng của mình, song lời nói vẫn bộc lộ ra niềm vui mừng vô hạn và kiêu ngạo. Có lẽ con gái biết được vì sao Minh Vương Điện Hạ lại tới đây đề nghị kết thông gia rồi. Cái gì? Mạnh phu nhân và Mạnh Quang Hạo bất ngờ đồng thanh thốt lên. Mạnh phu nhân vừa ngỡ ngàng vừa sung sướng, không dám tin mà hỏi lại, Linh San, không lẽ con và Minh Vương có quen biết nhau à? Không lẽ hai đứa? Mạnh Linh San lập tức đỏ mặt, hiếm khi tỏ vẻ yêu kiều đáng yêu vốn có của thiếu nữ, nhẹ giọng đáp, lần này lúc con đang trên đường trở về nhà, có đi ngang qua đỉnh núi Thanh Minh ở ven rừng rậm ma thú, bất chợt gặp phải một ma thú con tê giác cấp 5, may sao được Minh Vương Điện Hạ ra tay cứu giúp mới không bị thương. Hầy, hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân, tốt, tốt, quá tốt rồi. Mạnh phu nhân hào hứng nói, hóa ra Minh Vương Điện Hạ cứu con, vì vậy hai đứa vừa gặp đã yêu chứ gì. Minh Vương Điện Hạ chỉ vừa mới quen biết con thôi, vậy mà chưa được mấy ngày đã sốt sắng tới tận cửa đề nghị kết thông gia rồi. Có lẽ Vương gia thực sự vô cùng yêu mến con đấy. Mạnh Linh San khẽ giật tay áo Mạnh phu nhân, vội vàng nói, mẹ, mẹ đừng nói nữa mà, con xấu hổ quá đi mất. Nếu như con thực sự được gả vào phủ Minh Vương, vậy thì xem như phủ họ Mạnh mình một bước lên mây rồi còn gì. Mạnh phu nhân siết tay con gái mình, giọng nói hơi run run. Từ trước đến giờ ai ai cũng cho rằng Minh Vương Điện Hạ và Hàn Mai Tiên Tử là một đôi, không một ai dám mơ mộng đến vị trí Vương Phi kia hết. Bây giờ Nguyễn Mai Liên tự tạo nghiệp không ngóc đầu lên nổi, tự phá hủy đi sự trong sạch lẫn tương lai của chính mình. Nếu như công bố cuộc hôn nhân này ra ngoài, con sẽ là người được thiếu nữ trong khắp Đại Lục Cát Thiên này ngưỡng mộ cho mà xem. Mạnh Linh San vừa cảm thấy đắc ý vừa cảm thấy hư vinh, hai má ửng đỏ, ngạo mạn nói, đứa con gái không biết liêm sỉ Nguyễn Mai Liên kia sao có thể xứng đôi với Minh Vương Điện Hạ được chứ? Mẹ không biết đó thôi, Minh Vương Điện Hạ là một người đàn ông xuất sắc, anh Tuấn, cuốn hút đến cỡ nào đâu. Mạnh phu nhân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng thế này của đứa con gái lớn vẫn luôn thanh cao của mình. Sau khi biết được nó thích Minh Vương Điện Hạ, hiện giờ Minh Vương Điện Hạ lại tới cửa cầu hôn, thật là không có chuyện gì tốt hơn chuyện này nữa. Mạnh Quang Hạo nghe được lời nói của con gái lớn của mình, càng cảm thấy vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Đó chính là Minh Vương Điện Hạ đấy. Nếu như Linh San gả cho Minh Vương Điện Hạ thật thì phủ họ Mạnh chẳng khác nào ngồi trên mây xanh, chẳng cần phải lo lắng đến chuyện có vực dậy gia nghiệp được hay không nữa.
có ai dám phủ nhận Thông gia của Phủ Minh Vương không phải là gia tộc lớn nhất ở thành Long Ngự không? Chỉ cần Linh San gả cho Minh Vương, kể cả không có được di vật kia của Tô Diệp Vân cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nghĩ đến đây, Mạnh Quang Hạo kích động mà không ngừng đi qua đi lại ở trong phòng, chỉ ước gì gã hầu có thể lập tức dẫn người vào đây ngay. Kể từ lúc đó, Thái tử Điện Hạ và người nhà họ Đinh bị bọn họ phớt lờ. Nhà họ Đinh thì còn đỡ, nhưng mà Yến Trường Kỳ lại không giống vậy. Thấy mình bị người khác ngó lơ, đương nhiên trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng nghĩ người đến đây cầu hôn là người của Phủ Minh Vương, cho dù Yến Trường Kỳ có bất mãn thế nào cũng phải nhịn. Minh Vương Trác Thế Vũ là người mà hoàng tộc nước Ngân Sơn còn con của bọn họ không thể nào đắc tội được. Vân Tuyết và Thanh Loan đều nghe rõ toàn bộ lời nói của Mạnh Linh San. Vân Tuyết nheo mắt lại, mắt phượng dập dờn lóe sáng. Tên Trác Thế Vũ suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt này, vừa mới đuổi một ả Nguyễn Mai Liên đi, bây giờ lại hút một Mạnh Linh San về. Hai người đều vừa gặp đã yêu ư? Ừ, có lẽ mình nên chúc mừng hắn cái nhỉ. A Đinh căm giận trừng mắt với Mạnh Linh San, cô thầm nghĩ ở trong lòng, chủ nhân nhà mình mới 20 tuổi, bà già này đã 30 mấy tuổi rồi, vậy mà còn mơ tưởng hão huyền đến chủ nhân nhà mình. À còn chẳng bằng một sợi tóc của Vương Phi, thế mà còn dám mơ mộng muốn gả vào Phủ Minh Vương. Quả đúng là nằm mơ. Một lát sau, nam quản gia chậm rãi đi vào sảnh chính. Nhìn sơ qua, ông chỉ tầm khoảng 40 tuổi, khí chất ôn hòa, lịch sự nho nhã, áp lực linh lực trên người đã được thu lại hoàn toàn. Trong thoáng qua, ông cũng chỉ là một người đàn ông trung niên không có tu vi, hiền hòa tốt tính. Nhưng mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều không dám khinh thường nam quản gia. Ngoại trừ 4 người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thì nam quản gia chính là người thân cận nhất với Minh Vương Trác Thế Vũ. Tất cả những sự vụ trong ngoài của Phủ Minh Vương đều do ông ấy xử lý. Hơn nữa, ông ấy còn là một cao thủ kim đan kỳ. Nam quản gia vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Vân Tuyết và Thanh Loan, trong mắt ông hiện lên sự khác thường. Ngay sau đó ông bình thản nhìn về phía Mạnh Quang Hạo, thầy thuốc Mạnh, tại hạ tới thăm hỏi Đường Đột, mong rằng thầy thuốc Mạnh không phiền lòng. Không dám, không dám, thầy thuốc Mạnh vội vàng cung kính đáp lễ, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi và lấy lòng. Nam quản gia khẽ nở nụ cười, ý đồ hôm nay tại hạ đến đây, chắc rằng thầy thuốc Mạnh cũng đã biết rồi. Tại hạ đến đây thay cho chủ nhân là Minh Vương Trác Thế Vũ cầu hôn tiểu thư của quý phủ. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà nghe được câu này của nam quản gia, Mạnh Quang Hạo vẫn phải hít một hơi thật sâu. Bàn tay buông thõng bên người run lên nhẹ nhẹ bởi vì kích động, giọng nói ông ta không còn bình tĩnh được nữa. Nam quản gia nói đến đây cầu hôn thay Minh Vương Điện Hạ, nghĩa là cầu hôn con gái nhà tôi làm chính phi hay là? Đương nhiên là chính phi rồi. Nam quản gia không chút do dự tiếp lời Mạnh Quang Hạo, khẳng định chắc nịch giúp chủ nhân nhà mình để tăng sự thiện cảm. Bên cạnh vương gia chưa bao giờ có thị thiếp sủng phi, cả đời này vương gia chỉ cưới một chính phi, tuyệt đối sẽ không có người con gái thứ hai. Hiện giờ tại hạ thay vương gia đến để cầu hôn, đương nhiên là hỏi cưới chính phi rồi. A, à, Mạnh phu nhân hét lên một tiếng kinh ngạc ngắn ngủi, siết chặt lấy bàn tay của Mạnh Linh San. Mạnh Linh San hân hoan kích động, song lại cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt mơ màng, sắp ngất xỉu vì tin tức hạnh phúc này rồi. Ngay cả Mạnh Bích Quỳnh vừa rồi còn vô cùng vui vẻ khi được ấn định gả cho Yến Trường Kỳ, lúc này nghe được lời nói của nam quản gia, ánh mắt ả nhìn Mạnh Linh San cũng lộ ra vẻ ghen ghét. Đó chính là Minh Vương Điện Hạ đấy, Minh Vương Điện Hạ còn cao quý hơn gấp trăm lần Thái tử ca ca. Vậy mà bây giờ Minh Vương lại muốn cưới tỷ tỷ, lại còn hứa hẹn cả đời này chỉ cưới mỗi mình tỷ tỷ mà thôi. Phải công nhận Mạnh Linh San quá may mắn. Nam quản gia khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, đồ trong sân là xính lễ mà Minh Vương Điện Hạ lệnh cho tại hạ mang đến trước. Bởi vì vội vàng đến đây nên chỉ chuẩn bị một ít pháp bảo ngũ phẩm và lục phẩm, ngoài ra còn có một ít bảo vật. Mong rằng Mạnh tiểu thư không chê Phủ Minh Vương keo kiệt. Những xính lễ khác, mấy ngày nữa tại hạ sẽ mang đến sau. Pháp bảo ngũ phẩm và pháp bảo lục phẩm mà còn chê là keo kiệt á. Rốt cuộc Phủ Minh Vương này đón dâu phải rình rang đến mức nào chứ? Mạnh Linh San ôm lấy trái tim đang nhảy loạn thình thịch của mình, liến thoáng nói, không chê, sao lại chê chứ? Chỉ cần Minh Vương Điện Hạ có tâm ý này, tôi đã hài lòng lắm rồi. Nam quản gia kinh ngạc nhìn về phía ả, vẻ mặt trở nên sâu xa. Mạnh Quang Hạo tự cắn đầu lưỡi của chính mình, cưỡng bách ép bản thân bình tĩnh lại từ trong cơn hưng phấn, tránh làm gì thất lễ. Sau cùng ông ta mới nhẹ giọng nói, tiểu nữ Linh San có thể được Minh Vương Điện Hạ để mắt đến thì đó chính là may mắn của con bé. Sao chúng tôi lại chê xính lễ ít được chứ? Tôi sẽ nhanh chóng lấy thiếp canh của tiểu nữ Mạnh Linh San mang ra, ấn định cuộc hôn nhân này. Xin nam quản gia chờ. Dứt lời,
ông ta định đi về thư phòng của mình lấy đồ. Chờ chút đã, nam quản gia thong thả ung dung mở miệng, ngắt ngang hành động của Mạnh Quang Hạo. Ngay khi ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người ông ấy, nam quản gia mới mỉm cười mở miệng, tại hạ nghĩ hình như thầy thuốc Mạnh hiểu lầm rồi. Người mà chủ nhân của tại hạ, Minh Vương Điện Hạ muốn cưới không phải là Mạnh Linh San gì đấy, mà là tam tiểu thư của nhà họ Mạnh, Mạnh Vân Tuyết. Trong sảnh chính lần thứ ba rơi vào không khí tĩnh lặng vô cùng kỳ lạ. Tất cả mọi người đều như thể gặp ma, hết nhìn Vân Tuyết xanh xao vàng vọt ở một bên rồi lại quay sang nhìn nam quản gia cười tươi tắn. Nam quản gia mang vẻ mặt điềm nhiên như không, mặc cho mọi người đánh giá mình, còn len lén nở một nụ cười ôn hòa thân thiện với Vân Tuyết. Cuối cùng, đột nhiên Mạnh phu nhân vốn kích động đến mức sắp ngất đi lấy lại tinh thần, hét lên chói tai, không thể nào. Sao Minh Vương Điện Hạ có thể cầu hôn Mạnh Vân Tuyết được chứ? Nó chỉ là một đứa vô dụng xấu xí tầm lợm thôi mà. Khuôn mặt của Mạnh Linh San trở nên méo mó dữ tợn, rốt cuộc ả không thể giữ hình tượng thanh cao lạnh lùng ngạo nghễ được nữa. Trầm giọng nói, nam quản gia nghĩ kỹ lại đi, có phải quản gia đã nghe nhầm mệnh lệnh của Minh Vương Điện Hạ hay không? Rõ ràng là huynh ấy bảo ngươi cầu hôn đại tiểu thư của phủ họ Mạnh, sao quản gia lại nghe nhầm thành tam tiểu thư? Nam quản gia ngẩng mặt lên, nở nụ cười âm u lạnh lùng, Mạnh đại tiểu thư đang ám chỉ tại hạ đã già, mắt mờ tai điếc, ngay cả mệnh lệnh của chủ nhân cũng không nghe rõ hay sao? Hay là muốn nói đại tiểu thư của phủ họ Mạnh cũng chính là Mạnh Vân Tuyết? Ý của chủ nhân đã rất rõ ràng, chủ nhân nói rõ người chủ nhân muốn cưới chính là Mạnh Vân Tuyết. Không, chuyện này không có khả năng. Mạnh Linh San cất cao giọng, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng. Rõ ràng mấy ngày trước ta và Minh Vương Điện Hạ còn có tình ý với nhau cơ mà. Huynh ấy đã cứu ta, ánh mắt huynh ấy nhìn ta cũng có tình cảm. Sao bây giờ lại trở thành cầu hôn Mạnh Vân Tuyết? Rõ ràng là ngươi giả truyền ý chỉ của chủ nhân, ngươi không sợ Minh Vương Điện Hạ biết được sẽ trách tội ngươi ư? Linh San, câm miệng. Nam quản gia còn chưa nói gì thì Mạnh Quang Hạo đã giữ chặt lấy Mạnh Linh San, liên tục xin lỗi với nam quản gia. Nam quản gia, con gái của tôi trẻ người non dạ, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng ruột để ngoài ra, mong nam quản gia đừng so đo chấp nhặt với con bé. Tục ngữ có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, nam quản gia đại diện cho thể diện của phủ Minh Vương, há có thể tùy tiện nghi ngờ hay trách cứ. Huống chi, nam quản gia còn là một cao thủ kim đan kỳ. Nam quản gia cười sang sảng, giọng nói tràn ngập sự chế giễu mỉa mai, hôm nay ở phủ họ Mạnh, tại hạ được mở rộng tầm mắt một phen. Không ngờ rằng thế gian này còn có người dám giả mạo Minh Vương Phi, hay là Mạnh đại tiểu thư cho rằng tiểu thư là đồ đệ của đại sư hư không là có thể diễu võ dương oai, coi phủ Minh Vương của chúng tôi không ra gì. Mong nam quản gia bớt giận. Bớt giận. Mồ hôi trên trán của Mạnh Quang Hạo túa như mưa, liên tục xin lỗi, khó khăn lắm mới khiến nam quản gia thu lại dao động linh lực. Nhưng mà nghĩ đến người mà phủ Minh Vương muốn cầu hôn là Mạnh Vân Tuyết, ông ta ngổn ngang trăm mối, khó chịu giống như đã nuốt vào mấy chục con ruồi bọ, vừa cảm thấy buồn nôn vừa cảm thấy đau tim. Đứa con hoang Mạnh Vân Tuyết này căn bản không phải là con cháu của nhà họ Mạnh, nếu như nó được gả vào phủ Minh Vương thì có lợi gì cho nhà họ Mạnh của bọn họ chứ? Càng đừng nói đến việc hiện giờ nó đã xa cách với nhà họ Mạnh, trên tay lại giữ di vật của Tô Diệp Vân. Nếu như sau khi được gả vào phủ Minh Vương, nó lợi dụng thế lực của phủ Minh Vương để đối phó với phủ họ Mạnh thì chẳng phải là ngày tàn của phủ họ Mạnh đã đến hay sao? Nghĩ đến đây, Mạnh Quang Hạo nghiến chặt răng, vẫn phải mở miệng nói với nam quản gia. Nam quản gia, thật không dám giấu giếm gì nam quản gia. Không phải là tôi muốn từ chối lời cầu hôn của Minh Vương Điện Hạ, thật sự là đứa con gái thứ ba của tôi. Con bé. Dứt lời, trên mặt ông ta lộ ra biểu cảm nhục nhã, lại tựa như đã hạ quyết tâm nói, nam quản gia có điều không biết, Mạnh Vân Tuyết, đứa con gái thứ ba của tôi từ nhỏ đã là thể chất bỏ đi không thể tu luyện, mặt mũi xấu xí không dám gặp người khác, hơn nữa, con bé vẫn chưa thành thân đã quan hệ xác thịt với thiếu gia nhà họ Đinh. Một đứa con gái không tài không đức, không có nhan sắc như nó thật sự là không dám trèo cao với tới Minh Vương Điện Hạ. Có điều đứa con gái lớn Mạnh Linh San của tôi lại không giống vậy. Mạnh Quang Hạo liếc nhìn Mạnh Linh San một cái, vội vàng mỉm cười nói, từ nhỏ Linh San đã có tư chất xuất sắc, được làm đệ tử chân truyền của đại sư hư không, vào sư môn mấy năm, nó đã đạt được danh hiệu thầy thuốc tứ phẩm. Hơn nữa từ nhỏ Linh San đã hiền hòa thân thiện, đoan trang nhã nhặn, mặc dù tu vi không thể so với Minh Vương Điện Hạ, nhưng đại sư hư không đã từng nói, chỉ cần là hôn phu của Linh San, nhất định ông ấy sẽ tận tâm nâng đỡ. Đại sư hư không chính là đại trưởng lão của Hiệp hội Thầy Thuốc, nếu như Minh Vương Điện Hạ có sự trợ giúp của đại sư hư không, chắc chắn thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Hai đứa con gái này của tôi ai hơn ai kém,
chắc chắn rằng Minh Vương Điện Hạ chỉ cần cẩn thận ngẫm nghĩ là có thể nhận ra. Nam quản gia, hay là quản gia hãy lựa lời nói với Minh Vương Điện Hạ, có lẽ Minh Vương Điện Hạ nhìn lầm rồi chăng? Quản gia Nam khẽ cười khẩy, ông còn chưa kịp lên tiếng thì ngoài cổng đã truyền đến giọng nói trầm thấp. Mạnh Quang Hạo, ý ngươi là bản vương mắt mù, không phân biệt được tốt xấu sao? Âm thanh này đột ngột xuất hiện, vang trong tai mỗi người ở sảnh chính. Thật ra âm thanh ấy rất êm tai, truyền cảm khiến người ta đỏ mặt tim đập rộn ràng. Hơn nữa ngữ điệu đều đều, thậm chí có phần vui vẻ, nhưng Mạnh Quang Hạo nghe xong, hai chân lại run lên, bị dọa sắp ngã nhào xuống đất. Một lát sau, ánh mắt mọi người đều nhìn cổng sảnh chính, ánh mắt chăm chú, nín thở chờ đợi. Chỉ thấy ánh sáng chói mắt buổi trưa chiếu vào sau lưng người tới khiến mọi người hoa mắt. Nhưng ánh mặt trời chói lóa ấy chẳng hề át được khí thế người tới. Hắn như vị thần ở trên cao, dạo bước dưới trần gian, từng bước đến gần người trần nhỏ bé, hèn mọn tựa con kiến hôi. Ánh mặt trời từ từ bị hắn bỏ lại phía sau, mọi người cũng dần thấy rõ mặt người tới. Sau đó ai nấy đều hít sâu một hơi, bởi người đàn ông ấy tuấn tú đến mức không thể diễn tả bằng lời. Dù là khuôn mặt với ngũ quan được tạo thành từ tinh hoa trời đất, hay là vóc người cao ráo và phong thái ngạo nghễ cúi nhìn thiên hạ đều khiến người ta xúc động muốn quỳ rạp xuống vái lại hắn. Đây chính là Trác Thế Vũ, cao thủ nguyên anh kỳ duy nhất của nước Ngân Sơn, võ giả đỉnh cao thực sự, Minh Vương, Trác Thế Vũ. Nhất là trải qua trận chiến với phái Lưu Ly, mặc dù mùi máu tươi trên người hắn đã rửa sạch, nhưng sát khí vẫn lưu lại trong xương cốt, trong hơi thở của hắn. Khi hắn giơ tay nhấc chân, mỗi một động tác đều mang sát khí khiến người ta sợ run cầm cập. Trác Thế Vũ vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt mọi người, ai nấy đều im lặng, không dám thở mạnh. Thậm chí Yến Trường Kỳ muốn mỉm cười chào hỏi cũng sợ hãi mơ hồ, vẻ mặt kinh hoàng, không dám tiến lên. Ánh mắt sáng rực của Trác Thế Vũ dừng trên người Vân Tuyết. Đã bao lâu hắn chưa gặp cô bé của hắn nhỉ? Thật ra, sau lần từ biệt trên núi Đoạn Hồn đến nay cùng lắm là 1-2 tháng, nhưng với Trác Thế Vũ lại giống như 1-2 thế kỷ. Hắn nhìn Vân Tuyết không biết chán, ngay từ đầu còn tiếc Tuyết Nhi không lộ ra khuôn mặt tuyệt thế, nhưng khi đối mặt với đôi mắt phượng trong trẻo lạnh lùng đó, Trác Thế Vũ lại cảm thấy, dù dáng vẻ Vân Tuyết có như thế nào thì cô vẫn là Tuyết Nhi của hắn. Bất kể bây giờ cô xanh xao vàng vọt, dáng vẻ không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt hắn đều vô cùng đáng yêu, khiến hắn chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng. Trác Thế Vũ khát khao gần gũi Vân Tuyết, tất nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt, thế là sải bước về phía cô. Trong mắt hắn, những ánh mắt si mê chăm chú của mọi người trong phòng giống như không tồn tại, hắn chẳng thèm quan tâm đến bọn họ. Ngay khi Trác Thế Vũ xuất hiện, Mạnh Linh San đã si mê nhìn hắn, trái tim ả đập loạn như thể muốn vọt ra khỏi cổ họng. Khoảng thời gian còn học ở chỗ đại sư hư không, ả từng gặp nhiều chàng trai tuấn tú xuất sắc, ngay những sư huynh sư đệ của ả người nào người nấy đều là thanh niên tài giỏi đẹp trai, thiên phú xuất sắc. Nhưng khi Mạnh Linh San gặp được Trác Thế Vũ, ả hiểu ra rằng trên đời này vẫn tồn tại một người đàn ông mà những người khác thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Bất kể là Trác Thế Vũ có bề ngoài xuất sắc, hay năm nay mới gần 20 tuổi đã đạt tới tu vi khủng bố nguyên anh kỳ, hoặc là khí thế vương giả ngạo nghễ kia đều khiến Mạnh Linh San tim đập rộn ràng. So với Trác Thế Vũ, những sư huynh đệ của ả còn không xứng sách giày cho hắn. Nếu muốn gả, Mạnh Linh San chắc chắn phải gả cho người xuất sắc thiên hạ này, nếu không sẽ uổng phí nhan sắc trời ban và tư chất hơn người của ả mất. Mạnh Linh San ngẩn ngơ nhìn Trác Thế Vũ. Khoảnh khắc thấy hắn bước nhanh về phía mình, ả lập tức mở cờ trong bụng, thầm nghĩ, quả nhiên tên quản gia đáng chết đã công bố nhầm đối tượng cầu hôn của Minh Vương. Không thấy bây giờ Minh Vương Điện Hạ tự mình chạy đến giải thích với mình sao? Nghĩ tới đây, hai gò má Mạnh Linh San ửng hồng, ả vội đi lên trước, thướt tha nhún chào Trác Thế Vũ. Minh Vương Điện Hạ, tiểu nữ là Mạnh Linh San có lời chào Điện Hạ. Từ lúc từ biệt ở đỉnh Thanh Minh, không biết gần đây Minh Vương Điện Hạ có mạnh khỏe không? Bị cản đường, Trác Thế Vũ rất khó chịu nhìn người phụ nữ đang ra vẻ trước mắt, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Mạnh Linh San vốn đang cười nhẹ nhàng thì sượng cứng cả mặt, thật lâu sau ả mới mỉm cười, cố gắng giữ khuôn mặt đẹp đẽ tươi tắn của mình. Hi hi, Minh Vương Điện Hạ thật biết nói đùa. Tiểu nữ là Linh San, ngày hôm ấy tại đỉnh Thanh Minh, chính Minh Vương Điện Hạ đã cứu tính mạng tiểu nữ đến nay vẫn ghi tạc trong lòng. Giọng nói dịu dàng của Mạnh Linh San vẫn vang lên thánh thót, thế nhưng đến khi ả nói một tràng dài đến đây, bỗng dưng phát hiện trước mặt đã không có bóng người từ lâu. Trác Thế Vũ không nhớ người phụ nữ này là ai, càng không kiên nhẫn nghe ả nói hết lời. Hắn lắc mình một cái biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã bên cạnh Vân Tuyết. Trác Thế Vũ đưa một tay ôm cơ thể mềm mại của cô gái bé nhỏ ấy vào lòng,
buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó xích lại gần, kề vào tai cô và khe khẽ thì thầm, Tuyết Nhi, bản vương nhớ nàng chết mất, Tuyết Nhi có nhớ ta không? Đáp lại hắn là hành động đầy bất ngờ của cô. Vân Tuyết cầm cổ tay của Trác Thế Vũ đang ôm cơ thể mình xuống, đồng thời kéo tay hắn đang khoác trên người mình ra. Linh lực tinh khiết ngưng tụ truyền vào thăm dò mạch đập ở cổ tay của Trác Thế Vũ. Sau khi kiểm tra một lượt, sắc mặt Vân Tuyết xa sầm. Cô trừng mắt với Trác Thế Vũ, dùng ánh mắt hỏi thăm, không phải huynh nói không có việc gì sao? Tại sao đã hơn một tháng rồi mà nội thương trên người vẫn chưa khỏi? Mặc dù linh lực Trác Thế Vũ dồi dào, nhưng kinh mạch có nhiều chỗ tắc nghẽn, chưa kể đan điền cũng có dấu vết tổn thương. Nếu như nhìn kỹ mặt hắn còn phát hiện, đáy mắt hắn răng đầy tơ máu, vẻ mặt cũng mệt mỏi và tiều tụy vô cùng. Trác Thế Vũ bị cô trừng mắt cũng không giận, vươn tay ôm eo cô, khẽ vuốt ve mái tóc như tơ lụa kia, tủi thân than thở, Tuyết Nhi, nàng không hề nhớ bản vương ư. Chỉ vì muốn sớm ngày gặp nàng, bản vương đã không ngủ suốt một tháng trời. Vân Tuyết biết rõ hắn nói dối vậy thôi, nhưng nghe thấy người đàn ông ấy nũng nịu lẩm bẩm và vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, cô cũng mềm lòng, ngoài ra còn hơi cảm động. Cô âm thầm lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng Trác Thế Vũ. Lúc này, Trác Thế Vũ mới mỉm cười hài lòng. Cảm nhận được ánh mắt khó tin và thù hận của Mạnh Linh San đang bắn về phía mình, Vân Tuyết không kìm được nhếch miệng cười lạnh, không ngờ Minh Vương Điện Hạ còn thích chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân cơ. Thế nào, được người đẹp yêu mến, huynh vui không? Có phải ở đây còn có người yêu thương nhung nhớ huynh hay không? Nhìn vẻ mặt như cười như không của Vân Tuyết, Trác Thế Vũ dùng mình run sợ, vội chỉ tay lên trời thề thốt, Tuyết Nhi, muội đừng nghe người khác nói linh tinh mà đổ oan cho bản vương. Ta thề, ta không hề quen người phụ nữ xấu xí này, cũng chưa từng cứu cô ta, nếu Tuyết Nhi không tin, có thể hỏi Thanh Long làm chứng. Nói xong, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao của hắn liếc sang Thanh Long, trả lời từng câu hỏi của Vương Phi, nếu dám đặt điều dối trá, đừng trách bản vương không khách sáo. Bởi vì không theo kịp tốc độ Trác Thế Vũ, cho nên khi Thanh Long vừa mới đặt chân tới phủ họ Mạnh đã cảm thấy mình vô cớ trúng một tên. Quả nhiên chủ nhân vừa gặp Vương Phi là bắt đầu vô lý. Thanh Long khẽ hắng giọng, cung kính hành lễ với Vân Tuyết, Vương Phi, xin hỏi Vương Phi muốn biết cái gì, thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy. Vân Tuyết còn chưa kịp nói, Trác Thế Vũ đã lập tức lạnh lùng nhìn Mạnh Linh San bên cạnh, giọng nói lạnh lùng cất lên, vị này, đại tiểu thư nhà họ Mạnh nói bản vương có ân cứu mạng à? Thanh Long, ngươi luôn đi theo bên cạnh bản vương nói xem có đúng không? Sao bản vương không nhớ rõ đã cứu ả xấu xí này như thế nhỉ? Trác Thế Vũ khiến tất cả mọi người ở sảnh chính phủ họ Mạnh dần giật khóe miệng. Nhớ lại lúc nãy Trác Thế Vũ dịu dàng và cưng chiều Mạnh Vân Tuyết, mọi người lại kinh ngạc đến rơi cả cằm. Đây chính là Minh Vương. Minh Vương Điện Hạ tàn nhẫn khát máu, lạnh lùng vô tình. Những người phụ nữ trước đây âm mưu tiếp cận Minh Vương không bị dọa sợ đến nỗi chạy mất mật thì cũng chết trên tay hắn. Cho dù Nguyễn Mai Liên từng được đồn đại có hôn ước với Minh Vương thì cũng chưa thấy Minh Vương Điện Hạ thân thiết gần gũi với ả bao giờ. Vậy mà bây giờ, Minh Vương lại dịu dàng như nước với một người phụ nữ xấu xí, mặt mày xanh xao. Hơn nữa hắn còn chê Mạnh Linh San là ả xấu xí. Mọi người vô cùng bối rối, sắp không hiểu nổi thẩm mỹ của bản thân mất rồi, rốt cuộc ai mới là kẻ xấu xí chứ? Không phải mắt Minh Vương Điện Hạ mù rồi chứ? Người không chấp nhận nổi kết quả này nhất là Mạnh Linh San. À nhìn Mạnh Vân Tuyết rồi lại nhìn Trác Thế Vũ ôm Mạnh Vân Tuyết không buông, chỉ cảm thấy máu nóng sôi sục từng cơn, không kìm được cao giọng thét, không thể, chắc chắn không thể. Minh Vương Điện Hạ hãy nghĩ kỹ một chút, chắc chắn Điện Hạ nhận lầm người rồi, người Điện Hạ thích chắc chắn là tiểu nữ. Tiểu nữ là Mạnh Linh San đây, hôm đó tại đỉnh Thanh Minh, chẳng lẽ không phải bởi vì Điện Hạ thích tiểu nữ nên mới cứu tiểu nữ sao? Điện Hạ còn cười với tiểu nữ nữa, rõ ràng Điện Hạ có tình cảm với tiểu nữ mà. Rốt cuộc lúc này Thanh Long đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt nhìn Mạnh Linh San như nhìn kẻ bị bệnh nhân tâm thần, tự mình đa tình. Hắn hắng giọng một cái rồi nói, chủ nhân quên rồi sao? Lúc ấy, tại đỉnh Thanh Minh, chủ nhân muốn bắt một con hồ ly tặng cho Vương Phi. Lúc con hồ ly kia sắp bị bắt thì đột nhiên một người phụ nữ chạy đến. Theo sau ả là một ma thú tê giác, hơn nữa người phụ nữ đó còn lớn tiếng kêu gào, kết quả dọa sợ con hồ ly chạy mất. Lúc con hồ ly hoảng loạn chạy trốn thì bị con tê giác đó giẫm chết. Sau đó trong cơn tức giận, chủ nhân đã chém con tê giác đó thành 8 khúc. Nói xong, hắn vẫn không quên gia tăng cảm tình cho chủ nhân nhà mình trước mặt Vân Tuyết, Vương Phi, lúc ấy chủ nhân gấp rút lên đường. Thật vất vả mới dành chút thời gian dành săn hồ ly tặng Vương Phi, kết quả lại bị ả đàn bà này phá hoại. Lúc ấy chủ nhân rất tức giận,
căn bản chẳng thèm nhìn à một cái chứ sao, có chuyện vừa gặp đã cảm mến gì đó. Nghe vậy, Vân Tuyết không kìm được nhếch miệng cười. Trác Thế Vũ lập tức mở cờ trong bụng, ôm chặt Vân Tuyết, khẽ thì thầm bên tai cô, Tuyết Nhi, có thế mà nàng cũng ghen à? Xem ra đúng là có tình cảm sâu nặng với bản vương rồi. Cút! Vân Tuyết nhanh chóng đẩy cái đầu hắn đang định ghé lại gần. Mạnh Linh San nghe Thanh Long nói vậy nhưng nhất định không chịu tin, miệng à không ngừng lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Nhất định là ngươi lừa ta, ta xuất sắc như vậy, xinh đẹp như vậy, sao ngài ấy có thể không thích ta được chứ? Minh Vương Điện Hạ, có phải Điện Hạ mất trí nhớ rồi không? Điện Hạ đã quên khoảnh khắc tươi đẹp khi chúng ta gặp nhau rồi sao? Đồ điên! Ánh mắt Trác Thế Vũ lạnh lẽo, hắn cất giọng lạnh lùng. Mạnh Linh San, ngươi hại chết con hồ ly mà bản vương định tặng cho Vương Phi. Bản vương còn chưa bắt ngươi đền, vậy mà ngươi lại dám ngậm máu phun người trả đũa ta. Ngươi nói xem, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Hắn vừa dứt lời, sát khí lạnh lẽo bốt giá lập tức lan ra khắp sảnh chính. Ngay cả những người không liên quan như Yến Trường Kỳ và nhóm Mạnh Quang Hạo cũng bị áp lực mạnh mẽ này đè nén, suýt nữa ngất xỉu, chứ đừng nói đến Mạnh Linh San đang đứng mũi chịu sào. Mặt ả trắng bệch, trong mắt ngập tràn vẻ sợ hãi, máu trong người sôi sục cuồn cuộn, cuối cùng không chịu nổi nữa mà hộc máu. Linh San! Mạnh phu nhân sợ hãi hét lên, vội vàng lao đến cạnh con gái rồi liên tục dập đầu xin Trác Thế Vũ tha thứ. Minh Vương Điện Hạ, xin Điện Hạ tha mạng. Cầu xin Điện Hạ tha cho con gái tôi. Nó chỉ vô tình mạo phạm Điện Hạ thôi, cầu xin Điện Hạ tha mạng. Trác Thế Vũ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu lại áp lực đang tỏa ra. Cả người Mạnh Linh San run lên bần bật, ả yếu ớt dựa vào lòng Mạnh phu nhân. Linh San, Linh San, con không sao chứ, con đừng dọa mẹ. Mạnh phu nhân nhìn dáng vẻ thê thảm, thẫn thờ của đứa con gái vốn kiêu ngạo trong lòng mình, không nhịn được mà bật khóc. Đây chính là niềm tự hào, là bảo bối của bà ta. Từ trước đến nay nó luôn là người được người khác khen ngợi và ngưỡng mộ nên lòng tự trọng của nó rất cao. Bây giờ lại phải chịu nhục nhã trước mặt bao nhiêu người, sau này nó phải sống thế nào đây? Tất cả những chuyện này đều do con tiện nhân Mạnh Vân Tuyết kia tạo nên. Rốt cuộc ả dùng cách gì để mê hoặc thái tử, giờ lại mê hoặc cả Minh Vương Điện Hạ. Nghĩ mãi, huyệt thái dương của Mạnh phu nhân co giật liên hồi, máu nóng trong cơ thể cũng sôi trào, đầu óc bà ta lại rối loạn, giống như có thể đánh mất lý trí bất cứ lúc nào. Bầu không khí trong sảnh chính càng thêm kỳ lạ. Sắc mặt Mạnh Quang Hạo tái mét, ông ta định nói gì đó để ngăn cản cuộc hôn nhân này. Nhưng đối mặt với uy lực khủng bố của Minh Vương, ông ta lại sợ sệt. So với Mạnh Quang Hạo đang kìm nén sự sợ hãi thì Mạnh Văn Thừa lại càng căm hận không cam lòng. Rốt cuộc đồ vô dụng quái dị như Mạnh Vân Tuyết có bản lĩnh gì mà được nhiều người coi trọng như thế chứ? Mạc Hạ Vân và thái tử bị ả quyến rũ đã đành, giờ cả Minh Vương Điện Hạ cũng. Mạnh Quang Hạo hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng rồi dè dặt hỏi Trác Thế Vũ, Minh Vương Điện Hạ, chẳng lẽ Điện Hạ thật sự coi trọng Vân Tuyết, muốn nạp con bé làm chính phi của phủ Minh Vương phải không? Trác Thế Vũ nheo mắt, vẻ mặt hơi khó chịu, bản vương đã đứng đây rồi, ngươi cảm thấy là thật hay giả? Nhưng mà chuyện này sao có thể chứ? Cuối cùng Mạnh Văn Thừa cũng không nhịn được, gã buột miệng, cô ta chỉ là một người bình thường không có tu vi, còn Điện Hạ là Minh Vương cao quý, sao Điện Hạ có thể coi trọng cô ta chứ? Ánh mắt sắc bén của Trác Thế Vũ lạnh lùng lóe lên rồi biến mất, hắn cười như không cười nhìn Mạnh Văn Thừa, chậm rãi nói, sao lại không thể? Ta đối với Tuyết Nhi vừa gặp đã yêu, gặp lại càng yêu sâu đậm. Bây giờ ta đích thân đến xin cưới nàng ấy làm vợ, có gì không đúng sao? Hay là ngươi nghi ngờ quyết định của bản vương? Không, không, tiểu nhân không dám. Mạnh Văn Thừa bị ánh mắt khủng bố của Trác Thế Vũ dọa cho run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, không dám nói thêm gì nữa. Nhưng mà ánh mắt gã nhìn Vân Tuyết vẫn ngập tràn vẻ căm tức và oán hận. Trước khi gã lấy được di vật của Tô Diệp Vân, sao có thể cho phép Mạnh Vân Tuyết bỏ trốn chứ? Vậy chẳng phải những cố gắng của gã trong thời gian qua là công cốc hay sao? Trác Thế Vũ không để ý đến Mạnh Văn Thừa nữa. Hắn ghé sát đầu vào tai Vân Tuyết, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, nếu nàng không đồng ý gả cho bản vương thì sẽ phải gả cho người đàn ông kém cỏi xấu xí đó. Thế nên Tuyết Nhi này, nàng xem xét đi, gả cho bản vương cũng không đến nỗi nào, nàng đồng ý nhé. Vân Tuyết khẽ đẩy đầu hắn ra, cười mắng, không biết xấu hổ. Tên khốn mặt dày này còn không biết xấu hổ chê những gã đàn ông kém cỏi chứ. Tuy ngoài miệng cô mắng vậy thôi, nét cười nơi khóe mắt đuôi mày vẫn tiết lộ cảm xúc thật trong lòng cô. Bàn tay nhỏ nhắn đẩy mặt mình ra không những không làm Trác Thế Vũ tức giận vì bị xa cách mà ngược lại. Xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay nhẵn nhụi ấy còn khiến lòng hắn dạo dực.
Bầu không khí ngọt ngào giữa hai người đối lập một trời một vực với không khí áp lực nặng nề trong sảnh chính. Mạnh Linh San đang nằm trong lòng Mạnh phu nhân, nhìn thấy dáng vẻ ăn ý vô cùng thân thiết của hai người, lại thấy ánh mắt dịu dàng cưng chiều của Trác Thế Vũ dành cho Mạnh Vân Tuyết thì không nhịn nổi mà bùng phát như kẻ tâm thần. Mạnh Vân Tuyết, con tiện nhân lẳng lơ dâm đãng này, đầu tiên ngươi gian díu với Đinh Dương Hưng của nhà họ Đinh, sau đó lại mê hoặc Thái tử Điện Hạ, giờ lại còn dám giả vờ giả vịt trước mặt Minh Vương Điện Hạ. Con tiện nhân này có gì tốt mà một đám đàn ông các người đều muốn lấy nó? Chẳng lẽ không biết nó quái dị thế nào sao? Hơn nữa nó còn chẳng có thiên phú tu luyện. Loại vô dụng như nó có bán ra chợ heo thì cũng không có người nào thèm đâu. Mạnh Linh San như phát điên, lớp mặt nạ vốn thanh thuần lạnh lùng đã bị gỡ bỏ, à quên mất cả giả vờ thanh cao. Mạnh Vân Tuyết, quả nhiên ngươi giống hệt người mẹ tiện nhân không biết xấu hổ của ngươi, không có bản lĩnh gì nên mới dùng thủ đoạn hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông. Ngươi cho rằng những thủ đoạn đê hèn mờ ám đó của ngươi có thể lừa gạt Minh Vương Điện Hạ cả đời được sao? Ta nói cho ngươi biết, sẽ nhanh thôi, ngươi sẽ nhanh chóng bị Minh Vương Điện Hạ ruồng bỏ thôi, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Bốp, một âm thanh nặng nề vang lên. Mạnh Linh San vốn đang nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất bất ngờ bị một luồng sức mạnh hất lên, lăn vài vòng liên tục trên mặt đất rồi đập thật mạnh vào cột nhà. Mạnh Linh San phun ra vài ngụm máu, cơn đau đớn kịch liệt và sợ hãi cùng cực làm gương mặt ả càng vặn vẹo nhăn nhúm. Trác Thế Vũ chưa hề bước một bước nào, bàn tay cũng như chưa làm động tác gì, hắn vẫn dịu dàng vuốt ve mấy sợi tóc lòa xòa của Vân Tuyết như trước. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Mạnh Linh San lại như một thanh kiếm băng sắc bén tẩm độc, lạnh lẽo và u ám, mang theo sát khí không hề che giấu. Ngươi có gan nói một câu nữa thì ta sẽ khiến ngươi cả đời không nói được nữa. Mạnh Linh San ôm ngực, ả định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì lồng ngực lại dội lên đau đớn, tầm mắt biến thành một màu đen kịt, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Mạnh phu nhân thấy con gái cưng ngất xỉu trên mặt đất như con búp bê vải rách nát, khóe miệng vẫn rỉ máu thì nhất thời không chịu nổi, tầm mắt tối sầm rồi cũng ngất theo. Mạnh Quang Hạo bị biến cố vừa rồi làm cho kinh sợ, ông ta vội vàng quỳ xuống trước mặt Trác Thế Vũ, Minh Vương Điện Hạ, cầu xin Điện Hạ tha cho con gái thần một mạng. Nó yêu quý Điện Hạ nên mới nói không suy nghĩ như thế. Trác Thế Vũ cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống Mạnh Quang Hạo đang quỳ gối trước mặt mình. Hắn mỉm cười hỏi, thầy thuốc Mạnh, vừa rồi con gái lớn của ngươi nói vương phi của bản vương gian díu, quyến rũ người đàn ông khác. Thầy thuốc Mạnh cũng cho đó là thật sao? Mạnh Quang Hạo giật mình, sợ run người. Ông ta muốn nói đúng vậy, muốn chửi bới Mạnh Vân Tuyết một trận, muốn cắt đứt suy nghĩ muốn lấy Vân Tuyết làm vợ trong đầu Minh Vương Điện Hạ. Nhưng mà ánh mắt đang nhìn ông ta bình thường là thế, nhưng lại làm ông ta nảy sinh cảm giác sợ hãi nó có thể xé nát người mình bất cứ lúc nào. Cuối cùng, ông ta nuốt nước bọt, run giọng nói, không có, tuyệt đối không có. Từ trước đến giờ, Vân Tuyết vẫn luôn là người hiền lương thực đức, sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Lúc này Trác Thế Vũ mới vừa lòng cười rộ lên, sau đó ánh mắt lạnh lẽo thâm hiểm của hắn lại liếc về phía Yến Trường Kỳ, Thái tử Điện Hạ. Đại tiểu thư Mạnh nói Tuyết Nhi quyến rũ thái tử, có việc này không? Không có, chắc chắn không có. Hôm nay là lần đầu tiên ta gặp tiểu thư Mạnh Vân Tuyết. Thái tử Điện Hạ đứng không vững, cả người lảo đảo như trực ngã. Rõ ràng Minh Vương chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng như không, nhưng Yến Trường Kỳ lại nghe ra sự uy hiếp chết người từ giọng nói ấy. Yến Trường Kỳ rất hiểu ham muốn chiếm giữ của đàn ông. Nếu để Trác Thế Vũ nghĩ hắn và Mạnh Vân Tuyết có quan hệ nào đó hoặc hắn dám tơ tưởng đến Mạnh Vân Tuyết thì Trác Thế Vũ nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Cho dù hắn là Thái tử Điện Hạ cao quý nhưng khi đối mặt với Trác Thế Vũ, Yến Trường Kỳ chẳng có chút dũng khí phản kháng nào. Nếu Trác Thế Vũ muốn thì giết chết cả nhà họ Yến, tự mình lên ngôi hoàng đế cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lời Yến Trường Kỳ càng làm Trác Thế Vũ hài lòng. Hắn quay đầu nhìn cha con nhà họ Đinh, Đinh Dương Hưng sớm đã choáng váng. Bất kể áp lực của Mạnh Linh San hay áp lực của Trác Thế Vũ đều làm cho gã sợ tới mức run cầm cập, gã không nói được câu gì, đũng quần đã sớm ướt nhẹp. Đinh Lâm Tường là người đã trải sự đời, lúc này ông ta lập tức phản ứng kịp, vội vàng quỳ xuống nói, Minh Vương Điện Hạ minh giám, nhà họ Đinh của tiểu nhân chỉ muốn hỏi cưới nhị tiểu thư nhà họ Mạnh là Mạnh Bích Quỳnh, hơn nữa người có quan hệ với Dương Hưng nhà tiểu nhân cũng là tiểu thư Mạnh Bích Quỳnh. Hôn sự giữa hai nhà đã sắp xếp từ mấy tháng trước, thật sự là không hề liên quan gì đến tiểu thư Mạnh Vân Tuyết. À, Trác Thế Vũ hứng thú nói, hóa ra lệnh công tử đã sớm đính ước với Mạnh Bích Quỳnh. Nếu đã có hôn ước thì sao không trực tiếp thực hiện luôn? Ta tin với thân phận của thầy thuốc Mạnh, chỉ cần đã đồng ý thì không thể nào lật lọng thay đổi đâu, đúng không? Đinh Lâm Tường nghe ra ẩn ý của Minh Vương Điện Hạ, ông ta cũng là người khôn lanh,
lập tức vui mừng dập đầu nói, đa tạ Minh Vương Điện Hạ đã làm chủ cho con trai tiểu nhân, quyết định hôn sự này. Có Minh Vương Điện Hạ bảo đảm, tiểu nhân tin thầy thuốc Mạnh cũng tình nguyện gả tiểu thư Bích Quỳnh vào nhà họ Đinh nhỉ. Sắc mặt Mạnh Quang Hạo đã trắng bệch, ông ta nhìn chằm chằm Đinh Lâm Tường, chỉ hận không thể lột da ông ta, song vẫn phải nói nhẹ nhàng, nhưng mà vừa rồi tiểu nữ đã định hôn ước với Thái tử Điện Hạ. Đinh Lâm Tường lập tức cắt lời, Minh Vương Điện Hạ, rõ ràng là nhà họ Đinh đã đính ước với nhà họ Mạnh trước, chuyện này cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Trác Thế Vũ như cười như không nhìn Yến Trường Kỳ, chậm rãi nói, hóa ra Thái tử Điện Hạ thích cướp vợ của người khác nhỉ, cướp đến nghiện rồi à. Tập 17 đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi câu chuyện đến đoạn cuối này. Những âm mưu, toan tính giữa các nhân vật đang ngày càng đan xen phức tạp, tạo nên những tình tiết căng thẳng đầy kịch tính. Liệu Mạnh Quang Hạo sẽ làm gì tiếp theo? Trác Thế Vũ sẽ hành động như thế nào để bảo vệ Vân Tuyết? Hãy cùng đón xem những diễn biến hấp dẫn ở tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong tập mới. Còn giờ thì bye bye mọi người.